Phần 3. Tác phẩm: Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Tác giả: Cảnh Ngô. Các phụ nữ nha, đây là kênh GL Radio. Tác phẩm: Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Tác giả: Cảnh Ngô. Nhân vật chính: Kỳ Ngôn, Lục Tri Kiều. Thể loại: Bách hợp, tình yêu chốn đô thị, duyên phận bất ngờ, HE, tình trạng, hoàn thành. Độ dài: 117 chương. Văn án: Tối hôm đó Kỳ Ngôn hốt được một người phụ nữ, cùng người mây mưa một đêm, nhưng không ngờ đối phương lại là mẹ của học sinh trong lớp bản thân làm giáo viên chủ nhiệm. Trong cuộc họp phụ huynh, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô Kỳ, trùng hợp quá. Một hôm nọ, Kỳ Ngôn tịch thu điện thoại của nữ sinh, sau tiết học cô gái nhỏ chạy tới văn phòng khóc lóc. Cô Kỳ, cô có thể trả điện thoại cho em không ạ? Gọi mẹ em tới đây. Một câu tóm lược: gọi mẹ em tới đây, độc lập tự chủ, tái sinh trong nghịch cảnh. Chương 28, chị sẽ bằng lòng. Rồi sẽ có một ngày chị sẽ bằng lòng. Kỳ Ngôn đứng dưới ánh đèn, không quay đầu, mái tóc đen lấy xõa trên vai, nói xong rút chìa khóa mở cửa vào nhà, cánh cửa kia đóng lại rất khẽ. Trên hành lang im lặng như tờ, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới, Lục Tri Kiều rung lên một cái, hai cánh tay trắng trẻo nổi da gà, cô ấy há miệng thở dốc, lồng ngực chập trùng kịch liệt, đầu óc trống rỗng, đầu ngón tay như bị ngàn vạn con côn trùng cắn nuốt, tê liệt tới mất cảm giác. Cảm giác rất quen thuộc, trong ký ức, chỉ khi bản thân vô cùng kích động, hoặc khi cảm xúc biến động cực lớn, đầu ngón tay mới tê dại như thế, có lẽ rất nhiều năm không xuất hiện. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúc còn nhỏ cãi nhau với bố mẹ, lần đó bản thân đã muốn bỏ nhà ra đi. Từ khi bước chân vào xã hội, lăn lộn suốt 10 năm, cá tính đã bị bào mòn sạch sẽ. Lục Tri Kiều cuộn ngón tay lại, nắm chặt, hô hấp dần dần bình ổn, cúi đầu tìm gương cùng khăn giấy trong túi xách đi về phía ánh sáng, lau sạch lớp son môi không thành hình của bản thân, mím môi, về nhà. Đèn phòng khách đang bật, nhưng không có ai, Lục Tri Kiều vừa đặt túi xuống, nhìn thấy con gái nhanh chân nhanh tay ra ngoài từ phòng ngủ chính, chạy nhanh như bay về phòng ngủ phụ. Nữu nữu. Lục Bi dừng bước lại, chậm chậm quay người, hi hi, mẹ, mẹ về rồi à. Gương mặt cô gái nhỏ trắng bệch, gò má hiện lên hai vệt đỏ ửng, đôi môi là màu đỏ tươi, lông mày vừa thô vừa thẳng, giống hệt như chú Hề đang làm trò cười. Làm sao thế? Lục Tri Kiều nhíu mày. Dạ, con dùng một chút đồ trang điểm của mẹ. Cô bé nhỏ tiếng nói, nghĩ trong lòng bản thân xong đời rồi, vội tươi cười trêu đùa, mẹ, mẹ trang điểm đẹp ghê, con làm cách nào cũng không trang điểm được như thế. Trẻ nhỏ không biết trang điểm, lại không thích người khác động tay động chân, tự tô tô vẽ vẽ không thành hình, người không ra người quỷ không ra quỷ, vốn dĩ Lục Tri Kiều định mắng mỏ, nhưng quả thật cảm thấy rất buồn cười, nhấc váy đi tới, khẽ nâng cầm Lục Bi lên, lần sau muốn trang điểm phải nói với mẹ, mẹ trang điểm cho con, không cho phép con lén lút trang điểm, biết chưa? Lục Bi cười hi hi ngốc nghếch gật đầu, thầm thở phào. Những quan niệm cổ hủ cho rằng con gái còn nhỏ tuổi đã trang điểm là học thói hư, phản ứng đầu tiên của Lục Tri Kiều cũng không ngoại lệ, ngạc nhiên vì con gái lén lút sử dụng đồ trang điểm của bản thân, nghi vấn có phải con bé học theo bạn học xấu hay không. Nhưng suy nghĩ lại, lòng yêu cái đẹp của con người là chuyện hết sức bình thường, con trẻ tới tuổi này càng chú ý vẻ bề ngoài, càng cấm đoán ngăn cản sẽ càng phản tác dụng, so với việc truyền bá tâm lý xấu hổ, chẳng thà chỉ bảo đàng hoàng cho con trẻ sẽ tốt hơn. Bạn học nữ trên lớp cũng trang điểm à? Có mấy bạn trang điểm à? Cô gái nhỏ gật đầu, các bạn ấy còn có đồ trang điểm riêng, lúc nghỉ trưa, bọn con cũng chơi trò trang điểm trong lớp. Đồ trang điểm ở đâu thế? Gần trường học có một cửa hàng nhỏ bán à, không đắt, bảng màu mắt rất nhiều màu chỉ có 15 tệ. Sắc mặt Lục Tri Kiều trầm xuống, con không mua đấy chứ. Đồ trang điểm rẻ tiền chất lượng thấp chỉ có thể lừa bịp những đứa trẻ nhỏ chưa biết gì, dùng vào rất dễ hỏng da. Bình thường Lục Tri Kiều cho con gái rất nhiều tiền tiêu vặt, luôn cảm thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không tiêu tiền vào mua những thứ linh tinh, lúc này lại đột nhiên cảm thấy lo lắng, phải nhớ rằng, trẻ con học theo người khác là chuyện rất dễ xảy ra. Không ạ, con nói mẹ có, mẹ các bạn ấy không trang điểm, nên chỉ có thể tự mua trộm. Nói tới đây, trên mặt cô gái nhỏ ngập tràn vẻ kiêu ngạo. Ấn đường Lục Tri Kiều thả lỏng, nắm lấy tay con gái, ôm vào lòng bàn tay, khóe môi cong lên nụ cười khe khẽ, nữu nữu, yêu cái đẹp là chuyện bình thường, mẹ không phản đối con trang điểm, nhưng con phải đáp ứng mẹ ba điều kiện, một là không được trang điểm ở trường, hai là mỗi tháng chỉ được trang điểm một lần, mẹ trang điểm giúp con, cũng có thể dạy con, ba là không thể lấy tiền tiêu vặt để mua đồ trang điểm. Vâng, vậy là có thể trang điểm thật xinh đẹp để cô Kỳ chụp ảnh cho con rồi.
bất ngờ nhắc tới Kỳ Ngôn, Lục Tri Kiều câm nín, sắc mặt có chút mất tự nhiên, âm thanh dịu dàng của người kia lại vang vọng bên tai, nụ cười mê hoặc, tần suất thở gấp, còn cả bóng lưng không nhìn thấu. Hai cánh cửa nhà đối diện nhau, không thể triệt để cắt đứt qua lại, Lục Tri Kiều tiếp tục cảnh cáo con gái không được làm phiền đối phương cũng không có ích lợi gì. Con không sợ cô Kỳ à? Lục Tri Kiều nhướng mày, hàm ý sâu xa rằng đó là giáo viên chủ nhiệm. Ban đầu Kỳ Ngôn vừa chuyển tới, con gái bị dọa sợ, chớp mắt mới hơn 2 tháng, tâm tư của con trẻ đã thay đổi nhanh chóng. Lục Uy lắc đầu, cô Kỳ tốt lắm ạ. Lục Tri Kiều sửng sốt, nhếch khóe môi, cười khang đôi tiếng, không nói năng. Sắc đêm dần sâu, hai mẹ con tắm rửa sạch sẽ, ngồi lên giường, Lục Tri Kiều ôm con gái kiểm tra học thuộc lòng thơ cổ, vốn dĩ muốn mượn chuyện này để phân tán lực chú ý của bản thân, nhưng nhớ tới Kỳ Ngôn là giáo viên ngữ văn, nhìn tới quyển sách giáo khoa, tâm tư lại bay về phương xa. Học kỳ sắp kết thúc, 2 tháng sau đó dài như 2 năm, xảy ra quá nhiều chuyện, tâm tình trập trùng, không thể nói rõ cảm xúc. Gặp gỡ quen biết Kỳ Ngôn, chẳng qua là một chuyện bất ngờ, cho dù có đẹp, có khó quên hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ trở thành một phong cảnh lướt qua cuộc đời Lục Tri Kiều, đưa đưa đẩy đẩy lâu như thế, mãi tới hôm nay mới coi như buông xuống được tảng đá trong lòng, đột nhiên cả người như trở nên trống rỗng. Hai người sẽ không tiếp tục ám muội, không còn những cái ôm, nụ hôn như trước, sẽ không có những suy nghĩ dư thừa, cuối cùng có thể tiếp xúc như bạn bè bình thường. Cho dù đối phương có buông tay hay không, Lục Tri Kiều cũng đã quyết định như thế, bắt đầu từ lúc này phải khống chế bản thân, để cuộc sống trở lại quỹ đạo. Còn 2 năm rưỡi nữa, con gái sẽ tốt nghiệp cấp 2, tới lúc đó con gái thi vào trường nào, Lục Tri Kiều sẽ thuê phòng ở gần trường đó, đợi trả góp xong tiền nhà bên này, sẽ bán đi, mua một căn nhà mới ở trung tâm thành phố. Lúc đó có lẽ con gái có lẽ đã tốt nghiệp đại học, có lẽ sẽ đi làm, hoặc học thạc sĩ, sau đó dần dần độc lập. Cô ấy có thể buông tay, đi tìm cuộc sống bản thân muốn sống. Lên đỉnh Kiệt Thạch, ngắm nhìn biển xanh, trập trùng sóng nước, non nước. Âm thanh đọc thơ của con gái kéo tâm tư của Lục Tri Kiều về thực tại, cô ấy cầm điện thoại lên xem, trong nhóm chat của trường học có người tên mình. Kỳ Ngôn gửi một tin nhắn thông báo lịch thi cuối kỳ vào trong nhóm, tất cả mọi người, phụ huynh lũ lượt trả lời, đã nhận được, cô Kỳ vất vả rồi, một lượt hai mấy tin nhắn. Trước kia Lục Tri Kiều chưa từng trả lời. Cô ấy đọc thông báo xong, nhìn chăm chăm vào hình đại diện mèo vàng của Kỳ Ngôn, ngón tay chậm chậm gõ chữ, đã biết. Cũng thật kỳ lạ, lần đầu tiên Lục Tri Kiều nói chuyện trong nhóm chat, nội dung cũng khác với những phụ huynh khác, vừa gửi đi, trong nhóm đột nhiên trở nên yên lặng. Cô giáo Kỳ, cười gian. Lục Tri Kiều không để tâm, đặt điện thoại sang một bên, thấy con gái đã đọc xong 2 lần, sờ tóc cô bé, nữu nữu, năm mới con muốn đi đâu chơi? Đi biển ạ. Nơi chúng ta ở chính là thành phố ven biển rồi mà. Lục Bi biểu môi lắc đầu, là kiểu biển có rừng nhiệt đới, có rất nhiều đảo nhỏ, có thể đi biển câu cá nữa. Để mẹ tìm xem. Lục Tri Kiều cầm điện thoại, liếc mắt tới nhóm chat của trường học, có mấy người trả lời đã nhận được tin, liền thoát ra, lên mạng tìm kiếm tin tức du lịch. Đảo nhiệt đới, Samba, bikini. Cô ấy ngẩn ra. Đúng rồi, mẹ ơi, chúng ta có dẫn cô Kỳ đi cùng không ạ? Lục Tri Kiều hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn con gái, tại sao? Cô gái nhỏ nghẹn lời, nhất thời không tìm được lý do, cúi đầu nghĩ ngợi, đột nhiên đôi mắt sáng lên, cô Kỳ đã đồng ý chụp ảnh cho mẹ vào năm mới. Cuối năm nhiều việc bận rộn, nếu không phải con trẻ nhắc nhở, Lục Tri Kiều sớm đã ném chuyện này ra sau đầu, ban nãy nghĩ tới bikini mới nhớ ra, xác thực bản thân đáp ứng làm người mẫu để đối phương chụp ảnh. Lúc đó chỉ nghĩ tới Kỳ nghỉ năm mới sẽ rảnh rỗi, bên này lại hứa dẫn con gái ra ngoài chơi, hai chuyện này lại đụng phải nhau. Lại là sau khi bản thân từ chối người kia. Nợ Kỳ Ngôn nhiều ân tình như thế, chưa trả nổi một lần, đương nhiên là hối hận không thôi, nhưng sau năm mới rất bận, nếu lùi thời gian cũng không biết lùi tới khi nào, hoàn toàn không nắm bắt được. Có lẽ là Kỳ Ngôn chủ động nói chuyện này với Lục Uy, có ý nhắc nhở cô ấy, nếu còn tiếp tục từ chối, sẽ không thể giữ được mặt mũi. Làm thế nào đây? Lục Tri Kiều cũng không thể nói dối con gái. Hơn nữa con còn cam đoan với cô Kỳ, mẹ sẽ đồng ý dẫn cô ấy đi cùng. Lục Bi thấy sắc mặt mẹ không ổn, lập tức phản ứng lại, đẩy họa cho bản thân, chỉ đành bàn giao đầy đủ ngọn nguồn. Lục Tri Kiều ngây ra, nhíu mày lại, con. Cô gái nhỏ sợ hãi kéo chăn che lên đầu. Thứ hai, toàn trường bắt đầu kỳ thi cuối kỳ, buổi sáng thi ngữ văn. Chỗ ngồi các lớp được đánh số hỗn loạn, thứ tự dựa theo thành tích bài thi tháng lần trước, 30 người một phòng, 30 người xếp hạng đầu ngồi ở phòng đầu tiên, cứ thể lùi dần. Lần trước điểm số môn toán của Lục Uy rất tệ hại,
xếp hạng ở phía cuối bảng, bị phân tới phòng thi số 9, miễn cưỡng xếp ở giữa. Buổi sáng lúc tới trường, bụng râm ran cảm giác khó chịu, không phải ăn no đau dạ dày, cũng không phải cảm giác đau bụng, mà là vị trí dưới rốn, giống như có cục đá đè lên, có loại cảm giác đau cùng phình ra, đi đường thấp thoáng cảm giác lún xuống. Cô bé không để tâm, cảm thấy một lúc nữa sẽ ổn. Ngữ văn là môn Lục Uy tự tin nhất, cô bé thong thả vào phòng thi, không hề hoảng hốt, nhưng đầu óc chỉ nghĩ tới môn toán buổi chiều Vương Triết Nghị nói sẽ đưa đáp án đề trắc nghiệm và đề điền vào chỗ trống. Lén lút sao chép một chút, ít nhất có thể đạt yêu cầu là được. An tâm hơn nhiều. Nhận được đề thi ngữ văn, Lục Uy lật lại nhìn đề bài viết văn, không nhịn được cong khóe miệng, hừng, đơn giản, chắc chắn đạt điểm tuyệt đối. Trong phòng tim im lặng như tờ, chỉ có tiếng xào xạc khi đầu bút lướt qua trang giấy, giáo viên coi thi đứng trên bục giảng, hai tay chắp sau lưng, nhìn một lượt, sau đó thong thả cất bước đi xuống dưới, đi lên đi xuống nhiều lần. Trên hành lang thỉnh thoảng lướt qua bóng dáng của giám thị hành lang. Kỳ thi cuối kỳ rất quan trọng, nếu thi tốt, vui vẻ về nhà đón Tết, thi không tốt, trên bàn ăn trong bữa cơm tất niên sẽ bị cô ba cậu bảy cào nhào, con nhà người ta trong truyền thuyết sẽ lại tác quái, thế là cả trường học ngập tràn không khí nghiêm túc căng thẳng. Lục Uy viết đáp án rất nhanh, chữ viết cũng gọn gàng đẹp đẽ, không tới một tiếng đồng hồ đã viết xong phần đọc hiểu. Cô bé đặt bút xuống, duỗi lưng, đặt tay lên thành ghế, chuyển động cơ thể, chuẩn bị viết văn. Đột nhiên, cơ thể Lục Uy cứng lại. Một chất lỏng âm ấm chậm chậm tràn ra, ướt át, hễ động đậy, liền tràn ra, giống như tè dầm. Lục Uy không dám động đậy, mở to mắt nhìn đề thi, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng dường như dự cảm được chuyện gì đó. Cô bé hoang mang ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, thưa cô. Âm thanh rất khẽ, phá vỡ sự im lặng của phòng thi, mấy học sinh không hẹn mà gặp nhìn tới. Ừm. Giáo viên trong thi nhướng mày. Em muốn đi vệ sinh. Đi đi. Lục Uy cẩn thận đứng lên, cảm giác chất lỏng ấm nóng trong cơ thể lại tràn ra một ít, trong lòng vừa sốt ruột vừa túng quẫn, lặng lẽ nhìn ghế, không dính màu gì, nhanh chân bước ra khỏi phòng học. Trong nhà vệ sinh không có người, cô bé trốn vào phòng cuối cùng. Quả nhiên, trên quần lót dính một mảng máu màu đỏ. Lục Uy ngây ra. Thường ngày mấy nữ sinh có quan hệ tốt trong lớp sẽ bàn luận tới những chủ đề tương đối riêng tư, ví dụ như kỳ kinh nguyệt, đám trẻ gọi là kinh nguyệt hoặc bà gì cả. Rất nhiều bé gái lớp 5 lớp 6 tiểu học đã có kinh, có lúc có người xin đi vệ sinh trong tiết học, Lục Uy cũng nhìn thấy băng vệ sinh vứt trong túi của các bạn, hơn nữa trong thùng rác nhà vệ sinh có đủ loại băng vệ sinh dính máu. Cô bé đều biết. Tuy biết sớm muộn gì bản thân cũng có, nhưng thật sự tới ngày này, lại không biết làm thế nào. Lục Uy không có băng vệ sinh, hơn nữa mọi người đều đang làm bài thi, nhóm nữ sinh thân quen đều rải rác ở các phòng thi khác nhau, không thể tới tìm các bạn. Làm sao đây? Còn chưa viết văn xong, không thể chậm trễ thời gian, Lục Uy sốt ruột tới nỗi khóc lên, trong lúc nóng ruột, cô bé nghĩ tới Kỳ Ngôn. Từng giáo viên đều có nhiệm vụ trong thi, cô bé không biết Kỳ Ngôn ở phòng thi nào, chỉ đành bắt đầu tìm từ phòng thứ nhất. May mắn là, Lục Uy ở phòng thi số 3, đi qua hai phòng học liền nhìn thấy cô. Cô Kỳ. Lúc này Kỳ Ngôn vừa ở bên dưới đi quanh một vòng, quay lại bục giảng, đang cầm tờ đề tiếp tục nhìn đề, nghe thấy âm thanh liền quay đầu, nhìn thấy Lục Uy đứng trước cửa, khuôn mặt nhỏ co cụm lại, mắt rưng rưng gọi bản thân. Trong lòng Kỳ Ngôn sửng sốt, nhanh chân ra ngoài, sao thế? Em. Cô gái nhỏ nhíu mày, sắc mặt đỏ ửng, mang theo dáng vẻ xấu hổ khó xử, cẩn thận nhích tới bên tai Kỳ Ngôn, lý nhí nói đôi câu. Đột nhiên Kỳ Ngôn cười lên, thầm thở vào một hơi. Còn tưởng có chuyện gì? Đợi cô một lát. Kỳ Ngôn vỗ nhẹ lên vai cô bé, đi tới phòng thi số 2 bên cạnh, nhờ đồng nghiệp trông hộ một lúc, sau đó nắm lấy tay Lục Uy, nói, đi theo cô. Trong ngăn kéo văn phòng có băng vệ sinh dự phòng, Kỳ Ngôn lấy một miếng, tự nhiên nắm tay Lục Uy vào nhà vệ sinh nữ. Bên trong vẫn không có ai, cô bảo Lục Uy vào phòng đầu tiên, cô gái nhỏ liên tục gật đầu, chạy tới phòng cuối cùng. Nhìn phản ứng của Lục Uy, tám phần là lần đầu có kinh nguyệt. Ngày có coi đây là một ngày kỷ niệm. Kỳ Ngôn xoa đầu Lục Uy, dịu dàng an ủi, không sao, đây là chuyện bình thường, cô bé nào cũng sẽ có. Nói xong đưa băng vệ sinh cho cô bé, ân cần hỏi, biết dùng không? Có cần cô dạy không? Cô gái nhỏ đỏ mặt không lên tiếng. Xé lớp bọc ngoài, xé lớp giấy mặt sau ra, sau đó dính lên. Kỳ Ngôn biết ý, đại khái làm mẫu một lượt, không xé rách hoàn toàn lớp giấy bọc, biết chưa nào? Lục Uy gật đầu, từ đầu tới cuối mí mắt không dám ngẩng lên, nhận lấy đồ rồi đóng cửa lại. Một phen sột soạt. Không lâu sau, Lục Uy ra ngoài, Kỳ Ngôn dẫn Lục Uy đi rửa tay,
lấy giấy khô lau tay cho cô bé, cẩn thận dặn dò, nhớ về nhà nói với mẹ, có một số thứ phải chú ý, mẹ sẽ dạy em. Vâng, cảm ơn cô Kỳ. Đi thi đi, làm bài cho tốt. Kỳ Ngôn cười híp mắt, đôi mắt sáng trong xinh đẹp, hoảng hốt như nhìn con gái mình. Buổi chiều, Lục Tri Kiều tan làm về nhà, thấy con gái đang giặt đồ ngoài ban công, ngây ra mấy giây, đi tới gần, nữu nữu, con giặt gì thế? Dạ, quần lót à. Nước xả ra nửa chậu, Lục Uy xắn tay áo đứng trước chậu, một tay lấy xà phòng, một tay cầm quần lót nhỏ ẩm ướt, mặt mày đau khổ, con giặt nhiều lần lắm rồi, nhưng vẫn còn dấu, giặt thế nào cũng không sạch, mẹ. Trên chất vải màu hồng thấp thoáng vệt đỏ sậm, giống vết máu khô. Lục Tri Kiều lập tức phản ứng lại, vừa định lên tiếng, chuông cửa vang lên, cô ấy vội vàng quay người đi ra phòng khách, nhìn qua mắt mèo, mở cửa. Cô giáo. Kỳ. Kỳ Ngôn đứng ngoài cửa, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt sáng sủa của cô, mái tóc đen dài thẳng tắp xõa trước người, nhẹ nhàng phấp phới, cô đưa đồ trên tay ra, cho chị cái này. Một quyển sách giáo dục giới tính mỏng. Lục Tri Kiều. Nếu chị không tiện đích thân dạy. Kỳ Ngôn cong khóe môi, nghiêng người dựa gần, tôi có thể làm thay. Chương 29, mùi hương của chị. Kỳ Ngôn không biết Lục Uy ở ngoài ban công, nhưng cũng không dám đứng quá gần, cô tiến lên trước một bước, mái tóc đen láy mềm mại khẽ bay lên, đuôi tóc tạo thành một đường cong trong không khí, một hương thơm quen thuộc phả đến, mùi quýt mát lạnh, lại giống như mùi đàn hương nồng đượm, lạnh lành phảng phất. Là mùi hương nữ thần săn bắn. Hôm nay Lục Tri Kiều không xịt nước hoa, ngửi thấy hương thơm vốn dĩ thuộc về bản thân, cũng ngây ra, cô ấy khẽ hít một cái, lặng lẽ nhìn Kỳ Ngôn, hương thơm lắng động thâm nhập vào phổi dọc theo xoang mũi, cuốn lấy tầng tầng lớp lớp cơ thể Lục Tri Kiều. Trước giờ không cảm nhận được, mùi hương này lại mê người tới thế. Ừm. Kỳ Ngôn vô thức nghiêng người về phía trước, nhướng mày lên, sâu thẳm trong đôi mắt dạt dào cảm xúc. Lục Tri Kiều đỏ mặt một cách kỳ quái, vội vàng di chuyển tầm mắt, cúi đầu nhìn quyển sách, đưa tay nhận lấy, cái này, có ý gì? Thấy Lục Tri Kiều như thế, Kỳ Ngôn biết chừng mực liền dừng lại, lùi sau nửa bước, thu lại sắc mặt trêu đùa, nói, nữ nữ lớn rồi, có một số thứ tới lúc chị cần dạy nó. Da mặt người này mỏng, không chắc có thể tiếp nhận cách nói thẳng thừng hay không, liền vòng vo một chút. Bản thân Kỳ Ngôn không vấn đề, trước giờ cô không cảm thấy kinh nguyệt là chuyện xấu hổ gì, càng không nghĩ rằng giáo dục giới tính là thiên tai đại nạn. 3 năm qua ở trường học, nhìn thấy dáng vẻ của rất nhiều đứa trẻ vừa kìm nén xấu hổ, vừa không khống chế được muốn tìm tòi, luôn cảm thấy buồn bã lại bất lực. Lục Tri Kiều lập tức hiểu ra ý tứ của Kỳ Ngôn, nghi hoặc hỏi, sao em biết? Tôi cũng vừa tan làm, nhìn thấy nữ nữ đang giặt quần. Nói được một nửa liền khựng lại, không cần giải thích cũng hiểu. Hôm nay con gái có bài thi ở trường, không cần đoán cũng biết tình hình đột xuất. Đột nhiên Lục Tri Kiều cảm thấy may mắn, bản thân làm mẹ có rất nhiều thứ không quan tâm được, nhưng có Kỳ Ngôn, trái tim lập tức trở nên ấm áp, ngập tràn cảm xúc. Cảm. Xuyệt. Kỳ Ngôn dựng ngón trỏ lên, dịu dàng cười, cần tôi làm thay chị không? Lục Tri Kiều lúng túng nói, không cần. Đáp án trong dự đoán, Kỳ Ngôn biết ý không miễn cưỡng, gật đầu, được, vậy tôi về đây. Nói xong liền lùi đi, chủ động đóng cửa, vừa quy củ vừa chừng mực. Trái tim trống vắng, Lục Tri Kiều nhìn cửa nhà mình rất lâu, cúi đầu dở cuốn sổ tay, rất mỏng, chỉ 2 mấy trang, nhưng những kiến thức phổ cập liên quan rất đầy đủ. Trang số 2 trong cuốn sổ chính là hình ảnh giải thích khác biệt giữa bộ phận sinh dục của nam và nữ. Tuy là hình ảnh minh họa tượng trưng, những mô phỏng rất giống, thật sự sinh động như thật. Lục Tri Kiều không có phản ứng với hình minh họa về đàn ông, nhưng hình minh họa về phụ nữ có chút nóng mặt. Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, cô ấy là mẹ, không thể tránh khỏi, cô ấy có nghĩa vụ và trách nhiệm phải dạy bảo con trẻ, thoải mái tự nhiên giảng giải kiến thức đứng đắn, không có gì không tiện, ngược lại che che đậy đậy mới khiến người ta nghĩ sai. Hạ quyết tâm, Lục Tri Kiều đặt cuốn sổ sang một bên, ngẩng đầu nhìn con gái vẫn đang chiến đấu với chiếc quần lót giặt cách nào cũng không sạch, vừa buồn cười vừa bất lực đi tới, nữ con, đừng giặt nữa, để đấy lát nữa mẹ giặt cho. Không cần à, con tự giặt. Khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ ửng, miệng chu ra tới nỗi cho thể treo được đồ. Gần 2 năm nay, con gái ngày càng xấu hổ, thay quần áo cũng tránh, quần lót cũng không để cô ấy giặt, ban đầu Lục Tri Kiều không chú ý, còn tưởng bản thân không thường xuyên bầu bạn, nên sinh ra một lớp xa cách trong tâm lý của đứa trẻ. Nhưng hôm nay bản thân mới ý thức được, con gái sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời, tất cả đều là dấu hiệu bình thường. Lục Tri Kiều cảm khái, ánh mắt dịu dàng như hóa nước, khẽ giữ lấy vai con gái, nói, thế này rồi giặt không sạch đâu, bỏ đi, mẹ mua đồ mới cho con. Ồ, vâng ạ. Cái cũ không đi cái mới không tới.
ngày mai còn phải thi tiếng Anh. Lục Tri Kiều bảo con gái đi học thuộc từ vựng, bản thân dọn dẹp ban công, mang theo cuốn sổ tay vào nhà bếp, vừa nấu nướng vừa đọc. Ăn cơm xong, hai mẹ con ngồi trên sofa, Lục Tri Kiều đắn đo không biết mở lời thế nào, ai ngờ con gái lên tiếng nói với cô ấy trước, ấp a ấp úng xấu hổ không thôi, đầu tóc còn sắp vùi vào trong khe sofa. Lục Tri Kiều mới phổ cập được đôi câu, con gái liền nhỏ tiếng nói, mẹ, con biết hết rồi, chính là mỗi tháng sẽ tới một lần, các bạn nữ lớp con cũng vậy, chứng minh có thể sinh em bé rồi. Làm con gái phiền ghê, lót thứ kia vào khó chịu chết mất, ôi. Lục Tri Kiều ngẩn tò te nhìn con gái, nghĩ tới việc những chuyện này chỉ dựa vào lời bàn tán giữa bạn học với nhau, cực kỳ dễ đi sai đường, trong lòng lo lắng không thôi, sắc mặt dần nghiêm túc lại, kiên nhẫn giảng giải cấu tạo bộ phận sinh dục khác nhau giữa nam và nữ, nguyên lý của kinh nguyệt, những chuyện cần chú ý, vân vân. Nói tới khô cổ bỏng họng, cuối cùng uống nước lấy hơi, lại tiếp tục giảng giải. Nữ con, mẹ không thể lúc nào cũng ở cạnh con, cho nên con tuyệt đối phải học cách bảo vệ bản thân, ở trường có thể chơi cùng bạn nam, nhưng không thể tiếp xúc cơ thể. Nếu có bạn nam cưỡng chế dùng tay hoặc bất kỳ bộ phận trên cơ thể nào chạm vào con cứ hung hăng đá vào vị trí đó của cậu ta, hiểu không? Nói xong làm một động tác cắt. Không chỉ là đối xử với bạn khác giới, bạn cùng giới cũng như thế, từ nhỏ Lục Tri Kiều đã dạy con gái, nếu ở trường bị người khác ức hiếp, thì cứ ức hiếp lại, đánh bị thương bị tàn tật mẹ sẽ bồi thường, nhưng tuyệt đối không thể làm bao cát chịu đòn. Cô gái nhỏ thật thà gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Thật ra những chuyện này Lục Uy cũng hiểu chút ít, bạn học nữ trong lớp biết nhiều hơn cô bé, lên cấp 2 giống như mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới, tuy hiếu kỳ, nhưng vẫn nên nghe lời mẹ. Lúc còn rất nhỏ, cô bé liền biết, mẹ là người quan trọng nhất trên đời này, cũng là người thân duy nhất của bản thân. Mẹ! Đột nhiên Lục Uy nhào vào lòng Lục Tri Kiều, con sẽ nghe lời. Mẹ đừng không cần con. Nửa câu sau không nói ra miệng, nhưng dùng hành động để biểu đạt, hai cánh tay nhỏ quấn chặt lấy cổ Lục Tri Kiều, nũng nịu không chịu buông. Nghỉ ngơi một lúc, Lục Tri Kiều chuẩn bị ra ngoài mua băng vệ sinh cho con gái, cô ấy mang theo cuốn sổ mỏng, gõ cửa phòng 902. Lần này rất chậm, Lục Tri Kiều gõ mấy lần, còn tưởng không có ai ở nhà, vừa định quay người rời đi, cửa mới chậm chậm mở ra. Trong phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn vàng ấm đang bật, Kỳ Ngôn xõa tóc, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, sắc mặt có chút cô đơn, khoảnh khắc nhìn thấy người ngoài cửa, lông mi rung lên, ngẩng mí mắt, trong ánh mắt tràn ngập vui vẻ kìm nén. Nhưng sau đó, ánh mắt của Kỳ Ngôn nhìn lên tay Lục Tri Kiều, ánh mặt đột nhiên tối tăm, khẽ cong khóe môi, dậy xong rồi à. Mùi hương còn nồng hơn ban nãy, càng ngửi càng thấy lạnh, cảm giác cực kỳ lạnh lẽo thâm nhập xương cốt. Trước giờ Artemis đều như thế, xịt càng nhiều, hương thơm càng nồng, cũng sẽ không hăng mũi khiến người ta bị mất khứu giác, mà là dần dần từng bước nuốt trọn người ta, vô thức thấm vào tim gan. Lục Tri Kiều lặng lẽ nhìn Kỳ Ngôn, động tác đưa sách khựng lại, rụt tay về, khẽ ừng một tiếng, sau đó nuốt câu tôi tới trả sách lại, trầm ngâm giây lát, nói, có chuyện muốn nói với em. Đôi mắt đẹp đẽ như màu rượu hổ phách lại sáng lên. Lục Tri Kiều chủ động vào nhà, tự nhiên thay dép, ngồi xuống sofa, quen đường quen lối giống như nhà mình. Kỳ Ngôn đứng trước cửa ngẩn ra rất lâu, đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống cạnh Lục Tri Kiều, sao thế? Lần trước đáp ứng làm người mẫu của em, tới Tết đi chụp ảnh. Trong ánh sáng tối tăm, khuôn mặt một của Lục Tri Kiều trở nên mơ hồ, ngay cả âm thanh cũng hỗn độn. Em xem có thể thay đổi thời gian không? Được. Sắc mặt Kỳ Ngôn cứng lại, cười cười, bình thường chị bận như thế, Kỳ nghĩ thì dành nhiều thời gian ở bên con trẻ đi, chụp ảnh thì lúc nào chụp cũng được. Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý Kỳ Ngôn sẽ không nhượng bộ, tưởng rằng phải phí một phen công phu miệng lưỡi, ai ngờ đối phương đồng ý sảng khoái như thế, nhất thời Lục Tri Kiều cảm thấy hổ thẹn, hé miệng, Kỳ Ngôn. Xin lỗi. Trong lòng Kỳ Ngôn biết dự định cùng nhau đi nghỉ dưỡng đã thành bong bóng, tuy không có quá nhiều hy vọng, nhưng vẫn có chút thất vọng, nghe Lục Tri Kiều nói như thế, trêu đùa, vậy chị định bồi thường tôi thế nào đây? Lục Tri Kiều suy nghĩ không đứng đắn. Bồi thường. Nhớ lại tối hôm đó, cho dù đã trôi qua rất lâu, nhưng bản thân vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Gò má Lục Tri Kiều trào lên hơi nóng, ánh mắt rũ xuống nhìn lên đôi dép, không lên tiếng. Ánh đèn tối tăm, chiếc bóng mông lung khiến người ta nghĩ nhiều. Kỳ Ngôn nào nỡ làm Lục Tri Kiều khó xử, tự nhiên cười cười, chuyển chủ đề, chị mua băng vệ sinh cho nữu nữu chưa? Hôm nay tôi đưa con bé mấy miếng để ứng phó tình huống khẩn cấp, ban đầu có thể con bé còn chưa quen, bản thân tôi cũng không hay dùng, thường dùng tampon hơn. Tôi đang chuẩn bị đi. Lục Tri Kiều nhận lấy bậc thang, đặt quyển sổ lên bàn trà. Cái này rất hữu dụng, em mua à? Trường học phát khóa trước,
có lẽ trong học kỳ mới tuần này Nữu Nữu cũng sẽ được phát. Em đã dạy được một khóa rồi à? Kỳ Ngôn gật đầu, cười nói, xem ra tôi vẫn chưa già. Lục Tri Kiều cũng cười lên, nốt ruồi lệ nơi đáy mắt càng thêm sinh động khiến người ta yêu thương trong ánh sáng tối tăm. Đi thôi, đi siêu thị chung đi. Kỳ Ngôn đứng dậy, duỗi lưng, mái tóc đen dài xõa sau lưng, cô giơ tay vuốt tóc, xách túi ra ngoài cửa thay giày, quay đầu cười nói, vừa hay tôi cũng muốn tích trữ chút đồ dùng hàng ngày, quá gian xe chị một chuyến, không để ý chứ. Đương nhiên là không để ý. Lần đầu tiên Kỳ Ngôn ngồi xe của Lục Tri Kiều, lúc lên xe, ánh mắt đánh giá một lượt, trên xe vô cùng sạch sẽ gọn gàng, có mùi đàn hương thoảng thoảng, có một tấm bùa bình an treo giữa gương chiếu hậu, trước kính chắn gió có một khung ảnh mini, bên trên là ảnh chụp chung của hai mẹ con, ngoài ra, không có bất kỳ đồ trang trí nào khác. So sánh ra, xe của Kỳ Ngôn chính là vô cùng lòe loẹt. Người ta thường nói xe nào chủ nấy. Có ai từng ngồi ghế lái phụ chưa? Khi chờ đèn đỏ, Kỳ Ngôn hờ hững hỏi. Nữu Nữu. Còn ai nữa? Lục Tri Kiều khựng lại, quay đầu nhìn Kỳ Ngôn một cái, em đấy. Ờ. Sao thế? Không có gì. Kỳ Ngôn hất cằm, đèn xanh rồi. Sắp tới Tết, trung tâm thương mại trang trí ngập sắc xuân, mỗi loại hàng hóa bày biện khiến người ta nhìn hoa mắt chóng mặt, trong loa phát thanh cũng vang lên bài Cung Hỷ Phát Tài của Lưu Đức Hoa, mỗi năm cứ tới thời gian này, thành phố lớn với nhịp sống nhanh, người người bận rộn mới có một chút hương vị nồng nàn. Có lẽ hôm nay là thứ hai, trong trung tâm thương mại không quá đông người, Kỳ Ngôn đẩy xe đựng đồ sánh vai đi cạnh Lục Tri Kiều, bước chân nhàn nhã tự nhiên. Bình thường Kỳ Ngôn không thích đi tới trung tâm thương mại bán đủ các loại hàng hóa thế này, những thứ bày trên giá không cách nào thu hút cô, đồ dùng thường ngày trong nhà đều mua trên mạng, một năm 2-3 lần bay ra nước ngoài mua sắm, hoàn toàn đủ dùng. Chỉ mượn cớ đi chung mà thôi. Dáng vẻ Lục Tri Kiều cũng không chút hứng thú. Chỉ lấy mấy loại đồ ăn vặt con gái thích, sau đó đi thẳng ra khu đồ dùng cho nữ giới. Rất nhiều sản phẩm và chủng loại, nhất thời Lục Tri Kiều chọn tới hoa mắt, không biết nên chọn loại nào, bình thường bản thân quen dùng một nhãn hàng, nhưng con gái thì không chắc. Mùa đông có thể dùng loại lót bông, tương đối thoải mái, cũng không nóng nực, mặc lưới lại hơn kén người, có một số người da mẫn cảm sẽ cảm thấy dính. Miệng Kỳ Ngôn khẽ khàng giảng giải, đưa tay ra lấy mấy bịch cho Lục Tri Kiều, so sánh độ mịn. Không lâu sau liền tổng kết ra lựa chọn thích hợp nhất. Mấy lần đầu để con bé tự chọn, đừng mua loại quá dày, mua nhiều loại siêu mỏng chút, thay thường xuyên là được, đợi con bé lớn chút nữa có thể thử dùng tampon. Còn loại dùng ban đêm. Nữu Nữu ngủ rất thật thà, nhưng không lật người cũng khó chịu, dứt khoát mua loại quần này cho con bé đi, có thể tùy tiện lật người. Vẻ mặt của Kỳ Ngôn thành thục, chuyên tâm lại tỉ mỉ, suy nghĩ rất chu đáo, từng lời đều rất có lý lẽ, giống như đang lựa chọn cho con gái mình. Có dáng vẻ của người làm mẹ, còn Lục Tri Kiều thân là mẹ đẻ lại đứng ngay như phỗng ở một bên quan sát, hoàn toàn không chen lời. Mua băng vệ sinh xong, hai người đi xem áo lót. Đo thử vòng ngực cho Nữu Nữu chưa? Kỳ Ngôn hỏi, suy nghĩ lại chuyển động, nói, đo rồi cũng vô dụng, vừa dậy thì đều là cỡ A, xem chất liệu thôi, phải là bông thuần túy. Ánh mắt Lục Tri Kiều nhìn về phía ngực Kỳ Ngôn, lại cúi đầu nhìn của bản thân, mặt nóng lên, nhịp tim cũng nhanh hơn, không khống chế được thầm hít thở sâu. Không nên mua đồ cài khuy, có một số nam sinh có ý đồ xấu, mùa hè rất thích nghịch ngợm, kéo dây áo của nữ sinh, Nữu Nữu cũng khó tránh tình huống này. Kỳ Ngôn tự nói tự trả lời, trong tay cầm 2-3 móc áo, quay lại đưa cho Lục Tri Kiều nhìn. Nữu Nữu thích kiểu nào? Lục Tri Kiều hoàng hồn, vô thức giơ tay vén sợi tóc tán loạn, chỉ vào chiếc áo màu hồng bên phải, nói, mua A75. Được. Kỳ Ngôn đánh giá mấy lượt, cong khóe môi, tôi thấy đều đẹp hết, A. Hay là mua hết đi. Nói xong nhanh chóng cầm thêm 7-8 cái, đặt vào trong xe đẩy, coi như quà tôi tặng Nữu Nữu. Cực kỳ giống đôi vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm, cùng nhau chọn quần áo cho con gái. Không. Lục Tri Kiều vừa định từ chối, Kỳ Ngôn đã đẩy xe hàng rời đi. Cuối cùng Kỳ Ngôn là người thanh toán, cô mạnh mẽ nhét thẻ vào trong tay nhân viên thu ngân, không cho Lục Tri Kiều bất kỳ cơ hội nào. Thanh toán xong, Kỳ Ngôn xách hai chiếc túi đi phía trước, bước chân nhanh như gió. Đi thẳng một đường tới bãi đổ xe, Lục Tri Kiều ở phía sau đuổi theo không kịp, chỉ đành nuốt lại lời đã trào lên miệng. Đêm tối vắng vẻ, mặt trăng tròn đã treo cao trên bầu trời tối đen, ánh trăng bạc trong trẻo sáng tỏ. Trên đường về không ai nói với ai câu nào, Kỳ Ngôn đang xem điện thoại, mấy lần Lục Tri Kiều quay mắt nhìn cô, muốn mở lời, nhưng cảm thấy có nói cũng vô dụng, trong lòng đủ mọi cảm xúc, ngoài nỗi băn khoăn trong lòng, trong đầu còn lặp đi lặp lại cảnh tượng giải giảng của Kỳ Ngôn ban nãy, có chút chua lại có chút ấm. Về tới nhà, hai người đi thang máy lên tầng.
Trong không gian nhỏ hẹp lan tràn mùi hương lạnh quen thuộc, Lục Tri Kiều mới phát hiện, nước hoa bản thân dùng quen, khi ở trên cơ thể Kỳ Ngôn lại tỏa ra một phong thái khác biệt, đó là hơi thở thuộc riêng về đối phương, không cách nào sao chép. Tới tầng 9, Kỳ Ngôn ra ngoài trước. Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Kỳ Ngôn cười nói, đưa túi trong tay ra, quay người đi về phía phòng 902. Kỳ Ngôn. Lục Tri Kiều khẽ gọi Kỳ Ngôn. Người kia khựng lại, bóng lưng căng cứng, không quay đầu. Em cũng thích Artemis à? Ừm. Tại sao? Có lẽ đáp án là dễ ngửi, có lẽ là đột nhiên thích, thậm chí có khả năng là vô hình bị bản thân ảnh hưởng, nên cũng dùng. Lục Tri Kiều suy đoán như thế, biết rõ vấn đề này không có ý nghĩa, cô ấy cũng không biết bản thân đang muốn tìm tòi thứ gì. Vì Kỳ Ngôn nghiêng đầu, mái tóc đen dài khẽ lay động, lộ ra nửa khuôn mặt, âm thanh của cô đột nhiên trầm thấp, muốn lưu lại mùi hương của chị. Chương 30, đau lòng. Bốn bề yên lặng như tờ, âm thanh trầm thấp tỉ tê lay động lòng người, khóe môi nửa bên mặt của Kỳ Ngôn nhàn nhạt cong lên, mày khẽ nhướng, nụ cười mê hoặc quyến rũ. Lục Tri Kiều khẽ hít một hơi, ngón tay xách túi đột nhiên co chặt, có một loại cảm giác kỳ lạ tràn từ đáy lòng lên, mông lung, lướt nhanh một cái, muốn bắt cũng không bắt được, sau đó nhịp tim bình thường chậm chậm đập nhanh hơn, cảm giác ngứa ngáy dày đặc lan tràn trong lồng ngực. Mùa hạ năm mười mấy tuổi, Lục Tri Kiều gặp được nữ sinh mình thích, dường như trong cơ thể nguồn năng lượng gấp gáp muốn phá bỏ trói buộc, muốn hò hét, chạy nhanh. Nhưng cuối cùng Lục Tri Kiều không làm gì cả, niềm yêu thích điên cuồng ấy bị mạnh mẽ đè xuống đáy lòng, mặt không cảm xúc lướt qua vai đối phương, thậm chí không dám quay đầu nhìn bóng lưng người kia. Bao nhiêu năm trôi qua, cho dù hiện tại đã không còn thích, nhưng cảm giác đó vẫn rất rõ ràng. Mỗi lần Lục Tri Kiều bị gánh nặng cuộc sống dày vò tới thảm thương tuyệt vọng, cô ấy sẽ nhớ lại một chút ký ức, thì ra bản thân không phải trời sinh đã tê dại. Chỉ là cô ấy giam cầm bản thân đã quá lâu. Nhưng biết thì thế nào, ngày nào con gái chưa trưởng thành tự lập, ngày đó Lục Tri Kiều sẽ không buông thả bản thân. Hương thơm phả tới từ bốn phương tám hướng, quấn thật chặt lấy Lục Tri Kiều, không còn là cảm giác lành lạnh thoáng qua, mà đã kết hợp với vẻ yêu mị thuộc về người kia, ngập tràn vẻ nhiệt tình đè nén. Một mùi hương, trăm người trăm vị, hương vị của Kỳ Ngôn là độc nhất vô nhị. Trái tim càng ngày càng hoảng loạn, yết hầu Lục Tri Kiều động đậy, rủ mắt nhìn sàn nhà gạch men sáng tới nỗi có thể soi gương, nhỏ tiếng nói câu chúc ngủ ngon, không quay đầu đi về phòng 901. Chìa khóa rút vội, tay run run, mấy lần không tra được chìa vào ổ, sau đó nghe thấy âm thanh đóng cửa truyền tới từ sau lưng, hương thơm lạnh lẽo dường như đã bay xa, hành lang triệt để yên lặng. Lục Tri Kiều nhắm mắt, ngẩng đầu thở ra một hơi, cuối cùng cũng tra được chìa khóa vào ổ. Kỳ thi cuối kỳ của lớp 7 chỉ có 6 môn, 3 ngày đã thi xong, trong lúc chờ đợi tới buổi họp phụ huynh diễn ra vào mấy hôm nữa, hai mẹ con đã lên sẵn kế hoạch đi du lịch chi tiết. Điểm đến là quần đảo Roland gần đường Xích Đạo thuộc Thái Bình Dương, thuộc nước Ca, phải có thị thực, có rừng nhiệt đới, có vô số đảo nhỏ, có biển xanh mây trắng cùng bóng rừng, vô cùng thích hợp cho kỳ nghỉ mùa đông. Lục Tri Kiều đã đặt vé máy bay cùng phòng khách sạn, chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, dẫn con gái đi mua mấy bộ quần áo mới. Mẹ ơi, thật sự không dẫn cô Kỳ đi chung ạ? Không. Cô gái nhỏ thử thuyết phục mẹ lần thứ N, không hiệu quả, cũng không dám tiếp tục giở trò, chỉ có thể chu môi buồn bã. Ban đầu Lục Tri Kiều ngạc nhiên tại sao con gái chuyển biến nhanh như thế, nhưng tỉ mẫn nghĩ là những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong 2 tháng qua, dường như đã hiểu ra. Trẻ con lương thiện đơn thuần, ai tốt với nó sẽ tốt lại với người đó, huống hồ Kỳ Ngôn là giáo viên, xinh đẹp lại dịu dàng, tự nhiên sẽ thu hút sự yêu thích của học sinh, không ai có thể kháng cự. Nghĩ như thế, Lục Tri Kiều lại cảm thấy thất vọng, đột nhiên có chút đố kỵ với Kỳ Ngôn, cũng không thể không thán phục sức hấp dẫn của Kỳ Ngôn. Tại sao con lại muốn cho cô Kỳ đi cùng? Vì Lục Vi chần chừ giây lát, cô Kỳ nói, có thể chụp thật nhiều ảnh đẹp cho con, rồi làm thành một album lớn. Lục Tri Kiều đột nhiên nhớ đến bức ảnh người phụ nữ khỏa thân nọ, sắc mặt cứng lại, mẹ cũng có thể chụp cho con mà. Con không cần, mẹ chụp không đẹp. Buổi sáng ngày họp phụ huynh, toàn bộ bài thi cuối kỳ đã hoàn tất công đoạn chấm điểm, giáo viên bộ môn được phân công sắp xếp lại các bài thi hỗn loạn theo các lớp, thống nhất rồi bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm. Buổi sáng, Kỳ Ngôn bận tới sức đầu mẻ trán, phòng làm việc ngập trong bài thi và báo cáo đánh giá, cô đang ngồi trước máy tính làm bản biểu, 5 môn khác đã nhập dữ liệu xong. Duy chỉ có bài thi môn toán vẫn chậm chạp chưa thấy tung tích, thành tích môn toán của học sinh vẫn để trắng. Đang muốn sang bên cạnh dục giáo viên, đột nhiên cửa văn phòng bị người ta dùng sức đẩy ra. Kỳ Ngôn. Một cơn gió lạnh phả tới, bóng dáng cao to vạm vỡ của Từ Thủ Quỳ xuất hiện trước cửa,
Ông ta hất cằm, đeo cặp mắt kính dày như đít chai lướt một vòng, thong thả đi đến trước mặt Kỳ Ngôn, đập bài thi trong tay bột một cái lên bàn Kỳ Ngôn, nhìn Lục Uy lớp cô đi. Thành tích tệ hại chẳng ra gì. Còn học cách chép bài. Chép được 102 điểm. Từ thủ quỳ cao to tráng kiện, âm thanh thô kệch, đứng nơi đó chắn cả bức tường, Kỳ Ngôn giật nảy mình vì bị ông ta gào lên, giáo viên chủ nhiệm các lớp khác cũng lũ lượt nhìn sang. Trên bàn là bài thi toán của Lục Uy, con số 102 đỏ tươi vô cùng chói mắt, Kỳ Ngôn cầm bài thi lên quan sát kỹ một lượt, gượng gạo cười nói, thầy Từ, thầy phát hiện em ấy sao chép bằng cách nào. Thành tích tệ cũng có thể từ từ tốt lên, chỉ nhìn điểm số không thể chứng minh điều gì. Khà khà, tôi biết cô sẽ nói giúp học sinh của cô mà. Từ thủ quỳ ngạo mạn cười lạnh, vứt một bài thi khác trong tay lên bàn, cầm mép giấy, lật sang, chỉ tới trước mặt Kỳ Ngôn. Nhìn xem. Đây là bài thi của Vương Triết Nghị, bài số 2 phía sau làm sai một bước, Lục Uy cũng sai y hệt với em ấy. Còn có bài điền vào chỗ trống, Vương Triết Nghị không làm, Lục Uy cũng không làm, nhìn sang những bài làm đúng khác, các bước giống y hệt nhau. Ngay cả một dấu chấm người ta viết thêm cũng chép y hệt. Tôi thật sự chưa từng thấy học sinh nào ngu như thế. Thành tích tệ còn chép bài người khác. Muốn chép cũng phải chép thông minh chút chứ. Sai cũng chép, sợ là người ta không nhìn ra bản thân đang chép bài à. Từ thủ quỳ càng nói càng kích động, nước bọt băng tứ tung, gân xanh trên trán giật lên, những giáo viên khác nhìn thấy đều ngẩn tò te, rất lâu sau cũng không ai lên tiếng. Bài thi được chia cho giáo viên bộ môn chấm điểm theo thứ tự phòng thi, che tên tuổi và lớp, khi các giáo viên sửa bài thi không biết ai là ai, đợi sau khi sắp xếp ra từng lớp, từ thủ quỳ xem lại một lượt tất cả bài thi của lớp mình dạy, đầu tiên là chú ý đến những em học sinh có thành tích tốt, sau đó mới đến mấy kẻ ngu ngốc thành tích tệ đứng bét lớp. Vương Triết Nghị là học bá trong lớp, thành tích các môn đều tốt, đặc biệt là môn toán, mà Lục Uy lại là kẻ ngu ngốc trong mắt từ thủ quỳ. Nhưng không may là, phần lớn bài thi của hai đứa trẻ này đều giống nhau. Có lẽ ngu ngốc không phải cái tội, nhưng ngu ngốc cộng thêm tâm địa bất chính, sao chép, là một kiểu người vô phương cứu chữa, khiến người ta phỉ nhổ. Từ thủ quỳ càng nghĩ càng tức, theo quy định, học sinh sao chép sẽ bị cho không điểm, ông ta nghĩ học bá mà bản thân kiêu ngạo đã bị kẻ ngu ngốc kia làm liên lụy. Không khí đột nhiên yên lặng. Kỳ Ngôn cúi đầu nhìn hai bài thi, tỉ mỉ đối chiếu, xác thực như lời từ thủ quỳ nói, dấu vết chép bài rất rõ ràng, đừng nói là giáo viên có mấy chục năm kinh nghiệm như ông ta, ngay cả giáo viên thực tập cũng có thể nhận ra. Đúng lúc buổi chiều họp phụ huynh, tôi sẽ phản ánh với phụ huynh. Kỳ Ngôn trầm giọng nói. Ngoài thất vọng còn có chút đau lòng, cô biết có lẽ nữ nữ sợ thi toán không tốt, nên có suy nghĩ không đứng đắn đi chép bài, nhưng chép tới điểm số cao thế này, cuối cùng có ý nghĩa gì chứ? Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại có thể làm ra chuyện này. Từ thủ quỳ dây dưa không buông, nói, bảo phụ huynh của Lục Uy tới văn phòng. Tôi muốn nhìn xem phụ huynh thế nào có thể dạy ra loại con cái thế kia. Kỳ Ngôn. Vừa qua buổi trưa, mây mù âm u liền che khuất mặt trời, bầu trời xám xịt, giống như sắp có mưa. Học sinh trực nhật quét dọn lớp học sạch sẽ, Kỳ Ngôn đến từ sớm để sắp xếp, giống như lần thi giữa kỳ, chỉ là lần này tâm trạng hoàn toàn khác biệt. Lúc đó cô là giáo viên chủ nhiệm, là cô giáo Kỳ, đối xử công bằng với mọi người, mà hiện tại, cô là Kỳ Ngôn, dường như cởi bỏ thân phận giáo viên, ngập trong đầu óc đều là hai mẹ con Lục Tri Kiều. Rõ ràng biết không thể thiên vị học sinh, nhưng trong lòng không nhịn được tìm lý do cho nữu nữu, thậm chí còn hy vọng Lục Tri Kiều không biết được chuyện này. Lần họp phụ huynh trước, ánh mắt khi nữu nữu nhìn thấy mẹ xuất hiện trong phòng học, nửa là vui mừng nửa là sợ hãi. Lúc đó Kỳ Ngôn chắc chắn rằng bình thường Lục Tri Kiều yêu cầu rất nghiêm khắc với thành tích của con trẻ, có lẽ vô hình trung, được biểu hiện ra trong cuộc sống thường nhật. Đó là người phụ nữ mạnh mẽ từ trong xương cốt, thanh cao tự trọng, rất khó tưởng tượng được phản ứng của Lục Tri Kiều sẽ thế nào sau khi biết tin này. Trong lo lắng bất an, phụ huynh lần lượt tới. Mùi hương Artemis cực kỳ đặc trưng, người còn chưa đi tới trước mặt, mùi hương đã tới nơi, mùi cam lành lạnh cùng mùi đàn hương trầm lắng đang xen lấy nhau. Hôm nay Kỳ Ngôn không xịt nước hoa, đương nhiên biết là ai, Lục Tri Kiều đứng trên bục giảng, cầm lòng chẳng đặng khẽ hít lấy một hơi, quay đầu nhìn sang, bóng dáng người kia liền xuất hiện trong tầm mắt. Lục Tri Kiều mặc chiếc áo khoác lông cừu ngắn màu hạt dẻ, chất liệu cao cấp, nhìn rất ấm áp, cô ấy trang điểm trang nhã, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, khóe môi cong lên nụ cười khẽ lịch sự, cô Kỳ. Tới rồi à? Kỳ Ngôn khẽ cười gật đầu, khống chế biểu cảm rất khách sáo lịch sự, giơ tay đưa một tờ thành tích tới. Lần này không cần ký tên, Lục Tri Kiều tới sớm, trong lớp chỉ có 7-8 phụ huynh, người nghịch điện thoại, người xem bản thành tích, không ai chú ý tới tình huống trên bục giảng. Lục Tri Kiều nhận lấy bản thành tích, lướt qua một lượt,
ánh mắt không ngừng di chuyển xuống, mới nhìn thấy tên con gái xếp cuối cùng, ngay ra. Toán không điểm. Ấn đường cô ấy đột nhiên nhíu lại, ngẩng mắt nhìn về phía Kỳ Ngôn, chuyện này là sao? Sắc mặt Kỳ Ngôn lộ ra vẻ trầm trọng, quay đầu nhìn những vị phụ huynh ai làm việc nấy bên dưới, đè giọng xuống, nói, ra ngoài rồi nói. Nói xong bảo lớp trưởng thay mặt mình, tự động đi phía trước. Mặt mày Lục Tri Kiều hoang mang đi theo. Ra khỏi lớp học, Kỳ Ngôn nhìn thấy Lục Uy đang đứng nói chuyện với bạn học trên hành lang, trái tim nhanh chóng nhảy lên, không ngờ đứa trẻ này lại theo mẹ tới buổi họp phụ huynh, như vậy chẳng phải đụng phải họng súng sao? Cô Kỳ. Hai đứa trẻ nhìn thấy Kỳ Ngôn liền chào hỏi một tiếng. Kỳ Ngôn gật đầu, nhanh chóng cho Lục Uy sắc mặt đồng cảm, vội vã đi tới cầu thang bộ. Cô gái nhỏ sau lưng nhìn thấy mẹ mình đi cùng cô giáo, vô cùng mù mịt, nhưng không để ý, quay đầu tiếp tục nói chuyện với bạn học. Hành lang có lối đi nhỏ lên sân thượng, bình thường không có ai lên trên, cũng không lắp camera, rất kín đáo, thích hợp nói chuyện riêng tư. Rốt cuộc là sao thế? Tới nơi không có người, Lục Tri Kiều cũng cởi bỏ thân phận, dần dần trở lại giọng điệu nói chuyện quen thuộc thường ngày với Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn vuốt mày, hít sâu một hơi, đột nhiên nắm lấy tay Lục Tri Kiều, trầm giọng nói, bài thi cuối kỳ môn toán lần này, nửu nửu sao chép, bị cho điểm không theo quy định, xếp hạng cuối cùng. Lục Tri Kiều lập tức trầm mặt. Sao chép? Em ấy chép bài bạn học, lỗi sai cũng chép y hệt, bị giáo viên toán phát hiện. Bài thi đang ở chỗ giáo viên toán, ông ấy bảo lát nữa họp phụ huynh xong, chị tới văn phòng ông ấy. Kỳ Ngôn nói hết trong một hơi, ra sức nắm lấy tay Lục Tri Kiều, nói xong chuyện công lại không khống chế được lòng riêng đang sụp sôi, không nhịn được nhắc nhở. Giáo viên toán họ Từ, tính tình không tốt, chuyện này khiến ông ấy rất tức giận, tôi sợ ông ấy sẽ nói những lời khó nghe với chị, lát nữa chị nghe vào trái thì cứ để nó ra tai phải. Lục Tri Kiều miếng chặt môi mỏng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bàn tay được Kỳ Ngôn nắm lấy có chút run rẩy. Kỳ Ngôn thấy tình hình, thầm nói không ổn, sợ Lục Tri Kiều làm chuyện gì mất lý trí, vội dịu giọng an ủi, sao chép là sai trái, có chuyện gì chúng ta về nhà nói, giữa chốn đông người ở trường học, giữ chút thể diện cho con trẻ, có lẽ em ấy cũng sợ thi không tốt. Kỳ Ngôn. Lục Tri Kiều nhỏ tiếng ngắt lời. Em là giáo viên, sao em có thể bên vực cho nó chứ? Ánh mắt Lục Tri Kiều phức tạp, có tức giận, có đau lòng, còn cả thất vọng. Cơ thể Kỳ Ngôn cứng lại, yết hầu vô thức động đậy, trong ánh mắt trào lên chua xót ẩm ướt, khẽ chớp một cái, sau đó ôm lấy Lục Tri Kiều, chị gọi tên tôi không còn là cô giáo Kỳ, ban nãy khi nói ra câu kia, tôi cũng không phải cô giáo Kỳ. Người khác có thể dùng thân phận giáo viên để trói buộc tôi, nhưng Lục Tri Kiều chị, không thể. Âm thanh lộ ra vẻ nghẹn ngào không khống chế được. Trái tim Lục Tri Kiều thắt lại, đột nhiên hoảng hốt, cô ấy vô thức phản ứng, ôm lấy Kỳ Ngôn, không biết nên nói gì, hoảng loạn nói, tôi không có ý đó, họp trước đã, chúng ta xuống dưới đi. Kỳ Ngôn lập tức buông Lục Tri Kiều ra, không nhìn cô ấy một cái, quay người xuống tầng. Cuộc họp phụ huynh nhanh chóng kết thúc, Lục Tri Kiều được Kỳ Ngôn dẫn tới văn phòng của giáo viên bộ môn, nhưng không may, gần như tất cả giáo viên đều đang có mặt, có nghĩa là toàn bộ quá trình giao tiếp giữa Từ Thủ Quỳ và Lục Tri Kiều sẽ bị người ta chứng kiến. Phụ huynh các lớp lần lượt ra về, sân trường dần dần trống vắng, yên tĩnh lại, Kỳ Ngôn đóng cửa văn phòng lại, nhìn thấy Lục Uy đứng ngoài hành lang thò đầu vào, dáng vẻ bất an, bất lực thở dài một hơi, đi về phía trước. Cô Kỳ, tại sao thầy Từ lại muốn tìm mẹ em ạ? Hai tay cô gái nhỏ nắm lấy đầu ngón tay, ánh mắt không ngừng liếc về phía cửa văn phòng, vô cùng chột dạ. Kỳ Ngôn khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút lạnh, nhưng âm thanh vẫn dịu dàng, nữu nữu, chép bài không phải là cách giải quyết vấn đề. Chỉ một câu nói, sự việc đã phơi bày. Lục Uy bị dọa ngốc, khuôn mặt nhỏ co cụm lại, nhìn cánh cửa văn phòng, lại nhìn Kỳ Ngôn, đôi môi đóng mở nhưng không cất thành lời, đồng tử đen lấy lộ ra một tia sợ hãi, sau đó cúi thấp đầu. Từ khi chuyển tới phòng 902, Kỳ Ngôn không còn mang uy nghiêm của giáo viên khi đối diện với đứa trẻ này, luôn có cảm giác cô bé giống như con mình, không nỡ trách mắng, rõ ràng hiểu hết lý lẽ, nhưng lại không làm được. Cô có thể khống chế, nhưng lúc này không đi tới ôm lấy cô bé, an ủi cô bé. Hai cô trò đứng trên hành lang sốt ruột chờ đợi, không lâu sau, Lục Tri Kiều ra ngoài, khoảnh khắc đóng cửa, khóe môi còn mang theo nụ cười nhạt, quay người lại, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Cô ấy nhìn thấy con gái cúi đầu đứng đó, lửa giận trong lòng trào lên, nhưng không phát ra, nhanh chân đi lên phía trước một bước nắm lấy cổ tay Lục Uy, kéo về phía hành lang. Lục. Trong lòng Kỳ Ngôn biết xong đời, chắc chắn đứa trẻ sẽ bị đánh, vừa muốn gọi Lục Tri Kiều, cửa văn phòng lại mở ra, Từ Thủ Quỳ khoan thai đi tới bên thùng rác, đổ lá trà trong cốc giữ nhiệt.
cô cứng rắn nuốt lại những lời muốn thốt ra phía sau. Chiếc xe cả đường chạy nhanh như bay, sắc mặt Lục Tri Kiều lạnh như sắt, từ đầu tới cuối không nói một lời. Lục Uy ngồi ở ghế lái phụ rụt cổ, cắn chặt lấy môi, cũng không dám thở mạnh. Không quay về công ty tiếp tục làm việc, mà đi về thẳng nhà. Vào tới cửa, Lục Tri Kiều ném túi xách lên sofa, kéo tay con gái tới bên tường, nghiêm giọng nói, tại sao lại sao chép? Cô gái nhỏ lập tức rơi nước mắt. Nói đi. Oa oa. Con gái khóc càng thương tâm, càng kích thích lửa giận trong lòng Lục Tri Kiều, từ nhỏ tới lớn, số lần cô ấy nổi giận chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ khi gặp vấn đề nguyên tắc mới nghiêm giọng nặng lời. Thành tích không tốt là nhất thời, có thể dần dần nâng cao, nhưng sao chép là vấn đề nguyên tắc, lúc nhỏ bỏ mặc không quản, lớn lên chắc chắn sẽ gây rắc rối. Đứa con gái trước giờ ngoan ngoãn nghe lời lại làm ra việc này, tính chất còn tệ hại hơn ăn trộm ăn cướp, khiến Lục Tri Kiều trở tay không kịp, tất cả tin tưởng và tự hào đều tan vỡ. Là cô ấy giáo dục thất bại. Không được khóc. Lục Tri Kiều khẽ quát lên. Cô ấy càng hung dữ, Lục Uy càng sợ hãi, nước mắt càng không khống chế được, cơ thể run rẩy, ngược lại khóc càng dữ dội. Lục Tri Kiều nhíu mày, lửa giận trào lên, tức giận tới nỗi cả người run rẩy, quay ra ban công lấy móc treo quần áo, giơ tay hung hăng đánh lên người Lục Uy. Nhựa cứng lõi sắt đánh lên người giống như roi, đau thấu xương, cô gái nhỏ ôm đầu co thành một nhúm, vừa khóc vừa gọi, khuôn mặt đỏ ửng, không lâu sau liền không còn sức dãy dụa, nằm trên sàn gào khóc. Cũng vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Chương 31, chịu đòn. Âm thanh khóc lóc bao trùm lấy tiếng chuông cửa, Lục Uy nằm trên sàn ôm đầu khóc tới co rúm người, lúc dừng lại để ho khan thở dốc mới nghe thấy tiếng chuông cửa, động tác trên tay Lục Tri Kiều khựng lại, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cô ấy dùng sức hất tay con gái ra, tóc tai rủ rượi xõa ra, quay người đi mở cửa. Sắc mặt Kỳ Ngôn lo lắng đứng bên ngoài, cửa vừa mở ra liền xông vào, không để tâm tới ngưỡng cửa dưới dân, loạn choạng một cái, không kịp phòng bị ôm lấy Lục Tri Kiều vào lòng. Cô không kịp đứng vững người, liền nghe thấy tiếng khóc xé gan xé phổi của Nữu Nữu, sau đó nhìn thấy cô gái nhỏ co ro không ngừng co giật trên sàn, trái tim liền thắt lại. Chị thật sự nỡ đánh à? Kỳ Ngôn ôm lấy vai Lục Tri Kiều, không nặng không nhẹ đánh một cái. Cơ thể Lục Tri Kiều căng cứng, giống như người gỗ không có tri giác, bất động, Kỳ Ngôn không để ý tới cô ấy, vội vàng thay giày vào nhà, ôm lấy đứa trẻ, Nữu Nữu. Đừng khóc, mau đứng dậy nào, sàn nhà lạnh. Kỳ Ngôn dịu dàng dỗ dành, cô gái nhỏ co ro rút vào lòng cô, khóc tới khàn giọng, hừ hừ không nói thành lời, chỉ ôm chặt lấy cổ Kỳ Ngôn không chịu buông tay, cọ nước mắt nước mũi lên cổ áo cô. Kỳ Ngôn đau lòng không thôi, khẽ khàn vỗ lưng Lục Uy, vừa định lên tiếng, sau lưng lại truyền tới âm thanh lạnh lùng của Lục Tri Kiều, Kỳ Ngôn, em buông ra. Đứa trẻ trong lòng rung lên, hai tay ôm càng chặt. Nếu đã đánh rồi thì bỏ qua đi. Kỳ Ngôn khuyên ngủ, vuốt ve gáy Lục Uy an ủi. Sắc mặt Lục Tri Kiều tái nhợt, hai mắt đỏ lên, khóe môi không khống chế được run rẩy, giơ tay dùng móc áo chỉ lên Kỳ Ngôn, em làm giáo viên như thế sao? Học sinh sao chép em còn bảo vệ nó? Em có xứng với bốn chữ vi nhân sư biểu hay không? Hơn nữa tôi dạy con gái tôi, không liên quan gì tới em. Đầu óc bị lửa giận làm mất đi lý trí, con trẻ sao chép khi thi cử đã đủ khiến Lục Tri Kiều tan vỡ, lại nhìn thấy đứa con bản thân vất vả cực khổ nuôi lớn coi Kỳ Ngôn như cọng rơm cứu mạng. Sợi dây căng chặt trong lòng đột nhiên đứt đoạn, lại nhớ tới thái độ của con gái với Kỳ Ngôn trong hai tháng nay chuyển biến rất lớn, tất cả cảm giác đau lòng, đố kỵ cùng thất bại trào lên nuốt trọn lấy Lục Tri Kiều. Có một số lời nói ra từ miệng người khác chẳng hề quan trọng, không đau không ngứa, nhưng xuất phát từ trong miệng Lục Tri Kiều, còn sắc bén hơn cả mũi dao, đâm thật sâu vào trái tim Kỳ Ngôn. Âm thanh vừa dứt, là một khoảng im lặng giống như ù tai. Âm thanh hít thở ngắn ngủi, tiếng khóc lóc đè nén. Tất cả âm thanh nhỏ bé bị phóng to, làm chậm, trong đồng tử Kỳ Ngôn hiện ra khuôn mặt tức giận của người mẹ trẻ tuổi, ánh mắt điên cuồng kiên quyết ấy, khiến trái tim cô đau đớn như bị búa đập nát, từng cơn đau lặp lại lan tràn ra toàn cơ thể, chiếc gáy không khống chế được rụt lại. Cánh tay ôm lấy đứa trẻ chậm chậm thả lỏng, mất đi chống đỡ thõng bên người, cô lặng lẽ nhìn Lục Tri Kiều, ánh mắt đột nhiên tối tăm. Trước kia thầy cô thường nhắc tới bốn chữ vi nhân sư biểu với cô. Kỳ Ngôn cảm thấy những thứ xuất phát từ phương diện đạo đức quá giả dối, không cần vi quan chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác, như thế, chỉ cần tuân thủ giới hạn, bảo vệ cái tôi trong giới hạn đó. Nhưng cô quá ngây thơ, con chim hoang dã ra ngoài tìm kiếm thức ăn, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm rộng lớn nhường nào, sao có thể cam tâm ở lại trong lòng. Cô nguyện có một trái tim phiêu bạc bốn biển trải qua tang thương, cũng không muốn làm người không lo ăn mặc mất đi tự do. Từ nhỏ đã được bố mẹ yêu chiều, tự do vô kỷ luật lớn lên,
bất kể làm gì cũng ưu tiên cho cảm nhận của bản thân trước tiên, trong xương cốt có chút lệch lạc, rất không vừa mắt người khác tuyên dương hy sinh và cống hiến. Nhưng Kỳ Ngôn sẽ không can thiệp vào cách nghĩ của người khác, ai lảm nhảm những điều này với bản thân, cô cũng chỉ cười qua loa đôi câu, giữ thể hiện đầy đủ, không đắc tội người khác, cũng không kết thành bạn. 3 năm qua Kỳ Ngôn một mình đến một mình đi, chỉ duy trì vẻ khách sáo bên ngoài với đồng nghiệp, may mà quan hệ của người trong trường không quá phức tạp, dạy học đàng hoàng là được. Nhưng dần dần, trên bục giảng bị vây quanh bởi những sợi dây gai, trói chặt lấy cô. Thân phận giáo viên đối với Kỳ Ngôn, không còn là dáng vẻ trong ước mơ, ngược lại lại biến thành xiềng xích. Trước giờ tôi chưa từng là giáo viên tốt. Chị nhìn lầm tôi rồi. Kỳ Ngôn nhỏ tiếng nói, khóe môi cong lên nụ cười hờ hững, nhưng lồng ngực lại đau đớn. Xin lỗi nhé, hôm nay tôi lo chuyện bao đồng, nhưng vẫn hy vọng chị bình tĩnh lại, sao chép không thể giải quyết vấn đề, đánh người cũng không thể. Nói xong, Kỳ Ngôn thu ánh mắt lại, lướt qua Lục Tri Kiều, đi tới bên cửa thay giày. Oa oa, cô Kỳ. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, đột nhiên Lục Vi nhào tới ôm lấy Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn ngây ra, ngẩng mặt nhìn vào ánh mắt viết đầy nài nỉ của cô gái nhỏ, trái tim bị đâm rỉ máu lại mềm lại, cô hé miệng, đang định lên tiếng. Lục Tri Kiều đang ngây ra bất động đột nhiên ném móc áo đi, lạnh lùng nói, để nó tới chỗ cô ăn tối. Cầm túi sách, quay đầu vào trong phòng, nặng nề đóng cửa lại. Kéo rèm cửa lại, trong phòng nhanh chóng tối tăm, Lục Tri Kiều tiện tay đặt túi xuống, cơ thể ngã ra sau rơi xuống giường, cô ấy tê dại nhìn chằm chằm lên trần nhà, lông mi rung lên, ánh mắt dần mơ hồ. Hơi nóng ẩm ướt trào lên, khiến đôi mắt Lục Tri Kiều đau đớn, khẽ chớp mắt một cái, chất lỏng nóng bỏng chảy ra dọc theo khóe mắt. Trong con ngươi đen lấy ngập tràn ánh nước, những cảm xúc đang xen quấn lấy nhau bị hút hết vào xoáy nước, chìm sâu vào đáy lòng Lục Tri Kiều. Loạn rồi, cả người trở nên hỗn loạn, không biết bản thân đang nghĩ gì, càng không biết bản thân đang làm gì. Con gái là người quan trọng nhất trong cuộc đời Lục Tri Kiều, cũng là người thân duy nhất của cô ấy. Lục Tri Kiều từng thề sẽ nuôi dạy con bé trưởng thành một cách tử tế, để con bé không thiếu ăn thiếu mặc, để con bé mạnh khỏe vui vẻ, cho nên mười mấy năm qua đều rất cẩn thận, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Chỉ sợ bản thân có phương diện nào đó dạy dỗ không tốt, khiến đứa trẻ đi sai đường. Hôm nay xảy ra chuyện như thế, không phải là đứa trẻ trở nên hư hỏng, mà là do cô ấy không có năng lực. Sai lầm vô ý năm đó, Lục Tri Kiều có lỗi với rất nhiều người, nên muốn dùng cả đời này để bồi thường. Nhưng đứa trẻ này có điểm nào không tốt, đều là lỗi của cô ấy. Lục Tri Kiều đang lừa mình dối người, trút ra sự yếu đuối của chính mình. Đối diện với nội tâm của bản thân, không ngừng tra xét, hiện thực tàn nhẫn lại đẫm máu, giống như chiếc roi quất lên người, cô ấy không có nơi nào để trốn tránh. Nước mắt ngày càng dữ dội, Lục Tri Kiều ngẩng mặt cười lên, cười mãi rồi che miệng, chỉ sợ tiếng thúc thích trong yết hầu trào ra, nốt ruồi lệ đen lấy nơi khóe mắt của Lục Tri Kiều bị gột rửa, sạch sẽ động lòng người. Tiếng đóng cửa từ bên ngoài truyền tới, một tiếng rất khẽ, sau đó không còn tiếng động nào khác. Điện thoại trong túi vang lên. Ngoài tiếng chuông đặc biệt cài đặt cho số điện thoại của con gái, tất cả những số gọi điện đến có tới 9 phần 10 là điện thoại công việc, Lục Tri Kiều nhanh chóng ngồi dậy, khoảnh khắc đó có chút chóng mặt, hai mắt đen lại, cơ thể dường như mất đi trạng thái cân bằng, ngã ra một bên, may mà nhanh tay nhanh chóng chống lấy mép bàn, cảm giác choáng váng lại biến mất. Alo. Lục Tri Kiều vừa lau nước mắt vừa nghe điện thoại, ho khẽ hai tiếng hắng giọng, sắc mặt lạnh lùng. Số tiền định giá không khớp với hợp đồng. Vẫn chưa nhận được bản chỉnh sửa, tạm thời đừng gửi. Hiện tại tôi đang ở bên ngoài, cô cầm tới cho quản lý Trì ký tên trước đi, những chuyện khác để mai tính. Cúp điện thoại, Lục Tri Kiều sụt xịt mũi, híp mắt lại, đầu óc say sẩm đã tỉnh táo hơn nhiều. Vốn dĩ họp phụ huynh xong sẽ tiếp tục quay về làm việc, nhưng hiện tại cô ấy không có chút tâm trạng nào hết, ngồi ngẩn người một lúc, lại quay về giường nằm xuống. Trong đầu lướt qua khuôn mặt của Kỳ Ngôn. Mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp, nụ cười dịu dàng tươi sáng, thỉnh thoảng khiến cô ấy có cảm giác tim đập nhanh, không định nghĩa được sự tồn tại có ý nghĩa gì, nhưng dường như càng ngày càng hòa tan chặt chẽ với cuộc sống của Lục Tri Kiều. Không biết hai người còn có thể làm hàng xóm được bao lâu, 3 năm, 5 năm, hay là lâu hơn. Nhưng cũng không thể làm hàng xóm cả một đời. Lục Tri Kiều nghĩ. Trái tim đột nhiên trào lên cảm giác tội lỗi, những lời ban nãy, nói xong cô ấy liền hối hận, nhưng hối hận cũng không có tác dụng. Lời nói ra giống như bát nước hắt đi, cho dù hốt lại cũng sẽ để lại dấu vết mãi mãi. Kỳ Ngôn thấu hiểu lòng người như thế, sẽ tha thứ cho cô ấy. Thật ra, người kia không hề giống vẻ không đứng đắn bên ngoài, nội tâm của Kỳ Ngôn dịu dàng, khoan dung, là một loại dịu dàng có chọn lọc, sự dịu dàng được xây dựng bởi mạnh mẽ đầy đủ cùng cảm giác an toàn, từ buổi tối lần đầu gặp gỡ, đã thu hút Lục Tri Kiều một cách kỳ lạ.
Khi đó cô ấy không hiểu cảm giác đó là gì, tưởng rằng chẳng qua là bản thân độc thân quá lâu, trong lúc đói khát gặp được đúng khẩu vị mà thôi. Hiện tại nghĩ lại, tại sao lại cứ phải là Kỳ Ngôn? Lục Tri Kiều nằm nghiêng trên giường, khóe môi vô thức cong lên, tới lúc phát hiện ra, cô ấy hoảng hốt không thôi, giơ tay vỗ lên mặt mình, nắm lấy điện thoại lướt loạn xạ, muốn đuổi bóng dáng người kia ra khỏi đầu. Trong tivi phòng khách đang phát tiểu phẩm, Lục Uy sụt sịt mũi ngồi trên sofa xem tivi, cơ thể co giật, không lâu sau liền bị chọc cười. Chỉ là ban nãy cô bé khóc quá dữ, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, lúc cười lên cũng giống như đang khóc. Kỳ Ngôn lấy chiếc khăn nhỏ lau mặt cho Lục Tri Kiều lần trước, ngâm vào nước nóng, sau đó vắt khô, cầm khăn ngồi xuống cạnh Lục Uy, dịu dàng lau mặt cho cô bé, "Nữ nữ, tiểu phẩm này hay lắm à." "Vâng vâng." "Hay thì đừng khóc nữa, cười một cái xem nào." Lục Uy nhếch khóe miệng, cong lên nụ cười vô cùng khổ sở. Cô bé đã rất cố gắng để cười, nhưng đôi mắt đau đớn, không thoải mái, chỉ có thể cố gắng không để cô giáo Kỳ thất vọng. Kỳ Ngôn chọc lên mũi Lục Uy, khen ngợi, cười lên xinh quá. Khăn mặt ẩm nóng khẽ quệt lên mặt, lau đi nước mắt dính dính, da dẻ nhanh chóng cảm thấy mát mẻ hơn nhiều. Cô gái nhỏ có chút xấu hổ, ngại ngùng phồng má. "Cô Kỳ." Lục Uy mang theo âm mũi, lên tiếng, "Em xin lỗi, em đã sao chép." "Ừm, rồi sao?" "Em cam đoan sau này sẽ không làm vậy nữa." Kỳ Ngôn mím môi cười cười, phạm lỗi không có gì nặng nề, chỉ cần biết lỗi rồi sửa là được. Nói xong đưa một tay ôm lấy vai Lục Uy, để cô bé dựa vào người mình. Lục Uy gật đầu, cầm lòng chẳng đặt vòng lấy chiếc eo thon của Kỳ Ngôn, cảm giác ấm áp, lại nhớ tới dáng vẻ hung dữ ban nãy của mẹ, có chút tủi thân, "Cô Kỳ, sao mọi người lại phát hiện ạ?" "Đứa trẻ ngốc này, em chép cả lỗi sai của bạn, thi được 102 điểm, đương nhiên sẽ bị phát hiện rồi." "Vâng." Khuôn mặt nhỏ của Lục Uy đỏ ửng, lẩm bẩm nói, "Vốn dĩ em chỉ muốn chép phần trắc nghiệm với điền vào chỗ trống, nhưng đề phía sau khó quá, em không có chút kiến thức nào cả, nên..." "Nữ nữ." Kỳ Ngôn khẽ ngắt lời cô bé. "Cho dù em chép bài nào, sao chép cũng là sai trái. Cô có thể hiểu rằng em sợ thi không tốt, sẽ khiến mẹ thất vọng, nhưng một lần em nói dối, sẽ dùng 1000 lý do để bao biện, một lần em chép bài được điểm cao, nhưng trình độ thực tế vẫn không đạt yêu cầu, vậy lần thi sau phải làm sao?" "Tiếp tục chép bài." "Liên tục sao chép để duy trì điểm cao, không vất vả à?" "Thứ không thuộc về em, có nắm trong tay cũng mãi mãi không thấy chân thực. Ví dụ như chép bài để được điểm cao, mẹ em càng muốn thấy em tiến bộ từng chút, hơn nữa như thế bản thân em cũng sẽ có cảm giác thành tựu, không phải sao?" Lục Uy nghe rất nghiêm túc, như có suy nghĩ gật gật đầu, con ngươi đen láy trong trẻo lại trào ra nước mắt. Cô bé ôm lấy eo Kỳ Ngôn, mặt nhỏ cọ qua cọ lại, cảm thấy vô cùng thoải mái, vô thức cảm thấy buồn ngủ. Suy cho cùng vẫn là trẻ con, bản tính không xấu, có thể uốn nắn, dạy dỗ tử tế sẽ không thành vấn đề. Kỳ Ngôn tin tưởng ánh mắt nhìn người của bản thân, tuy trước khi gặp Lục Tri Kiều, cô cũng không chú ý đặc biệt tới Lục Uy, nhưng ấn tượng ban đầu của bản thân về đứa trẻ này không tệ, ngoan ngoãn yên tĩnh, là kiểu con gái mà Kỳ Ngôn muốn nuôi dạy. Sau đó dần dần tìm hiểu sâu, cảm giác tính cách hai mẹ con tương đối giống nhau, đều kín đáo, hướng nội, thậm chí thỉnh thoảng có chút đáng yêu. Nếu bản thân có một cô con gái như thế thì thật tốt. Kỳ Ngôn đã nghĩ như thế. "Nữ nữ, buồn ngủ rồi à?" "Vâng." "Vậy em ngủ một lúc đi, cô đi nấu cơm, buổi tối ăn ở đây được chứ?" Kỳ Ngôn khẽ hỏi, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve tóc Lục Uy. Mí mắt cô gái nhỏ đã khép lại, mơ hồ đáp một tiếng "vâng". Kỳ Ngôn đứng dậy lấy chăn bông dày, nhẹ nhàng đắp lên người Lục Uy, sau đó tắt tivi đi. Ăn cơm tối xong, nghỉ ngơi một lúc, Kỳ Ngôn nghĩ cơn giận của Lục Tri Kiều có lẽ cũng đã tiêu hóa xong, liền đưa Lục Uy về nhà, ai ngờ cô gái nhỏ không chịu, ôm chặt lấy bản thân sống chết không buông tay. "Cô Kỳ, em ở lại nhà cô được không ạ?" Đứa trẻ đáng thương hỏi. "Em ngủ sofa, sẽ không gây phiền phức cho cô." Đôi mắt to trong cùng con ngươi đen lấy rõ ràng viết lên vẻ sợ hãi, Kỳ Ngôn ôm lấy mặt cô bé, bất đắc dĩ thở dài, cũng phải nói với mẹ em một tiếng. "Cô nào nỡ để Lục Uy ngủ sofa, đứa trẻ ngốc này." "Vâng, cô đi nói đi ạ." "Được." Kỳ Ngôn cười lên, véo lấy mũi Lục Uy, tiện lấy quần áo tắm rửa cho em. "Hi hi." Trời đã tối đen, ánh đèn đường trên phố phát ra ánh sáng lạnh lẽo, sắc đêm nồng đượm. Trong nhà không bật đèn, Lục Tri Kiều mặc nguyên quần áo nằm trong chăn, nhìn không gian tối tăm không nhìn thấy năm ngón tay, không biết đã duy trì tư thế như vậy bao lâu, có chút đói bụng, nhưng không muốn động đậy, không muốn đứng dậy, cho dù là đi uống nước. Tiếng chuông cửa liên tục vang lên,
cô ấy tưởng rằng là ảo giác, không động đậy. Sau đó điện thoại vang lên. Cuối cùng, người thực vật cũng có tri giác, ngón tay Lục Tri Kiều khẽ động đậy, sờ tới điện thoại đang sáng màn hình, nhìn người gọi đến, trái tim đột nhiên bị sức mạnh vô hình bóp lấy, cảm giác ngưng thở đè ép ít hầu, khiến cô ấy khó khăn hô hấp. Lục Tri Kiều nghe máy, vô lực hé miệng, không lên tiếng. Chị đang ở nhà à? Ra mở cửa đi. Âm thanh bình tĩnh của Kỳ Ngôn trong điện thoại truyền tới, không có bất kỳ trập trùng cùng cảm xúc nào hết, nhưng có sức hơn quát mắng gào thét. Có. Lục Tri Kiều chống người ngồi dậy, cảm giác choáng váng lại ập tới, suýt chút nữa ngã xuống, cô ấy trả lời, sau đó giữ thăng bằng, xuống giường xỏ dép lê ra ngoài. Trong khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, Lục Tri Kiều hít mắt, cảm thấy không thích ứng, sau đó mở cửa ra. Đôi chân thon dài thẳng tắp xuất hiện trong tầm mắt, chậm chậm nhìn lên, mái tóc xõa trên lưng khẽ lay động, Kỳ Ngôn đứng bên ngoài, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, tự nhiên bước lên phía trước một bước, không đợi Lục Tri Kiều cho phép đã bước chân vào nhà, nhất thời khoảng cách của hai người gần trong gang tấc. Nếu đổi lại thường ngày, chắc chắn Lục Tri Kiều sẽ lùi sau giãn khoảng cách, nhưng lúc này lại bất động, cô ấy ngẩn ra nhìn người trước mặt, khóe môi động đậy, muốn nói lại thôi. Ban nãy bản thân nói ra những lời tổn thương kia, thật sự Kỳ Ngôn sẽ tha thứ cho cô ấy chứ? Đột nhiên Lục Tri Kiều không chắc chắn. Hết giận chưa? Kỳ Ngôn nhướng này khẽ cười, âm thanh dịu dàng trước giờ chưa từng có. Lục Tri Kiều lặng lẽ nhìn cô, trái tim dường như bị hòa tan từng chút, mềm nhũn. Trong ánh mắt dịu dàng lướt qua một tia buồn bã, ánh mắt đó, 3 phần u oán, 7 phần nín nhịn. Đột nhiên tay bị nắm lấy, cảm giác tiếp xúc ấm áp bao trùm. Kỳ Ngôn co đầu ngón tay lại, khẽ vuốt ve, chăm chú nhìn vào đôi mắt Lục Tri Kiều, rất lâu không lên tiếng, một tay khác đưa ra sau lưng, đóng cửa lại, sau đó lại là một khoảng lặng rất dài. Ánh mắt hai người đang lấy nhau, giống như mạng nhện liên kết với nhau, dính chặt không thể tách rời. Xin. Xuyệt. Kỳ Ngôn dựng ngón cái, dính lên môi mình, cười cười, chặn lại lời Lục Tri Kiều muốn nói, sau đó đưa ngón tay về phía đôi môi cô ấy, khẽ đè lên, để tôi ôm một cái. Được. Lục Tri Kiều không hề chần chừ đáp ứng. Đầu ngón tay dịu dàng cẩn thận vuốt ve đôi môi cô ấy, Kỳ Ngôn khẽ cười, con ngươi xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, nhưng khóe mắt vẫn là sự cô đơn. Cô nghiêng người dựa về phía trước một chút, khi đôi môi sắp chạm vào tai Lục Tri Kiều, liền dừng lại, hơi thở vững vàng êm ả chậm chậm phả lên. Tôi không muốn chị thỏa hiệp hay chủ động vì cảm thấy hổ thẹn. Tôi muốn chị tự nguyện, muốn dừng cũng không dừng lại được. Hơi thở của Kỳ Ngôn như hương lan, mỗi một chữ đều mang theo năng lượng tự tin tuyệt đối, lay động lòng người. Hơi thở nóng bỏng phả bên tai khiến cơ thể Lục Tri Kiều rung lên một cái, ngón tay co lại, kích động thấp thoáng trong đáy lòng sốt ruột muốn thoát ra, nhưng bị đè xuống một cách mạnh mẽ. Cô ấy đỏ mặt, làn da trắng trẻo rộ lên màu hoa đào xinh đẹp, khiến nốt ruồi lệ nơi đáy mắt trở nên rung động lòng người. Kỳ Ngôn càng mạnh mẽ, Lục Tri Kiều càng hưng phấn, say mê, không thể làm chính mình. Nữ nữ nói tối nay muốn ở chỗ tôi, chị đồng ý chứ? Kỳ Ngôn buông tay Lục Tri Kiều ra, đổi thành biểu cảm đứng đắn nói chuyện nghiêm túc. Đột nhiên Lục Tri Kiều hoàn hồn, rất lâu sau, trong mắt hiện lên nụ cười khổ. Tùy nó. Lần đầu chị đánh em ấy à? Ừm. Có lẽ đứa trẻ kia bị dọa sợ, không sao, tôi sẽ khuyên bảo nó, tối nay hai mẹ con chị bình tĩnh lại. Kỳ Ngôn thản nhiên nói, cúi đầu thay dép, tự động vào nhà. Tôi tới lấy quần áo tắm rửa cho em ấy. Kỳ Ngôn nói xong, ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ bên trong, dáng vẻ vội vàng rời đi sau khi làm xong việc. Ánh mắt Lục Tri Kiều dán chặt lấy mặt Kỳ Ngôn, hai chân vô thức đi về phía phòng ngủ phụ, dẫn cô vào trong. Kỳ Ngôn cũng không nhìn cô ấy. Lục Tri Kiều lúng túng thu ánh mắt về, mở tủ quần áo của con gái, lấy một bộ đồ ngủ dài tay bằng lông, cùng một chiếc quần lót có hình đuôi heo. Nhìn thấy chiếc đuôi, lại nghĩ tới con gái, trong lòng chua xót. Đưa quần áo tới tay Kỳ Ngôn, giống như giao con gái cho cô, đau tới xé gan, nhất thời Lục Tri Kiều hối hận không thôi, vừa oán thán vừa xót xa, đóng tủ quần áo lại liền chạy về phòng ngủ chính. Ngã xuống giường, quay mặt, nước mắt thấm vào trong chăn. Cửa không khóa, bị đẩy khẽ ra, Kỳ Ngôn nhìn bóng lưng nằm nghiêng đối diện cửa của Lục Tri Kiều, bờ vai không khống chế được rung lên, bước chân khựng lại, cuối cùng vẫn nhẹ chân nhẹ tay vào phòng, ngồi xuống mép giường. Một tay khẽ đặt lên vai cô ấy. Chỉ ở một tối mà thôi. Tôi cam đoan, ngày mai sẽ trả lại cho chị một tiểu nữ nữ ngoan ngoãn đáng yêu. Nghĩ lại, cũng chỉ có thể là chuyện này, Kỳ Ngôn dở khóc dở cười. Dỗ dành đứa trẻ xong, lại dỗ dành người lớn, bản thân cũng không dễ dàng chút nào. Đột nhiên Lục Tri Kiều ngồi dậy, vỗ lên tay Kỳ Ngôn, sụt sịt mũi hung dữ nói, dứt khoát để con bé nhận em làm mẹ là được. Chà, lại giận hờn rồi.
Trước giờ người này bình tĩnh tự trọng, có thể nhìn thấy Lục Tri Kiều đỏ mặt cũng không dễ, nhưng không ngờ lúc giận hờn, lại có mấy phần cảm giác người phụ nữ nhỏ làm nũng, khiến lòng người ngứa ngáy. Được đấy. Kỳ Ngôn nghiêng người nhích lại gần, giơ tay giữ lấy cầm Lục Tri Kiều, có hai người mẹ hạnh phúc nhường nào. Ý tứ ám chỉ trong lời nói vô cùng rõ ràng, ánh mắt càng trở nên ám muội, cảm xúc những ngày qua ra sức đè nén khống chế, đột nhiên trào hết ra trong khoảnh khắc này, Kỳ Ngôn không khống chế được, hôn lên đôi môi kia, nhưng không dám dừng lại lâu, chỉ khẽ lướt qua rồi buông ra. Cả người trên dưới, từ đầu tới chân, ngay cả sợi tóc cũng đang hò hét, cô thích Lục Tri Kiều. Bớt đi dục vọng nồng nhiệt ban đầu, trong mắt trong lòng chỉ có suy nghĩ đơn thuần, cho nên cô có thể khống chế được, muốn tìm tòi, muốn thấu hiểu. Em nghĩ hay quá nhỉ? Lục Tri Kiều lại đập lên tay Kỳ Ngôn, có chút phiền muộn, ánh mắt rưng rưng nước mắt lấp lánh ánh sáng. Ngày mai trả nữ nữ lại cho tôi. Đáy lòng Kỳ Ngôn loạn lạc, khuôn mặt dịu dàng nồng nàn, được. Khoảng im lặng ngắn ngủi, có lẽ cảm thấy bản thân mất khống chế, Lục Tri Kiều xoa mặt, quay lưng lấy điện thoại, mở khóa rồi tắt màn hình, rồi lại mở khóa, ngón tay trượt loạn trên màn hình, không biết đang xem gì, vô thức nhấp vào thư điện tử đặt vé máy bay và khách sạn. Năm mới tôi dẫn nữ nữ đi nghỉ dưỡng. Lục Tri Kiều tùy tiện phá vỡ im lặng, nửa khuôn mặt bị mái tóc che phủ. Kỳ Ngôn phối hợp với cô ấy, hỏi, đi đâu thế? Roland. Phong cảnh không tệ, đáng để tới chơi một lần. Em từng tới đó rồi à? Ánh mắt Lục Tri Kiều tối lại, nhìn điện thoại, không lên tiếng. Bao giờ xuất phát? Kỳ Ngôn không để không khí rơi vào im lặng. Tối 29 âm lịch. Chơi mấy ngày? Trưa mồng 7 về. Kỳ Ngôn gật đầu, giả vờ thất vọng thở dài, chà, tôi cũng muốn ra ngoài chơi, tiếc là không ai đưa đi. Vừa thở dài vừa giả vờ bất cẩn liếc Lục Tri Kiều. Vừa không cẩn thận, liền liếc thấy thông tin vé máy bay. Lục Tri Kiều nghiêng mặt, đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Kỳ Ngôn, không che giấu cũng không trốn tránh, ngón tay khẽ trượt màn hình một cái, lướt tới trang đặt phòng khách sạn, đột nhiên đặt điện thoại xuống, nói, tôi đi vệ sinh. Người rời khỏi phòng ngủ, nhưng màn hình điện thoại vẫn đang sáng. Quay về phía Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn dựng lỗ tai nghe tiếng động trong nhà vệ sinh, nhanh chóng cầm điện thoại lên, mở máy ảnh, cài chế độ im lặng, kéo màn hình lên xuống, chụp lại hai tấm, sau đó trấn tĩnh như không có việc gì cất đi. Tiếng nước xả bồn cầu vang lên, rồi tới tiếng nước từ bồn rửa tay. Sau đó cánh cửa đóng hờ bị mở ra, Lục Tri Kiều bước ra, nhìn thấy Kỳ Ngôn cúi đầu vân vê sợi lông trên áo con gái, ánh mắt nhìn về phía điện thoại của cô ấy, vẫn là giao diện ban nãy, mí mắt cụp xuống, ẩn giấu cảm xúc không rõ ràng. Lục Tri Kiều làm như không có chuyện gì đi tới gần, cầm điện thoại lên khóa màn hình, tùy tiện nói, em có thể tự đi chơi. Chơi một mình chán lắm. Không có chỗ nào muốn đi à? Có chứ. Kỳ Ngôn nhướng mày, tôi muốn tới một nơi rất xa, nhưng vô cùng đẹp, cách biệt với thế giới, không ai biết được. Ở đâu? Lục Tri Kiều nghi hoặc nói. Hơi thở nóng bỏng phả tới, rơi trên đôi môi Lục Tri Kiều, khẽ thàng in lên một nụ hôn. Âm thanh mềm mại, trong tim chị. Chương 32, dụ dỗ. Nụ hôn khẽ khàng cẩn thận rơi xuống, toàn thân Lục Tri Kiều căng lại, bàn tay chống đỡ cơ thể nắm chặt lấy ga giường, còn chưa kịp tỉ mỉ cảm nhận nhiệt độ ấm áp kia, trái tim đã bị một câu nói ấm áp nhưng có lực chạm vào. Cô ấy cầm lòng chẳng đặn ngửa cổ lên, một tay nắm lấy vạt áo Kỳ Ngôn, vốn để cân bằng, nhưng lại giống như tư thế chủ động mời mọc. Dục vọng như nước lũ, lúc này rút ra không ngừng, Kỳ Ngôn ôm lấy mặt Lục Tri Kiều. Không kịp chờ đợi hôn càng thêm sâu, liên tục ma sát, mặt hồ nóng ẩm dần dần lan tràn xuống dưới, mạnh mẽ cuộn trào xâm chiếm. Cảm giác mông lung lại trào lên, nhịp tim Lục Tri Kiều đột nhiên đập nhanh, đầu óc trống rỗng vượt qua những cảnh tượng vụn vặt. Buổi tối ngày gặp gỡ, ký ức điên cuồng ở khách sạn, vô số lần đùa bỡn cùng những lời dụ dỗ nồng nàn, liên tiếp phá vỡ gượng gạo chật vật, hoảng hốt không biết làm sao sau khi tỏ rõ tấm lòng. Rất nhiều, dường như Lục Tri Kiều rơi vào biển nước sâu không thấy đáy. Chìm chìm nổi nổi, ý loạn tình mê. Đáp lại trong vô thức, ông lấy Kỳ Ngôn, dây dưa tìm hoang với người kia, không thể tách rời. Khi ý thức tạm rời đi, sức lực chống đỡ sụp lỡ, Lục Tri Kiều chậm chậm ngửa ra sau chậm chậm nằm xuống, đỉnh đầu hắt lên chiếc bóng, ánh đèn vàng cam từ đèn trần nhà chiếu xuống bị che khuất, ánh mắt mơ màng của Lục Tri Kiều ánh lên khuôn mặt mê hoặc xinh đẹp của Kỳ Ngôn. Cô ấy đang làm gì thế? Lục Tri Kiều không thể phóng túng bản thân, nhưng người này muốn tới mê hoặc cô ấy. Là ai cũng được, nhưng tại sao lại là giáo viên của con trẻ? Vô số lần Lục Tri Kiều khuyên nhủ bản thân buông bỏ quá khứ nặng nề, tận hưởng cuộc sống bằng cả tâm hồn và cơ thể, nhưng đồng thời, vô số lần trong giấc mơ,
những ký ức và cảnh tượng lặp đi lặp lại dày vò cô ấy, Lục Tri Kiều không thể bình tĩnh, không cách nào thẳng thắn với bất kỳ người nào. Lục Tri Kiều giống như bị giam cầm trong ngục tù, không thấy ánh sáng ngày mai, nhìn thấy một chút ánh sáng, vừa sinh ra chút hy vọng, lại tự nguyện tuyệt vọng. Cô ấy không biết ánh sáng kia có tồn tại mãi mãi hay không, không xác định nhân tố luôn khiến bản thân không có cảm giác an toàn, cùng những được mất, chẳng thà cắt đứt suy nghĩ. Nhiệt độ của Kỳ Ngôn rất nóng, giống như ngọn lửa, đốt cháy cả Lục Tri Kiều. Tôi thích nốt ruồi lệ của chị. Lần đầu tiên gặp chị, liền thích. Đôi môi mềm mại lướt qua trán, qua mắt, dừng lại ở nốt ruồi lệ, cắn nhẹ một cái. Sau đó lớp áo ngoài dần dần bị kéo ra. Những âm thanh nỉ non mê hoặc, luôn khiến người ta cầm lòng chẳng đặn, nếu không phải cảm giác lành lạnh đột nhiên truyền tới bụng, chỉ sợ Lục Tri Kiều đã sớm lún sâu, mà lúc này cô ấy đột nhiên tỉnh táo vô cùng, đẩy Kỳ Ngôn ra, hoảng hốt kéo áo xuống, ngồi ngay ngắn lại. Nhất định là vì cảm xúc hôm nay dao động quá lớn, có người an ủi bản thân, liền mất khống chế. Không phải cô ấy chủ động, không phải cô ấy phóng túng. Đổi lại là ai cũng sẽ như thế. Lục Tri Kiều hít thở sâu, giơ tay che đi gò má nóng bỏng của bản thân, không dám nhìn Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn bị đẩy ra ngã nằm ở bên cạnh, mặt úp xuống đệm, không hề động đậy. Một lát sau, cô nặng nề thở ra một hơi, chậm chậm bò lên, chỉnh sửa mái tóc hỗn loạn, thản nhiên hỏi, ăn cơm chưa? Lục Tri Kiều nghiêng mặt, lắc đầu. Tôi đi nấu đồ ăn đêm. Kỳ Ngôn xuống giường, xỏ dép lê, quay người phủi bằng chiếc chăn hỗn loạn. Cuối cùng Lục Tri Kiều cũng ngẩng đầu nhìn cô, không phải em, tới lấy quần áo cho nữ nữ à. Trên mặt Kỳ Ngôn không có bất kỳ biểu cảm gì, làm như không có chuyện gì, cầm quần áo lên, đừng đóng cửa, tôi tới ngay đấy. Nói xong ra ngoài nhanh như một cơn gió, không cho Lục Tri Kiều cơ hội từ chối. Một lúc sau, Kỳ Ngôn đã quay lại. Kỳ Ngôn đi thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra, lấy một quả cà chua và một quả trứng gà, xả nước vào nồi. Lục Tri Kiều nghe thấy âm thanh liền ra ngoài, dựa vào cửa bếp ngẩn ra quan sát, rất lâu sau mới tiến lên phía trước, nói, tôi tự làm được rồi. Gò má vẫn còn nóng, đỏ ửng lên vì lúng túng, giống như nhìn Kỳ Ngôn nhiều thêm một ánh mắt sẽ chảy ra máu. Không cần, nấu nhanh lắm. Kỳ Ngôn quay đầu cười cười, tiếp tục bận rộn. Thái cà chua, đánh trứng, thả mì, thành thục lại lưu loát, nhìn dáng vẻ rất giống thường xuyên nấu nướng. Lục Tri Kiều đứng sau Kỳ Ngôn, lúc thì nhìn tay cô, lúc thì nhìn mặt cô, ánh mắt di chuyển xung quanh, khóe miệng vô thức cong lên, lúc hoàn hồn, lại mím môi, thầm phiền não. Mì nhanh chóng nấu xong, một bát không ít không nhiều vừa đủ, Kỳ Ngôn bưng bát mì tới bàn ăn, rồi quay người rửa nồi, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ mới ra ngoài. Ngon không? Ừm. Lục Tri Kiều thật thà gật đầu, cô ấy thật sự rất đói, không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới liền phát hiện, cùng là bát mì, người khác nấu luôn ngon hơn bản thân tự nấu. Kỳ Ngôn nhìn Lục Tri Kiều ăn từng miếng nhỏ, phát ra âm thanh rất nhẹ, nhã nhặn kìm nén, liền tự giác đứng dậy tới sofa ngồi, quay lưng với Lục Tri Kiều, đợi chị ăn xong tôi sẽ đi. Đồng hồ treo tường chậm chậm di chuyển, thời gian trôi đi rất chậm. Kỳ Ngôn cảm thấy hơi nóng, nới cổ áo ra, cảm giác khô nóng trong lồng ngực xua thế nào cũng không đi, cô khẽ nhíu mày, cân nhắc rồi lên tiếng nói, có phải giáo viên toán nói gì khó nghe không? Âm thanh sau lưng khựng lại. Không muốn nói thì thôi bỏ đi. Kỳ Ngôn cúi đầu nắm lấy ngón tay mình chơi đùa, ấn đường lõm sâu thêm mấy phần. Cô luôn nghĩ về vấn đề này. Tuy thời gian quen biết Lục Tri Kiều không phải quá dài, hiểu biết cũng không đủ nhiều, nhưng cô cảm thấy đối phương không phải là người dễ dàng mất kiểm soát như thế, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng này. Giả sử từ thủ quỳ thật sự nói điều gì đó khó nghe, ngược lại sẽ là cơ hội tốt mượn gió bẻ măng đổi người dạy. Không. Thật à. Cà chua nhai trong miệng, vị chua men theo ít hầu rót vào lòng, Lục Tri Kiều nắm chặt lấy đũa, nhỏ tiếng nói, ông ấy nói nữ nữ không có bố dạy. Đầu ngón tay Kỳ Ngôn dùng sức, chọc đau bản thân, vừa định lên tiếng, Lục Tri Kiều lại nói, em muốn để tôi tới trường náo loạn, làm to việc này, sau đó đổi giáo viên toán kia à. Không cần thiết. Vốn dĩ nữ nữ chính là người sai trước, chúng tôi đối lý, tôi cũng không muốn làm to chuyện. Âm thanh càng ngày càng thấp, hai miếng cuối cùng vào miệng không có mùi vị, Lục Tri Kiều ăn xong, bưng bát vào bếp rửa. Kỳ Ngôn cắn chặt răng, khuôn mặt âm u đi theo, nhìn thấy bóng lưng gầy gò, bờ vai yếu ớt khẽ cúi xuống của Lục Tri Kiều, ít hầu đột nhiên nghẹn lại, vành mắt chua xót. Tiếng nước ào ào, bát đũa chạm nhau. Cô tiến lên phía trước, ôm lấy cô ấy từ sau lưng, âm thanh dịu dàng, nếu muốn để nữ nữ có lại tự tin với môn toán, nhất định phải đổi giáo viên, hơn nữa cũng không thể thiếu sự khoan dung và khích lệ của chị. Kỳ Ngôn. Lục Tri Kiều tắt nước, cất bát đũa xong,
mặc cho Kỳ Ngôn ôm lấy mình, không giãy giụa, âm thanh thốt lên còn lạnh lẽo hơn cả mùi nước hoa. Em đang tính kế đồng nghiệp, em nên đứng ở phía giáo viên kìa. Lại nữa rồi. Đúng, tôi tính kế đồng nghiệp, suy nghĩ của tôi độc ác, tôi còn thiên vị học sinh, lén lút với phụ huynh. Thì sao nào? Chị muốn mắng tôi không có đạo đức nghề giáo? Hay là mỉa mai tôi không xứng làm giáo viên? Tốc độ nói chuyện của Kỳ Ngôn rất nhanh, đã không còn để tâm. Người này cả ngày không lấy thân phận giáo viên ra để trói buộc cô sẽ cảm thấy khó chịu. Nghe tới lén lút với phụ huynh, Lục Tri Kiều lập tức đỏ mặt, vốn dĩ chỉ là lời nói đùa, cô ấy không muốn chỉ trích Kỳ Ngôn điều gì, chỉ là không muốn tin rằng Kỳ Ngôn sẽ đứng về phía mình. Những lời này vừa nói ra, liền khiến nội tâm Lục Tri Kiều hoảng hốt. Cô ấy nhỏ tiếng nói, trước giờ tôi chưa từng nghĩ như thế, em cũng đừng nói bản thân như thế. Không phải chị đang nói sao? Vậy coi như tôi đang đánh trắm đi. Âm thanh vừa dứt, mông bị vỗ một cái không nặng không nhẹ, Lục Tri Kiều sợ hãi tới run lên, khẽ hô một tiếng, nhíu mày, quay đầu muốn đánh Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn né rất nhanh, bắt lấy hai tay Lục Tri Kiều ngoặt ra sau lưng, đè lấy người lên bàn bếp, thấp giọng nói, lần sau còn nói những lời này, tôi sẽ đánh mông chị. Em! Tôi cái gì? Buông ra! Lục Tri Kiều ảo não đỏ ửng mặt, nhưng không hiểu vì sao lại có chút hưng phấn kỳ lạ, tần suất nhịp tim dần dần tăng cao. Nhưng Kỳ Ngôn dứt khoát nhanh nhẹn buông Lục Tri Kiều ra, phủi tay rồi quay người, vậy tôi về đây, ngủ ngon. Cảm giác hưng phấn đột nhiên biến mất sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Ngôn đưa Nữu Nữu đã được giáo dục hoàn hảo quay về phòng 901, cô gái nhỏ thấp thỏm bất an bước vào cửa nhà, nhìn thấy Lục Tri Kiều vừa thức dậy, vẫn có chút sợ. Tối qua cô Kỳ đã phạt cô bé viết văn, làm một đề trắc nghiệm toán, viết một bản điểm điểm nghìn chữ, dày vò tới 12 giờ đêm mới cho cô bé đi ngủ. Nói là không phạt không nhớ vào đầu, phải để mẹ thấy được bản thân chân thành nhận lỗi. Mẹ nổi nóng rõ ràng, cô Kỳ âm thầm trừng phạt cô bé, trái phải đều không thoát được. Bạn nhỏ Lục Uy xin thề, sau này không dám chép bài nữa. Trong lòng Lục Tri Kiều cũng không dễ dịu, tối qua đánh xong liền hối hận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại tức giận lòng, giận con trẻ đi sai đường, giận giáo viên độc mồm độc miệng làm tổn thương, giận niềm tin của bản thân hoàn toàn sụp đổ trước nhan sắc. Chỉ qua một đêm, tâm tư đều bị Kỳ Ngôn khuấy động, lại nhìn thấy con gái, trong lòng toàn là cảm giác chua xót cùng đau lòng. Hai mẹ con ôm nhau gạt nước mắt, rồi lại an ủi nhau, thật sự rất xót xa. Kỳ Ngôn đứng bên cạnh, mặt mày cong lên nụ cười dịu dàng nuông chiều, sau đó phát hiện không có chuyện cho người dư thừa là bản thân, liền thở dài quay về nhà. Đảo Roland, chuyến bay ít, khách sạn ít. Cô mở bức ảnh đã chụp tối qua ra xem, thầm vui vẻ, người kia một khi hoảng loạn sẽ không quan tâm tới chừng mực, tim lớn tới mức tiết lộ tin tức hành trình của bản thân cũng không biết, cơ hội tốt như thế, sao bản thân có thể bỏ lỡ chứ? Muốn cho Lục Tri Kiều một bất ngờ, nhưng lại lo lắng đối phương không hy vọng bị cô làm phiền trong kỳ nghỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ Ngôn coi như bản thân tới đó chơi thêm lần nữa. Kỳ Ngôn gọi điện thoại cho bà Lâm. Alo. Mẹ, con. Ngôn Ngôn à, mẹ đang định gọi cho con đây. Bà Lâm đầu bên kia ngắt lời cô. Tết năm nay mẹ với bố con muốn đi nghỉ dưỡng ở New Zealand, hộ chiếu giấy tờ gì đó đã làm xong hết rồi, 2-4 tháng chạp sẽ lên máy bay, mình con tùy tiện đi đâu cũng được, cậu ba hay dì hai hoặc là nhà cô nhỏ của con. Về nhà cũng được, nhưng không có ai nấu cơm, con làm tạm cho bản thân chút gì ăn đi, được rồi, vậy nhé, mẹ với bố con đi dạo phố đây, tạm biệt. Một tràng pháo rang nổ xong, điện thoại liền cúp. Kỳ Ngôn há miệng, chưa kịp nói được nửa chữ, đã bị những lời kia chặn đứng. Mẹ ruột. Xác thực là mẹ ruột. Hàng giả bao đổi trả, từ nhỏ tới lớn đã như thế. Nhưng lại vừa hay, đúng với ý cô, tránh cho bản thân phải vắt óc suy nghĩ lý do không về nhà đón Tết, nếu ngày trước nói như thế. Chắc chắn bố mẹ sẽ hoài nghi cô có bạn gái mới, náo loạn muốn Kỳ Ngôn dẫn về nhà xem mặt. Năm nay thế này, vui vẻ tới thoải mái. Kỳ Ngôn nghĩ rồi, khóe miệng cong lên thật sâu, mở phần mềm đặt vé máy bay, tìm kiếm chuyến bay cùng khách sạn. Ngày 29 Tết, đa phần doanh nghiệp đơn vị trên toàn quốc đã nghỉ lễ, bắt đầu kỳ xuân vận, nhà ga tàu hỏa bến xe, khắp nơi đều đông nghịt người, ngược lại dòng xe trên đường thưa thớt, đường phố vắng vẻ. Nhịp sống nhanh của thành phố lớn như Giang Thành đột nhiên biến thành thành phố trống trong 7 ngày. Chuyến bay quốc tế 7 rưỡi tối, Lục Tri Kiều đưa con gái tới sân bay từ 4 giờ chiều, đã ký gửi hành lý từ sớm, qua cửa hải quan, ngồi chờ đợi trong phòng chờ VIP. Đây không phải lần đầu hai mẹ con ra nước ngoài chơi, trước giờ Lục Tri Kiều có nhiều kinh nghiệm công tác nước ngoài, biết hành trình bay dài sẽ rất mệt, liền mua vé hạng sang, đồ đạc cần dùng cho chuyến du lịch đã chuẩn bị đầy đủ, vì không có cảm giác mới mẻ. Nên cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm chạp.
nhưng Lục Uy rất hưng phấn, cả đường ríu rít không ngừng, lúc này ngồi trong phòng chờ cũng không yên phận, bò ra cửa nhìn máy bay, miệng vẫn không dừng lại. Mẹ ơi, hai chiếc gậy vẫy vẫy trong tay người kia là gì ạ? Lục Tri Kiều không có tâm trạng chú ý tới đồ vật con gái nhìn thấy, cô ấy giương cổ, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, mày khẽ nhíu lại. Trên màn hình là giao diện cuộc trò chuyện WeChat, ghi chú, cô giáo Kỳ, tin nhắn 4 tiếng trước Lục Tri Kiều gửi đi vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Chúng tôi xuất phát tới sân bay đây. Chúc mừng năm mới trước 1 tiếng với em. Lục Tri Kiều nhìn ảnh đại diện mèo cam, nhất thời tâm tư hỗn loạn, có chút cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Cô ấy rất ít khi chủ động nhắn tin cho Kỳ Ngôn, chỉ có mấy lần, đối phương cũng nhất định sẽ hồi âm trong vòng 1 tiếng, nếu bản thân tiếp tục nhắn, liền trả lời trong giây lát. Có lẽ không cầm điện thoại theo người. Có lẽ có chuyện bận rộn. Đúng thế, ngày mai là 30 Tết, người người nhà nhà đều tụ tập đón năm mới, có lẽ người kia đã về nhà rồi đúng không? Đang trò chuyện cùng bố mẹ. Hay là tiếp đón khách khứa. Có lẽ là dẫn con cái của họ hàng đi chơi. Cho dù là khả năng nào, cũng đầy đủ lý do để không kịp thời nhắn tin lại. Lục Tri Kiều khóa màn hình, đứng dậy ra khỏi phòng chờ VIP, nhìn về phía cửa làm thủ tục lên máy bay. Ở đó có rất nhiều hành khách hạng phổ thông ngồi chờ lên máy bay. Cô ấy vờ như không có chuyện gì lướt một vòng, từng khuôn mặt đều rất xa lạ. Cảm giác thất vọng kỳ lạ. Sau khi lên máy bay, hai mắt Lục Tri Kiều mở to nhìn chằm chằm từng người lên sau, trong lòng mang theo chút hy vọng nhỏ bé, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ khuôn mặt quen thuộc. Người lên máy bay càng nhiều, chút hy vọng đó lại lắc lư như ngọn nến trong gió, càng yếu ớt mù mịt, đáy lòng trào lên nỗi buồn khó nói. Mãi tới khi, không còn ai lên máy bay nữa. Lục Tri Kiều thất vọng triệt để, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng mím chặt lại. Không phải trong dự đoán hay sao? Rõ ràng cô ấy đã từ chối Kỳ Ngôn, lẽ nào còn hy vọng người ta dính lấy mình như keo chó? Dựa vào cái gì chứ? Bản thân không tránh nghĩ nhiều, nhất định là đầu óc có vấn đề. Không tới cũng tốt, cô ấy có thể chơi tận hứng cùng con gái, cần người thứ ba tới làm phiền làm gì chứ? Huống hồ nghỉ Tết, người ta có nhà có bố mẹ, không giống cô ấy, cô nữ quả mẫu, nương tựa vào nhau mà sống, đi đâu cũng được. Cảm xúc của Lục Tri Kiều hỗn loạn, dụi mắt xoa huyện Thái Dương, không nghĩ nữa, mở điện thoại đọc sách điện tử. Một cuốn tiểu thuyết hơi hướng hiện thực, nội dung đại khái là một vị giáo viên mầm non, yêu người mẹ đã kết hôn, từ kiềm chế tới lún sâu, cam tâm làm tiểu tam, rất ngược, kết cục cuối cùng cũng không vui vẻ, cô ấy vẫn chưa đọc xong. Đọc mãi, chuyên tâm đọc, liền không có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới những chuyện khác. Chuyến bay kéo dài 7 tiếng đồng hồ, khi tới được Roland, vừa đúng 2 giờ chiều giờ địa phương. Từ trên cao nhìn xuống, bãi biển vàng rực in lên bóng dừa, vẻ tươi tốt của rừng cây nhiệt đới cùng mặt biển trong xanh hòa quyện đan xen, từng quần đảo lớn nhỏ đẹp như tranh vẽ, ngập tràn hương vị nhiệt đới. Máy bay vừa hạ cánh, Lục Tri Kiều liền dẫn con gái tới thẳng khách sạn, vứt toàn bộ tâm tư lo lắng ra sau đầu. Nếu đã ra ngoài, thì nên vui vẻ. Khách sạn là loại căn hộ 5 sao, nằm ở bên bờ biển rộng nhất của đảo chính, lúc nào mở rèm cửa ra cũng thấy được biển xanh cát vàng, khách du lịch chỉ cần mất 5 phút đi bộ là có thể đặt chân lên bãi cát. Cả quá trình Lục Tri Kiều giao tiếp tiếng Anh không chút trở ngại, hai mẹ con thuận lợi làm xong thủ tục nhận phòng. Vào tới phòng, Lục Uy không kịp chờ đợi chạy ngay ra ban công, qua một tiếng, hưng phấn nhảy nhót, mẹ. Chúng ta thay váy ra bãi cát chơi đi. Con muốn chèo thuyền kayak. Được, không vội, mẹ đi xếp đồ đã. Lục Tri Kiều dịu dàng dỗ dành, mở hành lý ra. Vâng. Cô gái nhỏ bĩu môi, rõ ràng là không chờ đợi được. Cốc cốc cốc. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lục Tri Kiều ngay ra, dừng động tác trong tay lại, tưởng rằng là sâm banh khách sạn tặng đã tới, liền đi mở cửa. Sau đó khe cửa dần dần mở ra, trong tầm mắt chậm chậm xuất hiện một bóng đỏ, cô ấy lập tức khựng lại. Chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe truyện từ Real Radio, Thiên Đường Bách Hợp Tiểu Thuyết. Chương 33, rung động. Người tới mặc chiếc váy dài 2 dây màu đỏ rực, lộ ra nửa vai, mái tóc đen dài xõa ra, xương quai xanh thẳng tắp một đường như ẩn như hiện, rực rỡ lại gợi cảm. Đôi mắt người kia cong lên như vầng trăng khuyết, khóe môi mang theo nụ cười vui vẻ, chúc mừng năm mới. Lục Tri Kiều ngẩn ra nhìn người đó, hoang mang tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, đôi mắt đen lấy lộ ra vui vẻ, em. Sau đó ý thức được biểu cảm của bản thân không ổn, ít hầu nghẹn lại, mím lấy môi, ánh sáng trong mắt dần tối lại, giả vờ ngạc nhiên lại lạnh lùng, sao em lại ở đây? Tới đây chơi. Lông mày Kỳ Ngôn nhướng lên, đằng sau nụ cười là nỗi thấp thỏm cất giấu. Đi tới đây, là muốn cho Lục Tri Kiều bất ngờ,
vốn dĩ muốn đi chung chuyến bay với hai mẹ con, nhưng không mua được vé, liền đặt vé bay trước một ngày, Kỳ Ngôn đã ở đây một đêm, tổng cộng chỉ đặt hai đêm, qua tối nay không biết sẽ đi đâu về đâu. Cô tính toán thời gian chờ đợi ở ngã rẽ cầu thang, nhìn thấy hai mẹ con vào trong phòng, do dự có nên tới gõ chưa hay không, đầu óc còn chưa nghĩ kỹ càng, đôi chân đã tự ý hành động, sau đó tay cũng không còn nghe lời. Khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Ngôn không còn đường lui, kỳ vọng giảm xuống mức thấp nhất, an ủi bản thân coi như quay lại nơi cũ, trùng hợp gặp người quen mà thôi. Thuận tiện đứng trước mặt nói một câu chúc mừng năm mới với chị. Nói xong Kỳ Ngôn giơ điện thoại lên, trên màn hình là tin nhắn WeChat vẫn chưa trả lời. Lục Tri Kiều liếc mắt một cái, đáy lòng dâng lên một tầng rung động, vui vẻ cùng ấm áp đang xen quấn lấy, nhưng biểu cảm vẫn nhàn nhạt, tới lúc nào thế? Hôm qua. Sao biết tôi ở khách sạn này? Nói tới đây, Lục Tri Kiều chột dạ rũ mí mắt, giả vờ trấn tĩnh. Trong mắt Kỳ Ngôn là khuôn mặt Lục Tri Kiều, trong lòng là cảm giác thấp thỏm dâng trào vì Lục Tri Kiều, đương nhiên không hề phát giác, nói dối, trùng hợp thôi. Tôi muốn tìm nơi ở cạnh bờ biển, khách sạn căn hộ, nên lựa chọn chỗ này, ban nãy nhìn thấy hai người tới. Không phải chứng minh chúng ta rất có duyên à? Nào có sự trùng hợp như thế, tối hôm đó chắc chắn Kỳ Ngôn đã nhìn thấy. Lục Tri Kiều nghĩ, nhất thời trong lòng vi diệu. Nghỉ Tết không về nhà với bố mẹ à? Kỳ Ngôn cười cười, bất lực lắc đầu, bố mẹ tôi đã bay tới Nam bán cầu nghỉ dưỡng từ lâu rồi, nào có nhớ tới cô con gái như tôi. Khóe miệng cong lên, khẽ thở phào, chào hỏi người kia xong cũng không tỏ thái độ, cô nên tự giác một chút, thế là nói, được rồi, không làm phiền hai người nữa, tôi ra bãi cát chụp ảnh. Tay còn lại của Kỳ Ngôn cầm máy ảnh. Đột nhiên Lục Tri Kiều nhớ tới bức ảnh người phụ nữ khỏa thân kia, bikini màu đỏ nóng bỏng. Trên người cô ấy vẫn mặc quần áo mùa đông, vốn đã nóng nực trong cái nóng 30 độ, lúc này càng thêm nóng, vành tai cũng trở nên nóng bỏng. Đang nói chuyện, con gái chạy ra, chen chúc bên cạnh Lục Tri Kiều, đôi mắt sáng lên, cô Kỳ. Kỳ Ngôn đã quay người đi khựng lại. A, cô Kỳ. Cô gái nhỏ triệt để đẩy Lục Tri Kiều ra, hưng phấn chạy tới níu lấy tay Kỳ Ngôn, khuôn mặt nhỏ cười tươi như đóa hoa nở rộ, em còn tưởng cô thật sự không tới chứ, a. Nói xong quay đầu lè lưỡi với Lục Tri Kiều, mẹ thật biết gạt người, còn nói không dẫn cô Kỳ tới, kết quả lại âm thầm dẫn theo. Không khí đột nhiên lúng túng. Lục Tri Kiều khẽ nhíu mày, chột dạ nhìn Kỳ Ngôn một cái, trùng hợp Kỳ Ngôn cũng có cùng tâm trạng nhìn cô ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, dính chặt lấy nhau, quấn quýt giây lát mới tách ra. Cô Kỳ mang theo máy ảnh này, hi hi, có thể chụp ảnh rồi, mẹ ơi, chúng ta. Nữ. Lục Tri Kiều cúi đầu khẽ quát một tiếng, kéo con gái về. Cô ấy lo lắng đứa trẻ không hiểu chuyện gây phiền phức cho Kỳ Ngôn, nhưng trong lòng không hề bài xích, muốn đợi Kỳ Ngôn chủ động tỏ thái độ mới được. Đồng ý, liền thuận lý thành chương, từ chối, cũng không mất thể diện. Kỳ Ngôn lại tưởng rằng Lục Tri Kiều từ chối, lời vừa tới miệng lại nuốt lại, đáy mắt lướt qua một tia thất vọng, cô biết Lục Tri Kiều không muốn bị làm phiền, liền phối hợp cười nói, để hôm khác đi, hôm nay cô muốn chụp phong cảnh, cô đi trước nhé. Rất biết rõ mình rõ người. Khoảnh khắc Kỳ Ngôn quay người, trái tim Lục Tri Kiều cũng trầm xuống. Vừa qua buổi trưa, ánh mặt trời gần xích đạo chói chang, bãi cát vàng rực bị chiếu tới nóng bỏng phát sáng, khách du lịch nườm nượp ngồi dưới bóng dừa, nam nữ già trẻ với đủ các màu da, mặc quần bơi, mặc bikini, có người đang nằm trên bãi cát tắm nắng, có người ôm ván tập bơi cẩn thận xuống nước. Bọt sóng trắng xóa dày đặc đang lấy nhau trào lên bờ, thấm ướt một khoảng cát. Phóng tầm mắt ra xa, không ít thiếu nữ tóc vàng thân hình nóng bỏng, còn có vài ba người đẹp da đen chân dài. Lục Tri Kiều mặc chiếc váy dài trắng, chất vải mỏng phấp với tung bay, ngập tràn cảm giác uyển chuyển, kiểu dáng rộng vai, dịu dàng điềm tĩnh, lại mang theo mấy phần gợi cảm. Con gái và mẹ cùng một kiểu dáng, trang phục mẹ con. Trước khi ra cửa, hai mẹ con đã thoa kem chống nắng, một người đội chiếc mũ rộng vành sẫm màu che nắng. Trên mũ của Lục Uy còn có hai chiếc sừng hươu, nếu không phải Lục Tri Kiều không cho phép cô bé chạy quá xa, có lẽ người này đã đắm chìm vào biển rồi cũng nên. Có một tảng đá khắc được đặt giữa bãi cát, dáng vẻ ngư dân mặc bộ quần áo rách rưới, tay phải cầm xiên bắt cá, tay trái xách sâu cá, lưng dựa vào tấm tôn sóng, có chút buồn cười. Phần móng hình vuông phía dưới cùng có khắc chú thích tiếng Anh, đại khái là văn hóa lịch sử của hòn đảo này. Lục Tri Kiều dừng lại đọc, phiên dịch cho con gái, cô gái nhỏ không tập trung, toàn bộ lực chú ý bị những người chèo thuyền lướt sóng trên bãi biển thu hút. Mẹ ơi, chúng ta chèo thuyền kayak không ạ? Được, đi thôi. Dọc bờ biển có rất nhiều cửa hàng thuê các loại thiết bị, thuyền kayak tự thuê tự chơi, không giống như một số người tự mang tới ở những khu du lịch trong nước,
cửa hàng chỉ giảng giải những phương pháp và những điều chú ý cơ bản. Hai mẹ con thuê chiếc thuyền đôi, trước kia cũng từng chơi, dễ dàng điều khiển, vừa xuống nước liền tìm được cảm giác. Mặt biển mênh mông vô biên lấp lánh ánh sóng, từng lớp bọt sóng đánh về phía bờ, vài ba thiếu niên cơ bắp cuồn cuộn vui vẻ lướt ván trên mặt biển, tầm mắt hướng về nơi vô tận, những chiếc thuyền lớn nhỏ co cụm thành một chấm trắng trong mắt, sau đó chậm chậm biến mất nơi đường chân trời. Lục Tri Kiều híp mắt nhìn về nơi xa, ánh mắt kéo dài vô tận, không có điểm dừng, cảm xúc như mặt biển mênh mông, dần dần bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng trống rỗng, buồn bã không thôi. Mẹ ơi, mẹ mau chèo đi, người bên cạnh sắp vượt qua chúng ta rồi. Âm thanh của con gái kéo tâm tư Lục Tri Kiều lại, nhìn sang trái phải đôi cái, có mấy chiếc thuyền cây ác đã xuống nước. Một mình Lục Uy ra sức chèo, như muốn thi đấu với người ta, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo gắng sức, phồng má lên, chèo rất nghiêm túc. Lục Tri Kiều quay mặt nhìn con gái, trong lòng mềm nhũn, phì cười một tiếng, nữ con, chúng ta không thi đấu, chèo chậm chậm chơi thôi. Miệng nói như thế, nhưng tay lại tăng sức lực cùng động tác. Vì không biết bơi, Lục Tri Kiều không dám chèo quá xa, chỉ tới một đầu rồi quay lại. Hai mẹ con hì hục chèo về, mặt biển dập dềnh, ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn những người khác lướt sóng vui đùa, mệt rồi, liền lên bờ. Trên bờ bóng vừa in bóng, cơn gió ấm áp phả tới. Có người đang nằm ăn kem dưới ô che nắng, con gái cũng muốn ăn, Lục Tri Kiều dẫn Lục Uy đi mua. Lúc mua xong quay lại bãi biển, ánh mắt lướt qua bóng đỏ, Lục Tri Kiều vô thức đuổi theo, xuyên qua những vị khách du lịch đến đi trước mặt, cuối cùng rơi trên người phía trước. Kỳ Ngôn đứng dưới gốc dừa, tóc dài xõa ngang vai, chiếc váy dài đỏ rực mang theo cảm giác gợi cảm, vô cùng hút mắt, mái tóc đen dài bị gió thổi tung bay, lộ ra bờ vai trắng trẻo, mê hoặc quyến rũ. Một tia nắng rơi trên đỉnh đầu Kỳ Ngôn, nghiêng nghiêng chiếu xuống, cô giơ tay vuốt tóc, duỗi lưng, sau đó giống như nhìn thấy phong cảnh hiếm gặp gì đó, giơ máy ảnh lên. Có thể nhìn thấy, khóe miệng cô khẽ cong lên, lộ ra nụ cười tự tin, rung động tâm hồn. Đỏ rực, giống như một ngọn lửa, tự do nhiệt tình đốt cháy. Lục Tri Kiều lặng lẽ nhìn người kia, trái tim đột nhiên rung động kịch liệt, chấn động run rẩy, dường như trong lòng có ngọn lửa đang thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng lan tràn tới đầu ngón tay, cảm nhận được sự tê dại. Đột nhiên, người kia buông máy ảnh xuống, quay đầu. Hai ánh mắt kịch liệt chạm vào nhau, Lục Tri Kiều co ngón tay lại, lùi sau nửa bước, người kia bất động, lặng lẽ nhìn cô ấy, khoảng cách chỉ có mấy mét, biểu cảm trong mắt không rõ sáng tối, nhưng Lục Tri Kiều cảm nhận được một tia nóng bỏng. Hồn phách đều đã thoát đi. Trên má sinh ra cảm giác nóng nực, Lục Tri Kiều hoảng hốt di chuyển tầm mắt, làm như không có chuyện gì nhìn về hướng khác, một lát sau, lại nhìn lại chỗ cũ, đã không thấy bóng người đâu nữa. Ăn kem xong, Lục Uy hưng phấn chạy tới bên bờ biển nghịch nước, có mấy đứa trẻ da trắng mũi cao mắt sâu đang vây quanh đắp cát, cô bé cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, dùng tiếng Anh ấp a ấp úng của bản thân tham gia cùng, giao tiếp tương đối thuận lợi. Lục Tri Kiều tìm nơi có bóng dừa, lót tấm thảm ngồi xuống, tháo mũ rơm và kính râm xuống, mặc cho gió biển vị mặn phả lên mặt, thổi tóc tai rủ rượi trước trán, cô ấy dựa lưng vào thân cây, duỗi thẳng chân, nhàn nhã híp mắt lại, yên lặng nhìn con gái chơi đùa. Lục Tri Kiều nhìn con gái, lại có người đang nhìn cô ấy. Ở một góc nghiêng, Kỳ Ngôn lặng lẽ giơ máy ảnh lên, chỉ về phía người ngồi dưới chân, chụp liên tiếp mấy tấm, sau đó ống kính chậm chậm di chuyển, chụp lại cô gái nhỏ đang chơi đùa bên bờ biển. Góc độ khác nhau, tông màu khác nhau, ranh giới sáng tối đang xen từ rõ ràng tới vi diệu. Lục Tri Kiều lười biếng dựa vào gốc cây, nghiêng đầu đi, mái tóc xoăn nhẹ rủ trên vai, chiếc váy trắng nhàn nhã trong trẻo, dưới vạt váy lộ ra đôi chân mảnh mai, cả người an nhàn lại lắng dịu, toát lên khí chất dịu dàng ôn hòa. Không biết đã chụp bao nhiêu tấm, Kỳ Ngôn cúi đầu chọn ảnh, lướt qua từng tấm, không chọn được tấm nào nên xóa, muốn giữ lại tất cả. Dứt khoát không chụp nữa, ống kính máy ảnh có nét tới cỡ nào, cũng không bằng mắt và tim của bản thân. Cô chăm chú quan sát, khoảng cách chỉ có mấy mét, nhưng đưa chân ra lại thu chân về, cuối cùng không dám tới làm phiền. Cứ len lén nhìn ngắm như thế, cốt xấu gì cũng có thể nhìn, nếu tùy tiện đánh động tới Lục Tri Kiều, có lẽ ngay cả người cũng không có để nhìn. Gió biển kèm theo không khí mặn mòi, dịu dàng thổi lên tóc, váy, nhàn nhã lại lười biếng, con người cũng trở nên đa sầu đa cảm. Từ lúc nào cô thích Lục Tri Kiều vậy nhỉ? Có lẽ là vào sáng sớm hôm ấy, Lục Tri Kiều vội vã về nhà, đau lòng lại bất lực ngồi bên giường con gái, sau đó chật vật khóc lên, Kỳ Ngôn có thể thám hiểm một chút vào thế giới nội tâm của cô ấy. Có lẽ là buổi chiều hôm đó, mấy câu nói nghiêm túc dặn dò con gái của Lục Tri Kiều, mỗi chữ mỗi câu đều ghim vào lòng cô. Có lẽ là buổi sáng hôm đó, Lục Tri Kiều bước xuống từ chiếc xe của người đàn ông xa lạ, nói cười sinh động, Kỳ Ngôn thật sự cảm nhận được mùi chua thoang thoảng, có lẽ
có rất nhiều rất nhiều. Trong giây phút này bản thân cũng không nhớ được, bị chân thành xâm nhập vào trong tiềm thức. Thích nốt ruồi lệ của Lục Tri Kiều, thích đôi môi Lục Tri Kiều, thích người kia, thích từ đầu tới chân. Nhưng không thích Lục Tri Kiều dùng thân phận giáo viên để trói buộc cô. Rồi sẽ có một ngày chị tự nguyện. Kỳ Ngôn vẫn nhớ những lời bản thân từng nói, lúc này nghĩ lại giống như đang an ủi bản thân, Lục Tri Kiều sẽ không thích cô, đúng không? Nếu có, cũng chỉ là về mặt sinh lý, bản năng. Như vậy cũng coi như có hy vọng, nhỏ giọt vào trái tim nứt nẻ lâu ngày của Kỳ Ngôn, đột nhiên hiện lên một lớp sương. Mặt trời lặn về đằng Tây, ráng chiều như máu, những đám mây cuồn cuộn chồng lên nhau bị nhuộm đỏ nơi đường chân trời. Trolen nằm gần đường xích đạo, quanh năm ngày dài ngang nhau, hoàng hôn rất ngắn, mặt trời hôm nay lặn xuống, chưa tới 12 tiếng sau, đã dâng lên cao. Khi màn đêm buông xuống, cả hòn đảo cũng trở nên náo nhiệt, trên bãi cát được căng vô số lều bạc, ánh đèn rải rác dọc bờ biển chiếu sáng lấp lánh, nhìn từ phía xa, xa tới mênh mông mông lung. Bầu trời cùng biển lớn hòa thành một sắc, mơ hồ trong màn đêm cô đơn, những ánh sao trên trời rực rỡ, cùng vầng trăng khuyết mờ đục treo trên cao. Lục Tri Kiều dẫn con gái tới khu trung tâm dạo phố, nếm thử đặc sản đồ ăn ngon, đi một vòng rồi quay về, chiếc bụng của hai mẹ con đã tròn xoe. Khoảng 8 giờ, một đống lửa trại cực lớn được đốt cháy trên bờ biển, diễn viên chuyên nghiệp hóa trang thành dáng vẻ thổ dân vùng Rolen, tay cầm xiên cá nhảy múa trước lửa trại, miệng hát ca tiếng thổ dân, cảnh tượng đưa người ta về thời xa xưa. Du khách xung quanh không ngừng tham gia, vòng tròn ngày càng rộng, nhanh chóng quay thành 2-3 lớp. Đột nhiên, một âm thanh khác lạ vang lên. Những chùm pháo hoa rực rỡ vang lên trong bầu trời đêm, các màu sắc sặc sỡ lấp lánh lóe lên như sao băng, khiến bầu trời nhuộm lên ánh sáng như ban ngày, tất cả mọi người lũ lượt ngẩng đầu lên. Không biết ai đốt pháo hoa, một chùm pháo hoa được sắp xếp thành chữ cái bắn lên, tỉ mỉ quan sát, là tên người. Nhìn giống như có người đang cố tình chơi trò lãng mạn, thứ này nhìn ít còn thấy mới mẻ, nhìn nhiều rồi chẳng còn ý nghĩa. Lục Tri Kiều ngửa cổ nhìn một lúc, mặc cho tiếng ầm ầm vang lên, sau đó thu ánh mắt về. Một lượt pháo hoa kết thúc, yên lặng trong giây lát, lượt tiếp theo lại tiếp tục. Mẹ! Đột nhiên con gái kéo lấy tay cô ấy, hưng phấn chỉ, mẹ mau nhìn đi. Là tên mẹ kìa. Lục Tri Kiều đột nhiên ngẩng đầu, trong màn đêm với muôn vàng ánh sáng, hiện ra một chữ Kiều lớn, sau đó là Lục rồi Tri, lặp lại một chữ Kiều, lặp đi lặp lại. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lục Tri Kiều cũng bị thắp sáng. Một trò chơi sớm đã không còn thịnh hành, nhìn người khác chơi chỉ cảm thấy nhàm chán, đợi tới lượt mình, đáy lòng dần dần trào lên ngứa ngáy tê dại. Trong ánh mắt của mọi người, tên của bản thân được treo trên trời cao, nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu được, đó là cảm giác thần bí độc nhất vô nhị, mang theo một xúc cảm khác biệt. Lục Tri Kiều nhanh chóng xấu hổ đỏ mặt, duy trì tư thế ngẩng đầu tới khi pháo hoa tắt hẳn, sau đó nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người kia. Trong biển người mênh mông, không thấy người, lại có sắc đêm che giấu, không thể phân biệt. Là người kia sao? Chơi tới 10 giờ hơn, hai mẹ con lết theo cơ thể mệt mỏi quay về khách sạn. Lục Tri Kiều bảo con gái đi tắm, bản thân nối cục đổi phích cắm, sạc pin điện thoại. Cả chiều không nhìn, WeChat có hai tin chưa đọc, một tin là tin tức, một là của Kỳ Ngôn gửi. Pháo hoa đẹp không? Lục Tri Kiều ngẩn ra, khóe môi mím chặt khẽ cong lên, nhập vào hai chữ, quê mùa. Vừa định gửi đi, lại ngừng lại, cho dù thế nào cũng là ý tốt của người ta, cô ấy cố ý nói những lời như thế để tổn thương, không thích hợp. Thế là xóa đi, biên tập lại tin nhắn trả lời. Rất thích. Tôi học theo người ta, góp vui thử hiệu quả, bên kia nhanh chóng trả lời. Ánh mắt Lục Tri Kiều tối tại, khóe miệng rũ xuống, đầu ngón tay di chuyển thoát khỏi uy chát, ấn khóa màn hình, không tiếp tục để ý, sau đó màn hình cũng không sáng lên nữa. Không lâu sau, con gái tắm rửa xong ra ngoài, Lục Tri Kiều cầm váy ngủ vào nhà vệ sinh. Chơi cả chiều có chút mệt, nước nóng từ vai chảy xuống dọc theo đường cong rõ ràng, rửa trôi mệt mỏi trên cơ thể, hơi nước ẩm ướt bốc lên, tấm gương trở nên mông lung. Chiếc bóng lắc lư như ẩn như hiện, gò má Lục Tri Kiều bị hơi nóng hung tới ửng hồng, ánh mắt si mê, nhìn lên bóng người mơ hồ trong chiếc gương kia, đầu óc lướt qua một vệt đỏ kịch liệt rực sắc. Càng tắm càng buồn ngủ, cô ấy lắc đầu, tăng tốc, tùy tiện xoa sữa tắm đôi cái, sau đó tắt nước mặc đồ, thoa đồ dưỡng da. Mẹ! Con gái chạy vào nhà vệ sinh ôm lấy Lục Tri Kiều, ngày mai chúng ta chơi gì ạ? Lục Tri Kiều chống đỡ cơn buồn ngủ, trầm ngâm giây lát, cười nói, thuê thuyền đi câu cá nhé. Vâng. Ngủ sớm đi. Mắt cô gái nhỏ rưng rưng nhìn mẹ, giống như còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Lục Tri Kiều bôi bôi rác rác lên mặt, dáng vẻ mệt mỏi sắp không mở mí mắt, đành nuốt lời lại. Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con bị tiếng gõ cửa làm thức giấc.
Lục Tri Kiều mơ mơ màng màng xuống giường, đi mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài, chớp mắt liền tỉnh táo. Cô ấy hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã mở lời. Tôi phải trả phòng rồi, tới tạm biệt hai người. Kỳ Ngôn bình tĩnh nói, khóe miệng cong lên nụ cười khẽ. Trái tim Lục Tri Kiều thắt lại, về à? Không phải. Vậy, hôm nay Kỳ Ngôn mặc chiếc áo mỏng dài tay màu xanh đen, quần đùi ngắn màu trắng, kết hợp cùng áo ngực màu đen, lộ ra vòng eo thon gọn, đơn giản lại mát mẻ, là hai phong cách hoàn toàn khác biệt so với chiếc váy đỏ ma mị quyến rũ hôm qua. Cô nhún vai, giải thích, khách sạn này nổi tiếng quá, tôi đặt phòng tương đối muộn, chỉ đặt được hai tối hôm kia với hôm qua. Bây giờ là mùa du lịch, tới khách sạn khác cũng rất khó tìm phòng, cho nên tôi chỉ có thể đóng đô trên bãi cát thôi. Nói xong, Kỳ Ngôn cười khổ một cái, rũ mí mắt, rất bất lực. Lục Tri Kiều mím môi, tay nắm lấy tay nắm cửa rụt lại, nhất thời có chút chần chừ. Ở ngoài trời ban đầu mới mẻ thì không sao, nhưng ngày ngày ngủ trong lều chắc chắn rất khó chịu. Hiện tại là mùa du lịch, quả thật khắp nơi đều là người, rất khó đặt phòng, những chuyện này cô ấy đều biết rõ. Nếu để Kỳ Ngôn ở lại chỗ này, không được, cô ấy đặt một căn hộ, vì tới tương đối muộn, khách sạn chỉ còn phòng tiêu chuẩn, hai chiếc giường đơn, Lục Tri Kiều và con gái mỗi người ngủ một giường vừa đủ, nếu thêm một người, thì phải chia thế nào? Mẹ! Lục Uy Lê dép đi tới, nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, vội nói, để cô Kỳ ở phòng chúng ta đi ạ. Tiện không? Kỳ Ngôn cười nói, ngẩng mắt nhìn về phía Lục Tri Kiều. Không đợi Lục Tri Kiều lên tiếng, cô gái nhỏ đã kéo lấy tay Kỳ Ngôn, ra sức gật đầu, đương nhiên là tiện ạ, em ngủ một giường, cô và mẹ ngủ một giường. Chương 34, không xứng. Đứa trẻ nói lời nào liền khiến người ta sửng sốt lời ấy, âm thanh vừa dứt, hai người lớn liền ngẩn tò te, nhưng Kỳ Ngôn phản ứng rất nhanh, ý thức được biểu hiện quá khoa trương sẽ khiến người ta sinh nghi, liền thu bớt biểu cảm, giả vờ nhìn Lục Tri Kiều cười cười, như vậy không hay đúng không? Nào có gì không hay ạ? Chiếc miệng nhỏ của Lục Uy chu lên, nhìn cô giáo, lại nhìn sang mẹ, quay lại ôm lấy cánh tay Lục Tri Kiều rồi lắc lư, mẹ, mẹ bảo cô Kỳ ở lại đây đi, ngủ ngoài bãi biển ngộ nhỡ bị sóng cuốn đi thì phải làm sao ạ? Những lời của cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu, vô tình hóa giải không khí cứng nhắc, vốn dĩ là một chuyện lúng túng, nhưng chỉ bằng đôi ba câu của Lục Uy, thần kinh căng chặt của Lục Tri Kiều liền thả lỏng, khóe miệng khẽ cong lên, cầm lòng chẳng đặng. Cũng không phải không thể cho Kỳ Ngôn ở đây, ban đầu Lục Tri Kiều chỉ nghĩ có hai chiếc giường không đủ chia cho ba người, ban nãy con gái nói như thế, đột nhiên tỉnh ngộ, cô ấy có thể ngủ cùng giường với con gái, Kỳ Ngôn ngủ riêng một giường, như thế có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề chia giường. Còn về chuyện khác, không có gì không tiện. Thế là Lục Tri Kiều dựa theo lời, ngẩng mắt dịu dàng cười, nữ nữ nói đúng, hiện tại đang là mùa du lịch, lượng người tới lui đông, ngủ ngoài kia không an toàn, dù sao ra ngoài cũng trùng hợp gặp nhau, có chuyện khó khăn cùng nhau giải quyết cũng là điều nên làm. Nói xong, cô ấy sờ đầu con gái, khẽ nói, nữ con, sao có thể để mẹ và cô giáo chen chúc trên một chiếc giường chứ? Mẹ ngủ với con. Âm thanh mềm mại chậm rãi, nửa câu trước khiến trong lòng Kỳ Ngôn nở hoa, cũng chuẩn bị nhận lấy bậc thang đi xuống, nhưng nghe thấy nửa câu sau, trái tim lại lạnh đi nửa phần. Cô giáo. Vĩnh viễn là cô giáo. Không phải quan hệ của hai người tốt lắm ạ. Lần trước cũng ôm nhau rồi. Bạn học con sinh nhật, con tới nhà cậu ấy chơi, cũng ngủ chung một giường. Lục Uy nghi hoặc nhìn mẹ, trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi. Đây là những lời nói ra bằng tất cả cảm nhận của Lục Uy. Tình bạn giữa con gái quả thật thân thiết hơn một chút so với các bạn nam. Ở trường học, cô bé thường cùng các bạn nữ thân thiết đi vệ sinh, tiếp thể dục quên mang bình nước có thể mượn của bạn học để uống. Nắm tay ôm ấp véo má là chuyện bình thường, cô bé có chị em có bạn thân, mọi người nói mãi không hết chuyện, nào có kỳ quái như hiện tại. Là. Lục Tri Kiều và Kỳ Ngôn nhìn nhau một cái, người trước đỏ mặt, người sau nhịn cười. Thì ra trong mắt trẻ nhỏ, quan hệ giữa phụ nữ là tình bạn đơn thuần. Lúc đó bọn họ bị dọa sợ mất hồn, càng thêm chột dạ, khiến người ta hoài nghi. Liệu từ một góc độ nào đó, điều này có thể chứng minh cho dù hành động thân mật của hai người bất cẩn bị con trẻ nhìn thấy, cũng sẽ không khiến Lục Uy phỏng đoán, sinh ra ảnh hưởng tiêu cực, chỉ cần không cần quá giới hạn, đúng chứ? Những nhận thức này tới hơi muộn, hai người như rơi vào vòng xoáy nước đều mất đi tri giác, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Kỳ Ngôn cũng không dám. Là con muốn độc chiếm một chiếc giường đúng không? Để giải tỏa lúng túng, Lục Tri Kiều đẩy họa cho con gái, tóm lại cho dù thế nào, bản thân cũng không thể ngủ chung giường với Kỳ Ngôn, không thể nghe theo lời con trẻ. Ai ngờ, cô gái nhỏ đột nhiên nhếch miệng cười lên, hi hi hai tiếng rồi cúi đầu xuống. Chẳng trách.
Kỳ Ngôn lặng lẽ ở bên cạnh quan sát, ánh mắt dần tối lại, cô biết, có thể ở chung với hai mẹ con đã thắng cược, không thể được đằng chân lân đằng đầu, tất cả lấy mong muốn của Lục Tri Kiều làm chuẩn. Cô liền phối hợp giải vây, nói, nữ nữ, hai người lớn ngủ chung một giường hơi chật, không cẩn thận sẽ ngã xuống đất. Đúng thế, nữ con ngủ với mẹ đi, ngoan. Lục Tri Kiều vội cười phụ họa, sờ đầu con gái. So với vấn đề giường chiếu, đương nhiên là giữ cô Kỳ lại quan trọng hơn, cô gái nhỏ hiểu rõ thiệt hơn, không do dự gật đầu, vâng. Hai người đều thở phào một hơi, nhìn nhau cười lên, Lục Tri Kiều chủ động xách hành lý giúp Kỳ Ngôn, một chiếc vali màu bạc cỡ lớn, vừa nhìn liền khiến người ta cạn lời, hành lý còn lớn hơn hai mẹ con cộng lại, nhưng xách lên cũng không nặng, cô ấy không nhịn được suy đoán. Lẽ nào đều là quần áo? Bikini. Phòng rất rộng, đủ rộng rãi, ba người hoạt động trong phòng đương nhiên không thành vấn đề. Lục Tri Kiều đẩy hành lý vào phòng, ánh mắt lướt nhanh qua hai chiếc giường, muốn nhường giường con gái lại cho Kỳ Ngôn, nhưng đôi chân không nghe lời lại đi tới bên giường mình, suy nghĩ chậm trễ mất mấy giây, thay đổi chú ý. Chiếc chăn vừa bị vén lên, vẫn còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể. Tay nắm lấy tay kéo hành lý của Lục Tri Kiều khẽ run lên, trong lòng vô vàn cảm xúc, không nói được là xấu hổ hay hưng phấn, làm như không có chuyện gì, nói, em ngủ giường này đi, tôi và nữ nữ ngủ giường bên kia. Nói xong nhanh chóng buông vali ra, không lưng rút điện thoại đã sạc đầy pin bên giường, trấn tĩnh tự nhiên rời đi. Kỳ Ngôn không biết gì, ngủ giường nào cũng được, cũng không nghĩ nhiều như thế, cô chỉ gật đầu, không lưng để máy ảnh lên tủ đầu giường, nhích lại gần, bất ngờ nhìn thấy một sợi tóc trên chiếc gối trắng, đen láy, xoăn xoăn, mảnh lại mềm. Là giường của Lục Tri Kiều. Kỳ Ngôn không lên tiếng, khóe miệng khẽ cong lên, giả vờ không biết gì. Hai mẹ con đi đánh răng rửa mặt, có lẽ là vì trong phòng có thêm một người, Lục Tri Kiều cứ cảm thấy căng thẳng, đánh răng rửa mặt dường như cũng bị người kia nhìn chằm chằm, lồng ngực ngứa ngáy, rất không tự nhiên. Cô ấy thay chiếc váy liền màu hồng phấn, dài qua đầu gối một chút, một bên dây, một bên liền với ống tay áo, nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào, kết hợp với sợi dây chuyền dài là vừa đẹp. Thay quần áo xong ra ngoài, Lục Tri Kiều nhìn thấy Kỳ Ngôn ngồi bên giường nghịch máy ảnh, vừa tới gần, người kia liền cất đi, giống như sợ bị cô ấy nhìn thấy. Hôm nay em có sắp xếp gì không? Có lẽ là ảnh khỏa thân, Lục Tri Kiều nghĩ như thế, bình tĩnh chuyển chủ đề. Kỳ Ngôn không nói rõ, mơ hồ nói, xem đã, không có sắp xếp gì, tùy tiện dạo quanh thôi. Vậy có muốn đi câu cá với chúng tôi không? Lục Tri Kiều hờ hững hỏi, một tay chống sau lưng, nắm chặt lấy vải váy, có lẽ cảm thấy đứng như thế không quá ổn, liền đi sửa sang ba lô đem theo. Câu cá trên biển. Được. Kỳ Ngôn đứng dậy, chiếc eo mảnh mai như có thể ôm trọn trong một nắm tay, trắng trẻo lắc lư trước mắt người khác, tôi làm hướng dẫn viên cho hai người, cảm ơn vì đã thu nhận. Ánh mắt Lục Tri Kiều nhìn thẳng vào eo Kỳ Ngôn, cười trách, em không để tôi cảm ơn, nhưng bản thân lại cảm ơn tôi. Đang nói, Kỳ Ngôn đột nhiên nhích tới, lắc lư trước mặt Lục Tri Kiều, nhướng mày, đẹp không? Gương mặt Lục Tri Kiều nóng lên, vội di chuyển ánh mắt. Khu vực quanh đảo Roland có tài nguyên cá phong phú, rất được chào đón bởi những người thích câu cá biển, không ít du khách thuê thuyền ra biển một ngày, ai nấy đều thắng lợi trở về. Kỳ Ngôn từng tới đây 4 lần, đại khái quen thuộc với môi trường trên đảo, tìm điểm du lịch cùng trò chơi cũng rất dễ dàng quen thuộc. Cô hào phóng thuê chiếc thuyền câu cá cỡ vừa, bố trí một vị thuyền trưởng, hai thuyền viên, trên thuyền có phòng nghỉ, đầy đủ dụng cụ đồ nghề câu cá. Thời tiết quang đãng, mặt biển gió yên sóng lặng, hướng mắt ra xa là trời xanh rộng lớn ánh nước lấp lánh, trong không khí tỏa ra mùi mặn của biển cả, xa xa là đường thẳng tiếp giáp trời nước, tầm mắt vô tận. Ánh nắng trên biển rất độc, lại gần đường xích đạo, ba người thoa kem chống nắng đầy đủ, vẫn cảm thấy bị cháy nắng. Lục Tri Kiều sợ con gái bị cháy nướng, đưa quần áo chống nắng mang theo cho cô bé mặc, mũ kính đồ che mặt chuẩn bị rất chu đáo. Cô gái nhỏ vô cùng hưng phấn, nào tình nguyện phối hợp, nhíu mày mất kiên nhẫn, lẩm nhẩm một câu, đẩy Lục Tri Kiều ra, muốn đi lấy cần câu. Nữ con, cẩn thận bị cháy nắng thành gấu trúc đấy. Lục Tri Kiều vội nói. Con trẻ không hề quan tâm, gấu trúc thì gấu trúc, con là quốc bảo. Kỳ Ngôn đứng bên bong tàu nói chuyện với anh chàng thuyền viên, hai người vừa đùa giỡn vừa điều chỉnh cần câu cá. Kỳ Ngôn rất thích trò chuyện, tiếng Anh lưu loát còn đính kèm tiếng lóng, một anh chàng thuyền viên còn lại bị thu hút tới, ba người liên tục cười to, giống như bạn bè đã quen biết lâu năm. Lục Tri Kiều đuổi theo con gái tới nơi, liền nghe thấy tiếng cười nói trên bong tàu, bước chân khựng lại, ngẩn ra nhìn người kia. Ánh mặt trời chói chang, Lục Tri Kiều hít mắt lại, thu hẹp phạm vi tầm mắt, tư thế của Kỳ Ngôn thẳng tắp đẹp đẽ, đôi chân vừa dài vừa thẳng, bờ vai đẹp tới nỗi khiến người ta ghen tị, lúc nói cười,
khóe mắt mặt mày lộ ra tự tin cùng thông thái, sảng khoái lại tiêu diêu, khí chất tỏa ra trên người rất ngầu. Dây áo mỏng màu xanh đen không biết lơi lỏng từ khi nào, chậm chậm trượt xuống, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ ấm thổi qua, thổi bay chiếc áo, lộ ra bờ vai với đường cong rõ ràng, một khoảng da trắng trẻo thấp thoáng ẩn hiện dưới mái tóc dài mượt, mê hoặc diễm lệ cũng rất duyên dáng. Hô hấp của Lục Tri Kiều ngừng lại, ngón tay nắm chặt lấy áo chống nắng, trái tim đột nhiên run rẩy kịch liệt giống như gợn sóng dần dần lan xa, khuôn mặt chậm chậm nóng lên, có lẽ là ánh mặt trời quá gay gắt, hai lớp kem chống nắng cũng không có ngăn cản được. Dưới chân người ấy là biển, trên đỉnh đầu là trời, phía xa là ánh sáng vàng rực, trong mắt người ấy có sự kiên định, trong nụ cười có vẻ thản nhiên, không hề sợ hãi đứng dưới ánh nắng. Là kiểu người Lục Tri Kiều muốn trở thành. Mười mấy năm trước, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong lòng luôn trào ra cảm giác sợ hãi và bất an kỳ quái, lúc nhanh lúc ngắn, khó lòng dẹp tan. Lục Tri Kiều tưởng rằng bản thân kiên cường, dũng cảm, giỏi giang, nhưng gặp được Kỳ Ngôn mới phát hiện, mạnh mẽ thật sự không phải là vô số lần bán nụ cười vẻ ngoan ngoãn ung dung chuyện trò trong tiệc rượu, không phải là từ một nhân viên thấp kém trở thành quản lý cấp cao trong 8 năm 10 năm, cũng không phải là vẻ thành thục lão luyện khi đối phó với đủ loại khách hàng, càng không phải hy sinh tình thân đổi lấy là tiền bạc gánh vác một gia đình nhỏ, mà là tự tin. Lục Tri Kiều không có tự tin, cho nên không có lựa chọn, chỉ có thể bị động với cuộc sống, trốn trong một góc tối tăm, lấy lạnh lẽo che giấu trái tim kiệt quệ của bản thân, lấy tiền bạc danh lợi an ủi linh hồn tê dại của bản thân. Ý thức cảnh giới cao, không tin người khác, chú trọng kết quả, không nhìn quá trình, tuy gánh vác được trách nhiệm, nhưng chỉ giới hạn ở 3 phần, mãi mãi trong một không gian nhỏ hẹp, mãi mãi không dám bước ra thế giới rộng lớn hơn ngoài kia. Lục Tri Kiều là kiểu người, bên ngoài tươi sáng, thực chất bên trong lại u ám. Có một số thứ mất đi, rất khó để bù đắp, Lục Tri Kiều nhìn thấy Kỳ Ngôn liền hiểu ra, bản thân xác định không thể trở thành người như thế, cũng không xứng với người như thế. Nếu nhận thức này xuất hiện sớm hơn một chút, cô ấy chắc chắn không coi là chuyện to tát, nhưng hiện tại, trong lòng giống như có một sợi dây thừng quấn quanh, dây dưa không rõ ràng, nghĩ tới bản thân và Kỳ Ngôn là người của hai thế giới, Lục Tri Kiều lại cảm thấy lồng ngực khổ sở. Không thể thành kiểu người ấy, có thể lại gần đối phương thêm một chút cũng tốt, trốn tránh làm gì chứ? Cô Kỳ. Con gái vui vẻ chạy tới, ôm lấy tay Kỳ Ngôn nũng nịu, dạy em câu cá đi ạ. Kỳ Ngôn cười lên, xoa đầu Lục Uy, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, được, đợi cô xỏ mồi câu xong sẽ dạy em. Đây là mồi gì ạ? Bên trái là rươi, bên phải là sò điệp, đều là thứ cá thích ăn. Hai cô trò vô cùng vui vẻ, ngay cả con trẻ cũng biết hướng về ánh mặt trời mà sinh sôi. Lục Tri Kiều lặng lẽ quan sát, trong lòng chua xót đan xen, không muốn làm phiền, liền lùi về sau hai bước, quay người quay lại khoang thuyền. Mặt biển dần dần nổi gió, con thuyền có chút chồng chành, Lục Tri Kiều ngồi trong phòng nghỉ gấp quần áo, bộ đồ chống nắng dở ra lại gấp lại lại dở ra, bên ngoài liên tục vang lên tiếng hò reo ngạc nhiên của con gái, cô ấy thở dài một hơi, khóe môi cong lên, nhưng đáy mắt lại là vẻ buồn bã. Một bóng người lướt qua, Kỳ Ngôn mang theo gió biển trên người bước vào, ngồi xuống cạnh Lục Tri Kiều, sao không đi câu cá? Lục Tri Kiều mất hồn, bị dọa giật nảy mình, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người kia, sắc mặt cứng lại, rất lâu sau không nói chuyện, áo chống nắng trong tay trượt từ đầu gối xuống sàn. Sao thế? Kỳ Ngôn khẽ nhíu mày, nhặt áo lên đặt sang một bên, căng thẳng nắm lấy tay Lục Tri Kiều, khó chịu à? Hay là say sóng? Ánh mắt lo lắng tự nhiên như thế, khiến trái tim Lục Tri Kiều nhảy lên, hoàng hồn, rũ mí mắt. Không, thật sự không sao chứ. Đừng nói dối tôi có mang theo thuốc say sóng. Thật. Kỳ Ngôn nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát sắc mặt Lục Tri Kiều, không nhìn thấy dáng vẻ khó chịu, thoáng yên tâm, cười cười, sao không đi câu cá? Không biết. Lục Tri Kiều cúi đầu, tâm trạng có chút hỗn loạn. Tôi dạy chị. Em biết à? Ừm. Không tin. Vành tai Lục Tri Kiều ửng đỏ, nhưng dái tai trắng trẻo mịn màng, Kỳ Ngôn nhìn lên, ít hầu động đậy, nhưng cuối cùng nhìn lại không động đậy, ra sức nắm lấy tay Lục Tri Kiều, thử thì biết, lại đây. Lục Tri Kiều nửa đẩy nửa tiến lại, đi theo Kỳ Ngôn ra khỏi khoang thuyền, nhìn thấy anh chàng thuyền viên đang kéo cần giúp con gái, lại câu được thêm một con, không biết đã là con thứ mấy, tuy kích cỡ tương đối nhỏ, nhưng đủ để khiến con trẻ vui vẻ nửa ngày, có được cảm giác thỏa mãn cực lớn. Trên thuyền có hai chiếc cần câu, đã được điều chỉnh, Kỳ Ngôn cầm chiếc cần đang để không, dùng nước ngọt rửa qua dây một lượt, dắt Lục Tri Kiều sang một bên bong tàu, lại đây, cầm chắc. Tại sao phải dùng nước rửa? Lục Tri Kiều nhận lấy cần câu, có chút nặng. Đây là dây ni lông, bình thường dùng để câu cá nước ngọt, thả vào nước biển dễ bị cứng bị giòn, phải dùng nước ngọt rửa qua một lượt trước khi dùng.
Kỳ Ngôn mang theo nụ cười, kiên nhẫn giải thích. Lục Tri Kiều gật đầu, không lên tiếng. Kỳ Ngôn đeo găng tay, bắt một con rươi vẫn đang ngọ ngoại trong thùng mồi câu, móc vào móc câu, luồn từ đầu tới đuôi, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, rất thành thục, nhìn như người câu hệ chuyên nghiệp. Cô móc mồi câu xong, tiện tay ném lưỡi câu vào biển, tháo găng tay ra, đứng bên cạnh Lục Tri Kiều. Nhìn thấy phao câu không? Ừm. Nếu nó nhanh chóng chìm xuống, chứng tỏ cá cắn câu, lúc đó chỉ nhất cần lên. Lục Tri Kiều là người mới, chưa từng câu cá, là lần đầu tiên cầm vào cần câu, Kỳ Ngôn sợ nói quá phức tạp cô ấy không hiểu, liền phối hợp động tác cơ thể giải thích đơn giản, âm thanh dịu dàng tinh tế, nói xong ôm lấy Lục Tri Kiều từ phía sau, hai tay nắm lấy cần câu cùng cô ấy. Hai người dính rất chặt, Kỳ Ngôn cao hơn một chút, đôi môi mềm mại thiết diện vô tư đè lên tóc bên tai Lục Tri Kiều, hơi thở ấm áp phả ra từ đầu mũi, phả lên tai cô ấy qua vô số kẽ tóc, lại hít vào mùi hương lành lạnh, hai vai vô thức co lại. Lục Tri Kiều hóc eo, bị hô hấp nóng hổi bên tai mê hoặc tới khó chịu, lồng ngực kịch liệt động đậy, hai người lại mặc rất mỏng, lưng áo hai dây của bản thân lại lộ ra một khoảng lớn, đơn thuần là không có gì che chắn, mà phía bên trong Kỳ Ngôn chỉ mặc chiếc áo quay, xương vai thấp thoáng chạm vào nơi mềm mại, nhất thời Lục Tri Kiều căng thẳng, hoàn toàn không dám thả lỏng. Mặt biển lặng sóng khác thường, đeo kính râm cũng cảm thấy ánh mặt trời chói mắt. Gương mặt Lục Tri Kiều nóng tới dữ dội, cơ thể cũng khô khốc, cảm giác như có ngọn lửa lan tràn dọc theo bờ vai tới đầu, giày vò khiến cô ấy mất tự nhiên. Nhưng người sau lưng yên lặng đứng thẳng, không được nước lấn tới lợi dụng, cũng không giãn khoảng cách quy củ, Lục Tri Kiều không tiện động đậy. Thế là chỉ có thể mượn lời chuyển dịch lực chú ý, sao em biết câu cá biển? Lục Tri Kiều nhỏ tiếng hỏi. Chưa từng chơi, nhưng từng nghe, trong ấn tượng, câu cá biển không khác gì câu cá ở ao hồ sông suối, nhưng sang xịn hơn nhiều, trang bị càng phức tạp giá thành càng đắt, là hoạt động tương đối tốn kém lại tốn thời gian, không tiền không có thời gian thì không chơi nổi. Thật là con gái nhà giàu mới nổi à. Kỳ Ngôn nhìn phao câu, đôi môi khẽ lướt qua tóc Lục Tri Kiều, nói, bố tôi thích câu cá nước ngọt không thỏa mãn ông, nên lập đội cùng mấy người bạn đi câu cá biển, đại khái một năm đi 2-3 lần, thường tới Indo, Malay, thỉnh thoảng cũng tới Nam Á, tôi đơn thuần chỉ đi theo góp vui thôi. Nhắc tới người nhà, ngữ điệu rất tùy tiện, thoải mái như chuyện bình thường. Lục Tri Kiều mím môi, lại hỏi, vậy em còn biết gì nữa? Những hoạt động nhàn nhã giống thế này. Chụp ảnh, chị biết mà. Kỳ Ngôn cười lên. Ngoài chụp ảnh ra. Trượt tuyết, cưỡi ngựa, nhảy dù cũng tính chứ. Từng cùng bạn bè tới Great Barrier nhảy dù mấy lần, miễn cưỡng cũng biết chút chút. Kỳ Ngôn nói mãi, cầm lòng chẳng đặng hôn lên tóc Lục Tri Kiều, rất nhẹ, không cách nào phát hiện. Lục Tri Kiều ngẩn ra, quay đầu, vô tư chạm vào môi Kỳ Ngôn, không nhìn ra, em thâm tàng bất lộ như thế, lợi hại quá. Đều là những trò đốt tiền. Nào có. Được người bản thân thích khen ngợi, trong lòng Kỳ Ngôn tươi đẹp không thôi, khóe miệng cong lên, thuận đà hôn thêm một cái, tôi học mấy năm ở nước ngoài, mấy người trong giới trò gì cũng chơi, lợi hại hơn tôi nhiều, núi cao còn có núi cao hơn. Em từng đi du học à? Tôi học đại học ở sư phạm Giang Thành, học thạc sĩ ở Canada, chuyên ngành nhiếp ảnh. Nội tâm Lục Tri Kiều rung động, nhất thời có chút mất hồn, cô ấy nào biết được, bản thân không hề biết gì về người mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Nghe ra, là một cuộc đời rất thoải mái tự do, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ sinh mệnh, quả nhiên là người không cùng một thế giới với người phải liều mạng gánh vác mệt mỏi trên vai. Lục Tri Kiều muốn biết tại sao Kỳ Ngôn lại làm giáo viên, nhưng không dám hỏi tiếp, chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn không hỏi ra. Ngoài việc đó, cô ấy còn rất nhiều chuyện muốn biết. Đột nhiên Lục Tri Kiều rất hiếu kỳ về người phía sau, người từng qua lại tiếp xúc trong 3 tháng qua, hơn nữa còn từng có quan hệ thân mật. Từng chút hiếu kỳ nối tiếp nhau, cứ thế bị vén lên. Ánh chiều tà dần dần lặn về đằng Tây, ba người chơi cả một ngày trên thuyền, cá biển câu được ngập trong thùng đá. Chiếc thuyền đang trên đường trở về theo hành trình cũ, ráng chiều sau lưng rập trời, mây đỏ như lửa, mặt trời đang chậm chậm lặn xuống đường chân trời. Mặt biển tĩnh lặng đột nhiên nổi sóng. Một con cá voi đen trắng cực lớn nhảy vút lên không trung, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy che lấp ánh mặt trời, phun ra một tia nước hình cung rồi chìm sâu vào trong nước, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, mặt biển nổi lên vô số bọt trắng. Mẹ ơi, cá voi! Lục Vi kích động dậm chân liên tục. Bọn họ thật sự may mắn, lần đầu tiên ra biển liền nhìn thấy cảnh tượng cá voi phun nước, khó tránh cảm thán. Lục Tri Kiều ngạc nhiên nhìn nơi cá voi biến mất, nhịp tim đập càng nhanh. Ban nãy quá gần, gần tới nỗi cô ấy tưởng rằng thuyền bị lật. Giống như những cảnh diễn trong phim, tạo ra cảnh tượng hoảng hốt bỏ chạy trên biển. Bước chân vô thức lùi về sau,
Không lưu ý một dẫm phải gì đó, Lục Tri Kiều hoảng hốt kêu lên, vững vàng ngã vào lòng Kỳ Ngôn. Cẩn thận! Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, cả cơ thể Lục Tri Kiều rung lên, nhanh chóng thoát ra, đỏ ửng mặt trốn vào khoang thuyền. Trung tâm đảo rất náo nhiệt vào buổi tối, đèn điện trên đường sáng trưng, du khách đủ các màu da tới tới lui lui, người xung quanh nói đủ các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, thỉnh thoảng có thể nghe được đôi câu tiếng Trung, cảm giác vô cùng thân thuộc. Kỳ Ngôn tìm một cửa hàng hải sản bản địa có hương vị ngon nhất, mang cá vừa câu được tới chế biến, tối nay ăn toàn cá, rán, hầm, nhúng, nướng, đầy đủ các món, thịt cá biển nhiều chất, hương vị tươi ngon, phối hợp với cách chế biến và nguyên liệu chuyên dụng của người bản địa, càng thêm đậm vị. Cá nướng là món tự làm, mỗi bàn đều có bếp nướng, nhà hàng xử lý xong sẽ bưng lên, bản thân tự ra tay nướng. Kỳ Ngôn vẫn đang nướng cá cho hai mẹ con, bản thân không ăn mấy, cô nhìn chiếc miệng nhỏ của Nữu Nữu dính đầy dầu, liền rút khăn giấy lau miệng cho cô bé, híp mắt cười, "Nữu Nữu, ăn ngon không?" "Vâng, vâng, ờ." Cô gái nhỏ ở hơi một tiếng, "Em muốn ăn nữa." Lục Tri Kiều nhìn bụng con gái đã căng lên, nhíu mày nói, "Buổi tối không thể ăn quá no." "Không sao, ăn đi, vẫn còn." Kỳ Ngôn cười nuông chiều, nói xong lại gắp một miếng thịt cá đã nướng xong cho cô bé. "Em chỉ biết chiều hư nó. Ra ngoài chơi chủ yếu là để vui vẻ." "Đúng thế, đúng thế." Cô gái nhỏ lè lưỡi. Hai cô trò một hát một phụ, Lục Tri Kiều có chút không thoải mái, mím môi lại, không lên tiếng, cúi đầu thong thả ăn đồ của bản thân. Đột nhiên, một bàn tay cầm giấy đưa tới, chạm vào khóe miệng cô ấy, nhẹ nhàng lau đi. Lục Tri Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt ngập vẻ dịu dàng của Kỳ Ngôn cười với mình, miệng dính nước tương rồi. Ánh mắt đó nóng bỏng như lửa, Lục Tri Kiều dường như bị thiêu đốt, nhanh chóng tránh đi, làm như không có chuyện gì tiếp tục ăn. Ăn xong bữa ăn toàn cá, bạn nhỏ Lục Bi no tới nỗi không thể đi lại, Lục Tri Kiều cũng thế, nói là không thể ăn quá no, nhưng căn bản miệng không ngừng lại được. Gió đêm tương đối lạnh, thổi đi cái nóng ban ngày. Ba người rảnh rỗi đi dạo trên đường để tiêu cơm, quanh đi quẩn lại, liền vào một cửa hàng quà tặng rất lớn, bên trong bán đủ các loại đồ lưu niệm cùng đồ chơi, quan sát kỹ một chút, những thứ này còn được làm rất tỉ mỉ. "Cô Kỳ, tấm bưu thiếp này đẹp quá. Em muốn mua một ít về tặng bạn học." Lục Vi dừng trước một quầy hàng, lắc lư cánh tay Kỳ Ngôn. Trên đường, hai cô trò níu lấy cánh tay nhau bước đi, cô gái nhỏ ăn quá nhiều, lười dùng sức, dường như nửa người dựa vào Kỳ Ngôn, bỏ lại Lục Tri Kiều ở một bên. Lúc trước mở miệng đóng miệng là gọi mẹ, hiện tại đã biến thành cô Kỳ. Bước chân của Kỳ Ngôn khựng lại, ánh mắt lướt qua những tấm thiệp tinh xảo kia, cũng có hứng thú, cười lên gật đầu nói được, sau đó nói mấy câu với ông chủ, mượn hai cây bút, "Nữu Nữu, em chọn hình mà bản thân thích, sau đó viết gì đó lên trên đi." Cô đưa một cây bút cho cô bé. "Vâng." Lục Bi nhếch miệng cười lên, trong lòng tính toán bản thân có mấy người bạn thân thiết, vui vẻ lựa chọn. Kỳ Ngôn cũng đang lựa chọn, cô muốn tặng một tấm cho Lục Tri Kiều, quay người đang định hỏi, nhưng không thấy bóng dáng người vẫn đi sau lưng đâu nữa. Cô ngẩng ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại bên cửa, một bóng người màu hồng phấn cô đơn đứng ở đó, vẻ mặt buồn bã. Trên phố người qua người lại, ánh đèn rực rỡ. Lục Tri Kiều lặng lẽ đứng bên cửa kính, giống như bức tượng điêu khắc tinh tế hoàn hảo, cô ấy rũ mí mắt, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh biển đêm, nhìn có vẻ không vui. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một tấm bưu thiếp. Lục Tri Kiều ngẩn ra, quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt mang theo ý cười của Kỳ Ngôn, "Tặng chị." Lục Tri Kiều giơ tay nắm lấy bưu thiếp, mặt ngoài là trời xanh nước biếc cùng bóng dừa, lật mặt lại, phía sau là một dòng chữ tiếng Anh xinh đẹp viết tay cách điệu. "I wish I knew how to quit you." Ước gì tôi biết cách từ bỏ bạn. Chương 35, bưu thiếp. "I wish I knew how to quit you." Ước gì tôi biết cách từ bỏ bạn. Chữ Latin viết hoa rất đẹp, những nét cong móc sinh động uyển chuyển, tràn ngập tính nghệ thuật. Lục Tri Kiều lặng lẽ ngắm nhìn tấm bưu thiếp, đọc đi đọc lại câu nói kia mấy lần, trong mắt tràn ra nụ cười chua chát, từ nông tới sâu. Bình thường cô ấy không nhìn nổi những trò như thế này, cảm thấy đây chẳng qua là những trò lãng mạn hư vô mà người trẻ tuổi nghĩ ra trong lúc đầu óc hừng hực mà thôi. Cô ấy không muốn nhìn lấy một cái, càng không nói tới bản thân có suy nghĩ gì. Nhưng trái tim Lục Tri Kiều lại bắt đầu đập loạn, dòng máu tươi sục sôi xuất phát từ đó, nôn nóng lan tràn lên mặt, nở rộ sắc hoa đào đẹp đẽ. Giống như tìm lại một phần đơn thuần cùng rung động của thời thiếu nữ, giống như đêm hôm ấy, Lục Tri Kiều ngửi được mùi hương nước hoa tương đồng nhưng lại khác biệt, suy nghĩ lập tức trôi về mười mấy năm trước, nhắc nhở cô ấy, cũng an ủi cô ấy, tất cả vẫn chưa quá tồi tệ. Ánh đèn trong cửa hàng quà tặng mang sắc vàng cam, rất ấm áp, dịu dàng chiếu lên người Lục Tri Kiều,
bao trùm lấy cô ấy từ đầu tới chân. Lục Tri Kiều cúi đầu, Kỳ Ngôn rất tự nhiên nhìn cô ấy, dùng ánh mắt ôm lấy Lục Tri Kiều, thay cho bàn tay muốn động nhưng lại không dám động. Rất lâu sau, Lục Tri Kiều ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt thẳng thắn của Kỳ Ngôn. Trong đồng tử của cả hai hiện lên khuôn mặt đối phương, giống như bị một sợi dây vô hình đang lấy, đang xen quấn quýt, khó lòng phân cách. Lục Tri Kiều nhìn thấy tình cảm nồng đượm trong mắt Kỳ Ngôn, còn nhìn thấy cả chân thành, chờ mong cùng cẩn thận. Suốt một khoảng thời gian dài, Lục Tri Kiều luôn cho Kỳ Ngôn là một người không đứng đắn, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó còn tưởng rằng người như vậy không nên làm giáo viên, sau này tiếp xúc lâu với nhau, mới biết được bản thân thiển cận. Lục Tri Kiều thừa nhận tư duy của bản thân cứng nhắc, liền phát hiện hai người không đi chung một con đường, một người hướng về ánh mặt trời mà sinh sôi, một người co ro một góc trong tăm tối, mỗi người có một cách sống khác nhau, vốn dĩ không nên phát sinh bất kỳ giao cắt nào. Trước đây cô ấy cũng từng gặp người giống như Kỳ Ngôn, đa phần gia cảnh của bọn họ rất tốt, không chỉ là dồi dào về vật chất, mà còn có cả tinh thần. Kiểu người như thế, thông thường Lục Tri Kiều chỉ lịch thiệp đối đãi nhưng duy trì khoảng cách, trước giờ chưa từng có ý định thân thiết. Không phải cô ấy có định kiến, mà là cảm thấy không chung một thế giới, không thể miễn cưỡng hòa hợp. Có lẽ bản thân có thể đánh cược một lần, coi Kỳ Ngôn như ngoại lệ. Chữ đẹp lắm. Nhìn nhau rất lâu, Lục Tri Kiều cong khóe miệng, trong mắt thấp thoáng ánh nước, tôi ra ngoài đợi hai người. Nói xong nhanh chóng cúi đầu, đẩy cửa kính bước ra ngoài. Kỳ Ngôn không đuổi theo, nhìn Lục Tri Kiều đứng dưới ánh đèn đường qua lớp kính, cô ấy quay lưng về phía này, hai cánh tay từ đầu tới cuối vẫn giơ lên. Không biết đang cầm tấm bưu thiếp hay là ban đêm ở ngoài đảo gió thổi mát lạnh, bầu trời hiện lên màu xanh đen kỳ lạ, ánh sao dày đặc lấp lánh như kim cương, thỉnh thoảng lóe lên ánh đèn từ máy bay đang giảm độ cao, mang theo một loạt những tiếng ù ù, nhàn nhã lại dễ chịu. Về tới khách sạn, Lục Tri Kiều đi tắm trước, Kỳ Ngôn lấy máy tính ra, lưu lại ảnh chụp hai mẹ con hôm qua vào máy tính, cô lựa chọn từng tấm một, xóa đi những bức ảnh cho là bản thân chụp không đẹp, lại chọn ra mấy tấm không tệ, lưu vào một tệp riêng biệt. Lục Uy ngồi bên cạnh quan sát, miệng nhỏ hé ra, qua, cô Kỳ, em thấy cô chụp ảnh như phim ấy. Cô bé muốn nói đẹp, nhưng như thế thể hiện bản thân quá ít vốn từ, lại khô khốc, chỉ có thể tìm ví dụ gần gũi nhất trong cuộc sống. Đương nhiên rồi. Kỳ Ngôn hào phóng tiếp nhận lời khen, cười híp mắt, giơ tay véo má Lục Uy, đợi khi nào về cô sẽ chỉnh sửa lại, em chọn mấy tấm em thích đi, cô sẽ làm thành sách ảnh cho em. Cô Kỳ tốt nhất. Cô gái nhỏ ôm lấy Kỳ Ngôn rồi thơm lên mặt cô, không kịp phòng bị, Kỳ Ngôn có chút đờ đẫn, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, tiện tay xoa đầu cô bé. Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cửa mở ra, Lục Tri Kiều ra ngoài với cơ thể vẫn còn hơi nước quấn quanh, gò má ửng hồng vì bị hơi nóng xông, chiếc váy ngủ cô ấy mặc là loại áo hai dây, cổ chữ V, lộ ra nửa đùi, khoảnh khắc đó, suýt chút nữa Lục Tri Kiều quên mất trong phòng còn có hơn một người. Kỳ Ngôn vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cảnh tượng như thế, ngón tay nhấp chuột khựng lại. Lục Tri Kiều cũng ngây ra. Mẹ, mau tới đây xem ảnh đi. Cô Kỳ chụp cho con siêu đẹp luôn ấy. Bạn nhỏ Lục Uy hoàn toàn không cảm nhận được, suy cho cùng vẫn là vốn từ hạn hẹp, âm thanh giòn tan nghe có chút đáng yêu. Ít hầu Kỳ Ngôn động đậy một cái, khó khăn di chuyển tầm mắt, cũng coi như tự giác. Lục Tri Kiều cũng vội lấy áo chống nắng che lên, thắt nút lên eo, vạt áo đủ để che tới đầu gối, phong cảnh kia liền bị che chắn nghiêm ngặt. Nữ con, đi tắm đi. Lục Tri Kiều ngồi xuống thu dọn hành lý, mượn chiếc giường che chắn nửa thân người cho bản thân. Vâng. Con gái cầm quần áo vào nhà tắm, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Phía sofa không ngừng truyền tới âm thanh nhấp chuột, từng tiếng không hề có quy luật, bị phóng đại vô hạn, vô cùng chói tai. Lục Tri Kiều cúi đầu xếp đồ trong hành lý, lật qua lật lại sửa sang một lượt, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc đó Kỳ Ngôn cũng nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều ngẩn ra. Tới đây xem ảnh đi. Kỳ Ngôn phản ứng cực nhanh, cười cười vẫy tay về phía Lục Tri Kiều. Lục Tri Kiều mím môi, trong lòng nói không đi, nhưng chân tay nhanh nhẹn đóng vali lại, đứng dậy đi tới đó, ngồi bên cạnh người kia. Ánh mắt tự nhiên nhìn lên màn hình máy tính, hơn 100 tấm hình, đa phần là cảnh vật, những hình nhỏ nhìn như không có gì khác biệt. Kỳ Ngôn nhấp vào tấm đầu tiên, trùng hợp là góc nghiêng của Lục Tri Kiều đang nắm cần câu trong tay, cho dù góc chụp hay ánh sáng đều vô cùng tinh tế vi diệu. Bức này là tôi chụp trộm. Lúc đó vừa hay cá cắn câu, biểu cảm của chị có mừng rỡ, hưng phấn cùng kích động, nhưng bình thường rất ít khi nhìn thấy trên mặt chị, cho dù chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, tôi muốn lưu giữ nó, nên chị có thể chụp trộm. Còn có tấm này, chị đang mất hồn, bản thân cười lên cũng không biết. Tấm này.
Ánh mắt Kỳ Ngôn nhìn những tấm hình kia ngập tràn cảm xúc lại tự hào, âm thanh càng ngày càng khẽ, đầy ắp khen ngợi cùng ái mộ trào ra từ đáy lòng. Lúc chụp ảnh không nghĩ nhiều, chỉ muốn ghi lại, chỉ muốn lưu lại, nhưng ánh mắt sẽ mỏi, trái tim sẽ mệt, liền dùng máy ảnh để thay thế, còn cô chỉ cần ghi nhớ ngày nào tháng nào năm nào, ba người đã chơi rất vui vẻ trên thuyền. Lục Tri Kiều xem từng tấm, khóe môi chậm chậm có độ cong, nhịp tim cũng không biết từ lúc nào bắt đầu tăng nhanh tần suất, ánh mắt chậm chậm di chuyển lên mặt Kỳ Ngôn, khẽ nói, là do kỹ thuật của em tốt, tôi cảm thấy em có thể làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi. Lời khen thật lòng. Tuy Lục Tri Kiều là người ngoài ngành không hiểu về bộ môn này, nhưng ít nhiều cũng biết thưởng thức, cho dù là người hay cảnh, cũng không tính là hiếm gặp, nhưng được người kia chụp lại rất có cảm giác chất lượng cao, là một bất ngờ khó mà tưởng tượng nổi. Lục Tri Kiều. Kỳ Ngôn quay người, ánh mắt dịu dàng vô hạn, cẩn thận ôm lấy Lục Tri Kiều, không có người đẹp, cũng sẽ không chụp ra được ảnh đẹp. Lục Tri Kiều vừa tắm rửa, cơ thể còn đang nóng hổi, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ ngửi, mà chất vải của áo chống nắng mỏng manh, dính chặt với nhau như vậy, hơi nóng từ nhiệt độ cơ thể chậm chậm lan tràn, kích thích những kích động vùi sâu trong đáy lòng nảy mầm, rất khó kháng cự. Tôi thích nghe chị khen tôi. Khen tôi thêm đôi câu nữa đi. Ái mộ không thể che giấu, bình thường kìm nén càng dữ dội, lúc này càng thêm càng rỡ, Kỳ Ngôn biết nên buông Lục Tri Kiều ra, nhưng đôi tay không nghe sai khiến, ôm càng thêm chặt. Lục Tri Kiều cũng không chịu nổi, chân tay tê dại, dường như không có sức giãy giụa, cứ thế nửa nhích gần nửa dựa vào lòng Kỳ Ngôn, mặt đỏ tía tai, ít hầu mập mờ rất lâu cũng không nói được một câu rõ ràng, chỉ hừ hừ ra hai chữ, buông ra. Khen tôi. Lục Tri Kiều mím môi không quan tâm. Càng bắt cô ấy khen, cô ấy càng không khen, tránh cho người kia kiêu ngạo, được nước lấn tới. Tiếng nước trong nhà tắm dừng lại, có lẽ Nữu Nữu đã tắm xong chuẩn bị ra ngoài, Kỳ Ngôn có muốn dây dưa cũng không muốn để con trẻ nhìn thấy, chỉ đành hôn lên tai Lục Tri Kiều, buông cô ấy ra, tiếp tục sắp xếp ảnh. Quả nhiên không lâu sau, Nữu Nữu hừ hừ bài hát rồi ra ngoài. Kỳ Ngôn gửi mấy bức ảnh vào WeChat của Lục Tri Kiều, sắp xếp máy tính và máy ảnh một lúc, rồi cầm quần áo đi tắm rửa. Lục Tri Kiều ôm con gái ngồi trên giường thưởng thức, xem đi xem lại mấy lần cũng không chán, hai mẹ con cong môi cười lên, cô ấy hiếm thấy đăng trạng thái lên trang cá nhân. Mẹ ơi, con cảm thấy cô Kỳ chụp mẹ đẹp hơn nhiều. Thật sao? Vâng, cũng có khả năng là vì mẹ vốn dĩ đã xinh đẹp rồi. Cô gái nhỏ thật thà gật đầu. Lục Tri Kiều cười cười, đưa ngón trỏ chạm lên mũi Lục Uy, miệng ngọt. Trong phòng tắm lại truyền tới tiếng nước, bóng người đẹp đẽ mờ mờ ảo ảo hiện lên trên tấm kính, khiến người ta nghĩ tới những chuyện xa xôi. Lục Tri Kiều không khống chế được ngẩng đầu nhìn một cái, lại nhìn thêm một cái, vệt hồng trên mặt vẫn chưa tản đi, trong lòng càng thêm chột dạ. Đêm đầu tiên ở chung, hai bên bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau, ba người xuất phát tới đồng cỏ Cabo. Đồng cỏ nằm trên hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Roland, cách khách sạn bên bờ biển chỗ ba người đang ở khoảng một tiếng đi đường, với diện tích hơn 5.000 mẫu Anh, chủ yếu dùng để chăn thả bò, cũng là phim trường quay phim của rất nhiều bộ phim nổi tiếng. Quy mô nơi này rất lớn, lịch sử lâu đời, phong cảnh cực đẹp, phóng tầm mắt ra xa là đồng cỏ xanh rờn, bò dê đi thành đàn, ngập tràn hơi thở ruộng vườn nồng đượm. Ở đây có rất nhiều trò chơi, ví dụ như cưỡi ngựa, lái xe việt dã, vắt sữa bò, nướng thịt, vân vân. Trước giờ chưa từng được tiếp xúc với những thứ mới mẻ này, Lục Uy còn hưng phấn hơn trò câu cá hôm qua, vừa xuống xe liền nhảy tung tăng trên đường, lớn tiếng đòi đi cưỡi ngựa, lộ hết ra bản tính ham chơi của trẻ con. So với con gái, Lục Tri Kiều hàm xúc ý tứ hơn nhiều, bản thân cũng chưa chơi những trò này bao giờ, cũng cảm thấy mới mẻ, nhưng biểu cảm trên mặt từ đầu tới cuối vẫn rất bình thường, cả đường không nói lời nào. Quen bình tĩnh và nghiêm túc, cười nhiều một cái cũng có thể lấy mạng. Trẻ con có thể cảm nhận rõ ràng nhất trong việc biến hóa cảm xúc của người khác, Lục Uy phát hiện, bắt đầu từ chiều hôm qua, dáng vẻ của mẹ mình luôn nặng nề tâm sự, cô bé nghĩ rất lâu nhưng không nghĩ ra nguyên nhân, lại không dám quấn lấy mẹ, may mà có cô Kỳ ở đây, cũng không đến nỗi làm không khí trở nên gượng gạo. Không có quá nhiều du khách tới cưỡi ngựa, xếp hàng thanh toán rất nhanh, các trò chơi không giống với công viên trong nước, không cần có người dắt phía trước chỉ đạo, hoàn toàn dựa vào bản thân du khách nắm bắt điểm mấu chốt, có thể cưỡi ngựa tới bất kỳ nơi nào trên đồng cỏ, chỉ cần có thể cưỡi được. Nhưng con không biết cưỡi ngựa. Lục Uy nhìn con ngựa cái nhỏ trước mặt mình, chu môi. Cô bé là trẻ con, không thể cưỡi ngựa trưởng thành. Kỳ Ngôn tiến lên phía trước xoa mặt Lục Uy, cười nói, cô dạy em cưỡi. Nói xong tháo dây máy ảnh trên cổ xuống, rồi giao lại cho Lục Tri Kiều cầm, sau đó thuê một con ngựa trưởng thành. Nữu Nữu, chờ cô làm mẫu nhé. Ngựa trưởng thành dường như cao bằng Kỳ Ngôn,
nhìn gần là động vật kích thước lớn, có chút dọa người. Chỉ thấy Kỳ Ngôn đi quanh con ngựa một vòng, tới trước mặt ngựa thì đứng lại một lúc, giơ tay vuốt lông, vỗ cổ, sau đó, một tay nắm lấy dây cương, chân trái đạp lên bàn đạp, uyển chuyển nhanh nhẹn trở mình lên ngựa, ngồi chắc chắn. Tay nắm chắc dây cương, bắp chân khẽ đạp lên bụng ngựa, nó sẽ chạy, em nhìn đi. Con ngựa vang lên tiếng mũi, bốn chân chậm chậm di chuyển, bắp chân Kỳ Ngôn tăng thêm sức lực cùng biên độ, con ngựa dần dần chạy bước nhỏ, tốc độ chậm chậm tăng tốc, không lâu sau, cô cưỡi ngựa chạy nhanh về phía rừng cây trước mặt. Qua, mẹ ơi, cô Kỳ giỏi quá. Bóng người đã biến mất, Lục Quy kích động kéo lấy tay mẹ. Tầm mắt xa vô tận, nơi tiếp giáp giữa rừng cây và đồng cỏ, một bóng trắng cưỡi trên ngựa, chạy nhanh về phía bên đây, mái tóc Kỳ Ngôn bị gió thổi tung bay, cằm khẽ ngẩng lên, tư thế mạnh mẽ khỏe khoắn, khoảng cách càng ngày càng gần, nụ cười trên mặt cũng dần dần rõ ràng, ngập tràn tự tin. Ánh mắt Lục Tri Kiều ngẩn ngơ ngắm nhìn, ánh mắt có chút mê ly, nhịp tim cũng đập loạn theo tuần suất tiết tấu của móng ngựa. Một tiếng gió lướt qua bên tai, Kỳ Ngôn sớm đã kéo dây cương giảm tốc độ, quay về điểm xuất phát ban nãy rồi dừng lại, du khách bên cạnh không hẹn mà đồng loạt vỗ tay, cô ngồi trên lưng ngựa mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, tự nhiên tiếp nhận lời tán dương của mọi người, sau đó trở mình xuống ngựa. Cô Kỳ, cô giỏi quá đi. Lục Vi nhào tới ôm chặt lấy Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn dịu dàng xoa đầu cô bé, sang tay nắm lấy dây cương con ngựa, nói, nào, kiểm tra kết quả quan sát của em. À, vâng. Trẻ con sức lực rất dồi dào, sau khi Lục Vi nắm bắt được điểm mấu chốt, Kỳ Ngôn dẫn cô bé đi hai vòng, hai cô trò chơi rất vui vẻ, Lục Tri Kiều đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, không muốn làm phiền, ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi. Máy ảnh vẫn còn lưu lại nhiệt độ người kia, bị cô ấy giữ trong tay càng thêm nóng. Muốn cưỡi ngựa không? Trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân, Lục Tri Kiều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Ngôn đứng trước mặt, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô ấy. Lục Tri Kiều lắc đầu, không. Tôi dạy chị. Kỳ Ngôn ngồi xuống cạnh Lục Tri Kiều, hoặc là tôi cưỡi cùng chị. Em chơi cùng nữ nữ đi, tôi. Âm thanh khựng lại, Lục Tri Kiều cúi đầu, giống như khó lòng mở miệng. Phải giải thích rằng cô ấy sợ thế nào đây? Nhưng Kỳ Ngôn dễ dàng nhìn thấu tâm tư của Lục Tri Kiều, không nói ra, đưa tay ra giữ lấy vai cô ấy, đầu ngón tay ấm áp vuốt ve, im lặng an ủi. Cảm giác như tâm trạng chị không tốt lắm. Có sao? Có phải tôi chiếm dụng quá nhiều thời gian ở chung của chị và con trẻ không? Kỳ Ngôn cười khổ, ngẩng đầu nhìn Lục Vi đang dắt ngựa đi dạo ở gần đó. Cô bé nói chơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc. Trái tim Lục Tri Kiều thắt lại, hoảng hốt lắc đầu, không không, em không cần nghĩ nhiều như thế, tôi rất hy vọng em có thể chơi cùng nữ nữ. Lời trào tới bên miệng, nhưng không thốt lên được. Ra ngoài một chuyến, Lục Tri Kiều càng phát hiện bản thân là một người mẹ thất bại, ngoài công việc ra không biết làm gì hết, những thứ con trẻ thích, cô ấy lại không cách nào dẫn nó đi trải nghiệm, giả sử Kỳ Ngôn không ở đây, có lẽ chuyến du lịch này cũng rất vô vị. Phải thừa nhận bản thân không có năng lực, cũng có chút khó khăn. Lục Tri Kiều mím môi, cầm lòng chẳng đặn rút vào lòng Kỳ Ngôn. Ừm, không sao, tôi đùa thôi. Kỳ Ngôn co chặt cánh tay, ôm lấy Lục Tri Kiều. Có rất nhiều chuyện, hiện tại không muốn nói cũng không sao, không cưỡng ép, nhưng sẽ có một ngày, những lời muốn nói đều sẽ tự nguyện nói ra. Trò chơi lái mô tô Việt giả trên đồng cỏ hạn chế tuổi tác, bắt buộc phải trên 15 tuổi mới được chơi, hai người lớn không vấn đề gì, chỉ có Lục Vi tiếc nuối, cô bé muốn chơi tất cả các trò, muốn thử mọi thứ. Cuối cùng Kỳ Ngôn hứa hẹn cùng Lục Vi, đợi khi nào lớn hơn chút nữa, sẽ dẫn cô bé quay lại đây lần nữa. Lúc đó cũng đã tốt nghiệp cấp 2. Cô cũng không còn là giáo viên của Lục Vi. Ba người lại đi xem bò sữa, tham gia hoạt động vắt sữa bò, lực chú ý của trẻ con dễ dàng bị thu hút, tạm thời quên đi tiếc nuối vì không thể lái xe mô tô. Địa điểm chăn nuôi bò sữa nằm gần vách núi, dùng cây gỗ quay quanh thành một hàng rào dài, tầm mắt bao la, dưới vách núi là mặt biển vô biên, xa xa bên phải là bờ biển từ đảo chính, núi non chập trùng, màu xanh thăm thẳm, thấp thoáng có thể nhìn thấy những chiếc thuyền cá ra khơi từ bến cảng. Con gái đang vắt sữa bò, Lục Tri Kiều và Kỳ Ngôn đứng bên hàng rào, khẽ dựa ra sau, chống khuỷu tay lên, nhàn nhã thảnh thơi quan sát, biểu cảm của hai người giống hệt nhau, đều là vẻ nuông chiều. Gió rất lớn, tóc tai bị thổi tán loạn. Lục Tri Kiều giơ tay luồn qua lọn tóc, khẽ lướt qua gò má, sau đó buông ra, mặt nó bay trước người Kỳ Ngôn, đúng lúc Kỳ Ngôn nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hai người cuốn lấy nhau, cảm xúc trong lòng âm thầm trào dâng. Tại sao em lại làm giáo viên? Lục Tri Kiều khẽ hỏi. Kỳ Ngôn híp mắt lại, đôi môi mỏng chậm chậm thốt lên hai chữ, ước mơ. Người khác trả lời như thế, chắc chắn cô ấy không tin,
Nhưng Kỳ Ngôn nói vậy, Lục Tri Kiều lại hoàn toàn tin tưởng. Không chỉ là tin tưởng, mà còn ngưỡng mộ. Lúc còn nhỏ tôi cảm thấy dáng vẻ đứng trên bục giảng của giáo viên rất ngầu, hy vọng có một ngày bản thân cũng có thể như thế, nhưng khi đó suy nghĩ cũng không mạnh mẽ tới vậy. Mãi tới sau này, tôi gặp được mấy vị giáo viên rất tốt, bọn họ có ảnh hưởng chính diện lại tích cực với tôi, suy nghĩ trong lòng tôi lại càng mãnh liệt. Bố mẹ tôi xuất thân từ nông thôn, trình độ văn hóa không cao, nhưng bọn họ rất tôn trọng giáo viên, tin rằng kiến thức có thể thay đổi số phận, người truyền đạt kiến thức rất vĩ đại, cho nên hoàn toàn ủng hộ tôi. Nhưng ban đầu bọn họ cũng chỉ nghĩ tôi có tính trẻ con, mỗi ngày một ý, thật ra tôi biết, cho dù tôi lựa chọn thế nào, bố mẹ cũng đều ủng hộ tôi. Nhắc tới người nhà, trên mặt Kỳ Ngôn lộ ra biểu cảm ấm áp lại tự hào, ánh mắt mạnh mẽ cong lên thành vầng trăng khuyết, ý cười sáng lạng, âm thanh mềm mại bị gió thổi bay, rơi xuống mặt đất. Vô cùng tự tin. Lục Tri Kiều lặng lẽ ngắm nhìn cô, bố mẹ em chắc hẳn rất tốt. Đúng thế, bố mẹ tôi rất tốt, tuy không học hành gì nhiều, nhưng sẽ không bảo thủ thành kiến, không giáo dục tôi như những gia đình truyền thống, tình cảm của bọn họ cũng rất tốt, khi tôi còn ở nhà, ngày nào cũng phải ăn cơm chó. Ôi, một câu hai câu nói không hết được, tóm lại là tôi rất yêu bọn họ. Chị thì sao? Kỳ Ngôn quay sang, cười lên, lộ ra 6 chiếc răng cửa trắng bóc. Lồng ngực Lục Tri Kiều nghẹn lại, ngẩn ra giây lát, sắc mặt đột nhiên tối đi, nhỏ tiếng nói, bố mẹ tôi qua đời rồi. Khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng gió phảng phất trong không khí. Xin lỗi. Kỳ Ngôn nắm lấy tay của cô ấy, đôi môi chậm chậm lúng xuống. Cho dù đã biết, nhưng lúc này nghe thấy chính miệng Lục Tri Kiều nói ra, trong lòng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Lục Tri Kiều lắc đầu, cố ý thả lỏng, cười lên, xin lỗi làm gì, chuyện rất lâu rồi, tôi sắp không nhớ nổi nữa rồi. Nói xong quay người đi, quay mặt về phía biển cả dưới vách núi, ánh mắt nhìn xa xăm. Hai người tới hơn 40 tuổi mới sinh tôi, từ nhỏ đã quản tôi rất nghiêm, giáo dục theo phương pháp thương cho roi cho vọt, cho nên tôi luôn không tự tin lắm. Chị rất tốt. Kỳ Ngôn ngắt lời cô ấy, cũng quay người, nắm lấy bàn tay Lục Tri Kiều. Có lẽ là gió quá lớn, tay Lục Tri Kiều có chút lạnh, được ôm trong lòng bàn tay cũng không an phận, Kỳ Ngôn không thể không dùng thêm sức lực, nắm chặt lấy tay cô ấy. Cuối cùng cũng tự nguyện mở lòng rồi chăng? Lục Tri Kiều, chẳng qua là nhắc tới một chút, nói nhiều thêm mấy câu với cô, Kỳ Ngôn liền cảm thấy ngập tràn hy vọng, trái tim muốn giang cánh tung bay, không ngừng đụng phải lồng ngực cô, cảm giác vui vẻ hoàn toàn không có cách nào khống chế được, lặng lẽ lan tràn lên khuôn mặt cô. Em là con gái độc nhất à? Lục Tri Kiều nghiêng đầu cười với Kỳ Ngôn. Ừm, thật tốt. Chỉ có anh chị em à? Kỳ Ngôn thăm dò hỏi. Sắc mặt Lục Tri Kiều khựng lại, không lên tiếng, ánh mắt lơ đãng quay lại. Mấy chiếc thuyền cá lênh đênh trên mặt biển, tản mạn, kéo theo bọc sóng trắng dày đặc, chim biển bay ngay đằng sau. Lại không muốn nói nữa rồi. Kỳ Ngôn thoáng cảm thấy thất vọng, nhưng biết rõ không thể nóng vội, có thể nói đôi câu đã là tiến bộ lớn, từ từ cũng được. Thế là cô chuyển chủ đề, tại sao trước kia chị luôn cảm thấy tôi công tư không phân minh? Bàn tay trong lòng bàn tay rụt lại, khóe môi Lục Tri Kiều động đậy, chần chừ giây lát mới nói, giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học của nữ nữ chính là người như thế. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vì trước kia có vết xe đổ, nên mới để tâm mọi lúc mọi nơi. Kỳ Ngôn coi như hiểu ra, trước kia bản thân luôn không đứng đắn, luôn luôn trêu đùa cợt nhã, khó tránh việc cho người ta ấn tượng không đáng tin, không hề oan uổng. Vậy chị nhớ kỹ, tôi không phải người như thế. Cô dùng ngữ điệu có phần khinh bỉ nói. Lục Tri Kiều nghiêng đầu nhìn sang, đáy mắt trào lên ý cười, trách lầm em rồi, bây giờ tôi đã biết em không phải. Nốt ruồi lệ đen lấy kia uyển chuyển sống động, làm rung động lòng người, nhất thời Kỳ Ngôn không nhịn được, ôm lấy Lục Tri Kiều từ bên cạnh, hôn lên tóc cô ấy, một giây sau, bị đẩy ra không chút nể nang. Lục Tri Kiều hoảng hốt quay đầu nhìn về phía chuồng bò, thấy con gái ngồi bên cạnh con bò sữa, ra sức vắt, không hề chú ý tới tình hình bên này, lúc này cô ấy mới thở phào một hơi, trách móc trừng mắt với Kỳ Ngôn một cái, ánh mắt tức giận. Kỳ Ngôn là người không chút sĩ diện, lúc này bộc lộ hoàn toàn bản tính, nhích lại gần vuốt tóc Lục Tri Kiều, âm thanh khàn khàn, từng yêu đương với phụ nữ chưa? Gió biển lành lạnh, nhưng hơi thở bên tai lại âm ấm. Lục Tri Kiều khẽ run lên, lập tức đỏ mặt, giơ tay đẩy Kỳ Ngôn một cái. Có lẽ không tính yêu đơn phương. Phì. Ha ha ha. Em cười cái gì? Lục Tri Kiều trừng mắt lườm Kỳ Ngôn, ngày ngày tôi bận rộn như thế, nào có thời gian yêu đương. Ha 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 ha. Kỳ Ngôn đang nghĩ liệu Lục Tri Kiều song tính hay không, người này lại chỉ nghĩ là đã từng yêu hay chưa. Buổi chiều trên hành trình quay về,
ba người ngồi xe cút kít, mệt tới mức không còn hứng thú thưởng thức cảnh biển. Hai người lớn sánh vai ngồi hàng sau, trong sự lắc lư của chiếc xe, Lục Tri Kiều ngủ mất, cơ thể ngã vào lòng Kỳ Ngôn, hai mắt nhắm chặt. Tia nắng cuối ngày chiếu lên đường chân trời, ánh sáng màu vàng đỏ xuyên qua cửa kính chiếu vào, có chút chói mắt, ánh mắt Kỳ Ngôn chăm chú nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của Lục Tri Kiều, trái tim hóa thành nước xuân ấm áp, khẽ khàn giơ một tay lên, lặng khẽ che lại tia nắng chói mắt kia. Mẹ ơi! Lục Uy quay đầu lại, đang định lên tiếng, Kỳ Ngôn vội đưa ngón trỏ về phía cô bé, suỵt. Cô bé nhìn thấy, mẹ đang dựa vào lòng cô giáo, nhắm mắt lại, khóe miệng thoáng cong lên, dường như đang ngủ rất say rất an tâm. Khi về tới khách sạn, trời đã tối đen, quả thật chơi cả một ngày đã rất mệt, không muốn đi dạo phố nữa, thế là Kỳ Ngôn mua chút nguyên liệu, làm một bữa tối đơn giản. Hai mẹ con ăn no nê. Đợi tắm xong, ba người bàn bạc kế hoạch tới hòn đảo nhỏ nhất chơi vào ngày mai, ở đó có rừng nhiệt đới um tùm, là địa điểm bắt buộc phải tới khi đến Roland. Nhưng vì hòn đảo đó cách đảo chính tương đối xa, rừng rậm tương đối nguyên thủy, không có quá nhiều trang thiết bị hiện đại, phải thuê xe, lái xe tới bến cảng thì dùng thuyền vận chuyển tới đó, sau đó tự tham quan. Thuê đi, tôi lái, tôi có bằng lái quốc tế. Kỳ Ngôn thản nhiên nói. Lục Uy cực kỳ hưng phấn, vỗ tay, tốt quá, tốt quá. Cô Kỳ đúng là bảo bối vạn năng. Lục Tri Kiều. Được rồi, ngủ sớm đi, hôm nay mệt lắm rồi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chơi tiếp. Kỳ Ngôn tắt máy tính, hất dép lê bò lên giường mình. Vừa tắt đèn, đưa tay ra không thấy năm ngón tay, cả thế giới trở nên yên tĩnh. Nửa đêm, Lục Tri Kiều dậy đi vệ sinh tỉnh lại, mơ mơ màng màng rời giường đi vệ sinh. Cô ấy sợ làm ồn tới hai người đang ngủ say, không bật đèn, sợ lần trong đêm tối đi vệ sinh xong, rửa tay, lại mò mẫm quay về giường. Đột nhiên một cánh tay quấn lấy eo, sau đó là một phen trời nghiêng đất ngã, Lục Tri Kiều không kịp phòng bị kéo lên một chiếc giường xa lạ. Kỳ Ngôn, ưng. Lục Tri Kiều bị che miệng, bên tai phả tới hơi thở ấm áp, âm thanh mang theo vẻ mơ ngủ mông lung, tôi không làm gì cả, chỉ ôm chị thôi. Chương 36, ấm áp. Trong chăn lan tràn hương thơm thoang thoảng dịu dàng, ấm áp lại mê hoặc, Lục Tri Kiều nằm nghiêng, chiếc eo thon bị cánh tay có lực của người phía sau ôm chặt lấy, không thể động đậy. Miệng đang bị che lại, đôi môi mỏng dính lên lòng bàn tay của người kia ấm áp, bên tai là tiếng hít thở mê người, khiến Lục Tri Kiều không khống chế được mà run rẩy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi không làm gì cả, chỉ ôm chị thôi. Âm thanh yếu ớt mang theo cơn buồn ngủ, lộ ra ý tứ nài nỉ. Lục Tri Kiều cứng người, trái tim đập nhanh vô cùng vì bị dọa sợ, bị che miệng nên có chút thiếu dưỡng khí, hô hấp càng gấp, nhưng kiên kỵ tới con gái đang ngủ ở giường bên, nên không dám động đậy, yết hầu phát ra những tiếng ưng ưng. Được không? Kỳ Ngôn tưởng rằng Lục Tri Kiều muốn kháng cự, muốn kêu lên, tay che miệng càng chặt. Lục Tri Kiều hoảng hốt lắc đầu, cuối cùng khi sắp nhịn tới không thở nổi, bàn tay kia buông ra, cô ấy hít thở sâu một hơi, sống lưng thẳng tắp thả lỏng, mềm nhũn rút vào lòng Kỳ Ngôn. Thở dốc mấy hơi, cảm xúc trong lòng dần bình phục lại, đêm tối im lặng, bất kỳ động tĩnh nhỏ bé nào cũng bị phóng đại vô hạn. Kỳ Ngôn rất thành thật, nói ôm là chỉ ôm, hai tay quy củ không động chạm lung tung, ngay cả đầu ngón tay cũng không di chuyển nửa phân. Tiếng hít thở bên tai vững vàng ổn định, nghe tần suất giống như trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, xem ra không hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ là bị tiếng động đi vệ sinh ban nãy của cô ấy làm tỉnh. Nghĩ như thế, Lục Tri Kiều không còn cảm thấy căng thẳng. Chiếc chăn rất mỏng, đắp lên người chẳng qua chỉ có tác dụng chắn gió, không khác gì chăn mùa hè, hai người nằm trên chiếc giường đơn, quả thật có chút chật chội, vì vậy không thể không dính chặt lấy nhau, không hở ra lấy bất kỳ khoảng trống nào. Phụ nữ ngủ chung vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng hai người đều công, từng có quan hệ thân mật, cho dù đầu óc không nghĩ lung tung, nhưng nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao cũng khó tránh những suy nghĩ không đứng đắn, mới nằm cạnh không bao lâu, bông mềm đã biến thành mỏ hàng cứng, hơi nóng lan tràn sau lưng mang theo ngọn lửa, từng chút thiêu đốt toàn thân. Lục Tri Kiều bị đốt cháy tới khó chịu, nghe thấy tiếng hô hấp ổn định sau lưng, tưởng rằng người kia đã ngủ, liền cẩn thận nắm lấy bàn tay trước người, muốn kéo ra. Đừng động. Kỳ Ngôn nói nhỏ một tiếng, ôm chặt lấy Lục Tri Kiều. Chiếc cổ ngửa lên ban nãy cúi xuống, gò má và đầu mũi dính chặt lấy lưng Lục Tri Kiều, cọ qua cọ lại, sau đó lại chuyển hướng, di chuyển tới bên tai, vùi sâu vào trong mái tóc. Lục Tri Kiều vô cùng mẫn cảm, khiến lúc này bản thân không khống chế được nỉ non lên một tiếng, vô cùng chói tai trong đêm tối tĩnh lặng, cô ấy vội vàng che miệng lại, căng thẳng nhìn sang phía giường đối diện trong đêm tối. Con gái ngủ rất say, không có động tĩnh. Ngược lại cơn buồn ngủ của Kỳ Ngôn đã tan biến.
Cô di chuyển khuôn mặt đang vùi trong mái tóc của Lục Tri Kiều, tưởng rằng bản thân ôm quá chặt, liền thả lỏng cánh tay, khàn khàn lên tiếng, ôm thêm một lúc nữa, chỉ một lúc thôi. Người này đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Lục Tri Kiều giận dỗi nghĩ, tức tới nỗi dùng móng tay chọc lên tay Kỳ Ngôn. Xuyệt! Kỳ Ngôn bị đau, đè giọng xin tha, đừng chọc, tôi sai rồi. Nói xong liền hôn lên tóc Lục Tri Kiều, dịu dàng an ủi. Đây là chiếc giường chị từng ngủ. Gối, chăn, ga giường, đều là mùi hương của chị. Tôi ngủ ở nơi có mùi hương của chị, vô cùng hạnh phúc. Nhưng càng như thế, tôi lại càng nhớ chị cách tôi rất gần, nhưng tôi không ôm được chị. Cho nên, thêm một lúc nữa là được, tôi cam đoan. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, sau gáy có cảm giác ướt át ngắn ngủi, tóc trên vai bị vén lên một cách khẽ khàng, đuôi tóc lướt qua mang theo cơn ngứa. Lục Tri Kiều lập tức mềm lòng, thu tay về, lòng bàn tay chậm chậm phủ lên mu bàn tay của Kỳ Ngôn, yên lặng ôm lấy, mặc cho cô ôm. Ra ngoài một chuyến, thoát ly môi trường nguyên bản, Lục Tri Kiều phát hiện bản thân trở nên không giống bản thân, ngày đầu tiên còn ổn, từ khi chung hành trình với Kỳ Ngôn, cảm xúc cực dễ biến động, những việc nhỏ nhặt cũng đủ làm nội tâm cô ấy rung chuyển cấp 10, nghĩ ngợi tới những điều vẩn vơ. Thật ra nói đi nói lại, cũng không thoát khỏi người tên Kỳ Ngôn này. Kỳ Ngôn thích cô ấy, tâm tư biểu hiện rất rõ ràng, sao Lục Tri Kiều có thể không hiểu. Mười mấy năm qua, không ít người theo đuổi Lục Tri Kiều, nam có nữ có, lớn có nhỏ có người thích khuôn mặt của cô ấy, có người đơn thuần là muốn chinh phục cô ấy, còn có người chỉ muốn một người chị gái lớn tuổi dịu dàng như cô ấy, thậm chí còn không biết xấu hổ, mưu đồ chiếm đoạt số tiền Lục Tri Kiều vất vả kiếm được, muốn tìm phiếu cơm dài hạn. Có lẽ có người thật lòng, nhưng Lục Tri Kiều không muốn tin, so với việc lãng phí thời gian và sức lực để thấu hiểu, tiếp nhận một người, chẳng thà kiếm nhiều tiền hơn, nuôi dưỡng con gái thật tốt. Cho nên cô ấy dùng lý do đã kết hôn, đánh đuổi rất nhiều kẻ theo đuổi, với đàn ông, nói mình đã có chồng con, với phụ nữ, nói bản thân là gái thẳng đã có gia đình, dần dần, bên cạnh không còn một ai, cuối cùng vẫn là bản thân và con gái nương tựa vào nhau để sống. Kỳ Ngôn thích gì ở cô ấy? Hai người quen nhau trong quán bar, là quan hệ đối tượng tình một đêm, chuyện này khó tránh cho người ta cảm giác đời tư hỗn loạn. Lục Tri Kiều không biết Kỳ Ngôn nhìn nhận bản thân thế nào, nhưng trước kia cô ấy nhìn nhận Kỳ Ngôn như thế, cảm thấy chẳng qua đối phương chỉ chơi đùa mà thôi, là mới mẻ nhất thời. Thật ra sau này phát sinh những chuyện trùng hợp nối tiếp nhau, quan hệ từ đơn giản trở nên phức tạp, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Khi đó Lục Tri Kiều nghĩ, chỉ là Kỳ Ngôn chưa nếm đủ cảm giác mới mẻ, muốn tiếp tục nếm thử mà thôi. Còn bản thân, chẳng qua là cô đơn quá lâu, là phản ứng bản năng vì vắng vẻ dài ngày. Nhưng hiện tại Lục Tri Kiều phát hiện, hóa ra Kỳ Ngôn là một người ưu tú tới vậy, là người mà bản thân không có cách nào trở thành, là người mà bản thân muốn tới gần nhưng lại muốn trốn tránh. Vậy rốt cuộc Kỳ Ngôn thích cô ấy vì điều gì? Cơ thể? Hay là khuôn mặt? Lục Tri Kiều mệt lừ vì mưu sinh, đầu óc chỉ có công việc và tiền bạc, tầm thường tồn tại trong một góc tối tăm của thành phố, không dám chạm vào ánh sáng, không dám mở lòng, cô ấy còn phải nuôi con, khi người ta phải nuôi dạy một đứa trẻ không cùng huyết thống, ai sẽ thật lòng thích cô ấy, mà bản thân có điểm nào đáng để người ta thích. So với việc mạo hiểm đánh cược, mạo hiểm tin tưởng một người, chẳng thà bảo vệ vùng an toàn của bản thân, yên ổn sống qua ngày. Nên quên đi một đêm điên cuồng trong lần đầu gặp gỡ kia đi. Lục Tri Kiều nghĩ như thế, trái tim lại đau đớn, trong đêm tối, cô ấy nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt trượt khỏi khóe mắt, hòa cùng màn đêm. Đi ngủ đi. Sau lưng truyền tới âm thanh mơ hồ của Kỳ Ngôn. Cánh tay trên eo chậm chậm rút ra, có thể cảm nhận được, Kỳ Ngôn lật người, cuộn cả chiếc chăn theo, động tác có chút quyết đoán, giống như khó khăn đưa hạ quyết tâm, sợ bản thân hối hận. Nhiệt độ ấm áp sau lưng đột nhiên biến mất, Lục Tri Kiều ngây ra, cảm nhận được một tia thất vọng, im lặng giây lát, liền bò dậy, nhẹ chân nhẹ tay quay về giường bên cạnh, nằm xuống cạnh con gái. Cô ấy nằm ngửa một lúc, nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Ngôn. Rèm cửa che kín ánh sáng bên ngoài, trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì hết, chỉ thấp thoáng phân biệt được bóng dáng lồi lên trong chăn. Hôm sau dậy muộn, mặt trời đã nhô khỏi đường chân trời, trên bãi cát có tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Hơn 10 giờ, ba người vội vàng thu dọn đồ đạc cần mang theo, xuất phát tới khu trung tâm thuê xe, vì đi muộn, chỉ thuê được một xe bán tải khá cũ, nhìn có chút rách nát. Lục Tri Kiều lo lắng vấn đề an toàn của xe, nhưng Kỳ Ngôn vô cùng bình tĩnh, hỏi ông chủ vật tư cần cho trường hợp khẩn cấp, đề phòng ngộ nhỡ. Xe cộ ở địa phương cũng di chuyển theo làn bên phải, Kỳ Ngôn nhanh chóng thành thạo, tuy xe cũ, nhưng không gian chứa đồ lớn, trên đảo nhỏ cũng không có quán cơm, chỉ có cửa hàng nhỏ, phải mang theo nhiều lương khô và nước,
còn thuốc chống côn trùng. Ánh mặt trời lên cao, nhiệt độ cũng tăng lên, mọi người trên đường ăn mặc mát mẻ, ngập tràn hơi thở ngày hè. Một hàng xe dài xếp hàng ở bến cảng, từng chiếc di chuyển lên phà, sau đó chia ra di chuyển tới đảo nhỏ. Không biết ba người Kỳ Ngôn là lượt thứ mấy, ngồi trên xe đi phà, lướt qua đại dương mênh mông vô biên, từng hòn đảo lớn nhỏ dần trở nên nhỏ bé trong tầm mắt, mãi tới khi biến mất không thấy tăm hơi. Rừng nhiệt đới trên đảo nhỏ được bảo tồn hoàn hảo, cây cối hai bên đường dày đặc, che khuất mây trời, xanh ngắt, ánh sáng lọt qua kẽ lá chiếu xuống, hình thành cảnh tượng vòng hoa giữa trời độc đáo. Hít sâu một hơi không khí ở đây, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chiếc bán tải chậm chậm di chuyển trên con đường ngủ giữa rừng cây, bên cạnh thỉnh thoảng có những chiếc xe khác lướt qua, Kỳ Ngôn điều chỉnh tốc độ rất chậm, để hai mẹ con có đủ thời gian thưởng thức. Hóa ra cây cối có thể mọc cao như thế. Lục Uy bò lên cửa xe, thò đầu ra hết mức có thể, chiếc miệng nhỏ đóng mở liên tục. Tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được sách vở không lừa người, hình ảnh trong đầu óc cũng vì thế có khái niệm cụ thể. Một tay Kỳ Ngôn đặt lên vô lăng, tay còn lại điều chỉnh gương chiếu hậu chính giữa, thuận tiện nhìn hai mẹ con ở phía sau. Cô liếc nhìn biểu cảm nhàn nhạt của Lục Tri Kiều, nhàn hạ lên tiếng, đúng thế, nữ nữ, vậy em có biết ở nơi này có bao nhiêu loài cây không? Cô gái nhỏ ngẩn ra, rụt đầu lại, nhíu mày suy nghĩ, ấp úng nói, cây dương, cây hòa, cây du. Lục Uy nào biết có bao nhiêu loài cây, nói bừa ra toàn bộ những loài cây từng nghe, nói chung là đoán bừa. Không đúng loài nào cả. Kỳ Ngôn vô tình lắc đầu. Hay là hỏi mẹ xem. Lục Uy chu môi, quay đầu nhìn về phía mẹ, ôm lấy cánh tay mẹ lắc lư, mẹ ơi, mẹ biết không? Vốn tưởng Lục Tri Kiều sẽ không để tâm, lười tham gia trò chơi trẻ con với hai người, nhưng bất ngờ thay, Lục Tri Kiều cong khóe môi, dáng vẻ điềm tĩnh, không nhanh không chậm nói, bạch đàn, cao su, ca cao, ít nhất có ba loại cây này. Cô Kỳ, đúng không ạ? Ừm, đúng. Kỳ Ngôn hài lòng gật đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lục Tri Kiều cũng đang nhìn mình, nhướng mày mỉm cười, trước kia có rất nhiều thổ dân sống ở đây, bọn họ. Kỳ Ngôn vừa lái xe vừa phổ cập văn hóa lịch sử bản địa, kể một số tin tức thú vị đã từng nghe được khi tới đây chơi, chọc hai mẹ con cười to. Quan sát một hai ngày qua, cô phát hiện dường như Lục Tri Kiều có tâm tư, không quá vui vẻ, nếu là vì bản thân, vậy tội lớn tày trời, nếu tiếp tục như thế, cô nên giữ khoảng cách với hai mẹ con nhiều một chút, chủ động tránh đi. Đột nhiên, chiếc xe chao đảo một cái, giống như đang đè lên thứ gì đó, đi tiếp thêm một đoạn, dường như chiếc xe hơi nghiêng về bên phải. Kỳ Ngôn nhíu mày, hai tay nắm lấy vô lăng, chậm chậm dừng xe bên đường, mở cửa xuống xem. Sao thế? Trái tim Lục Tri Kiều thắt lại, cũng theo xuống xe. Liền nhìn thấy Kỳ Ngôn cúi đầu đi quanh xe một vòng, dừng ở bên phải, ngồi xổm xuống. Lốp xe bên phải lún xuống, trên lốp xe dính bùn có một vết rách. Lục Tri Kiều hé miệng, đầu óc trống rỗng, cái này. Không sao, thay cái mới. Kỳ Ngôn khẽ nói, đưa tay ra ấn lên vết rách, đứng dậy đi tới thùng đồ, đặt lốp dự phòng xuống đất. Ban nãy không biết đè lên thứ gì, có lẽ chiếc xe cũ không được kiểm tra cẩn thận, lốp xe liền vỡ ra, may mà bọn họ đi rất chậm, thùng đồ phía sau cũng chuẩn bị dụng cụ sửa chữa cơ bản, đổi lốp mới là có thể đi tiếp. Kỳ Ngôn chuyển kích nâng ô tô tới, cố định xe, giơ cờ lê quỳ bên lốp xe, thuần thục vặn ốc. Mái tóc Kỳ Ngôn xõa ra, đuôi tóc rủ xuống, giống như muốn quét đất, Lục Tri Kiều tháo dây buộc tóc trên tóc của mình xuống, hai tay vén mái tóc dài đen lấy mềm mượt của Kỳ Ngôn, khẽ quấn mấy vòng, buộc lên. Cảm giác mượt mà như giải lụa. Lại nhìn thấy ống tay áo dài của Kỳ Ngôn thấp thoáng cọ vào bùn đất, vội vén tay áo lên cho cô, lộ ra cánh tay mảnh mai trắng trẻo. Động tác tay của Kỳ Ngôn không dừng lại, ngẩng mắt nhìn Lục Tri Kiều một cái, khẽ cười. Lục Tri Kiều rũ mí mắt, tránh khỏi ánh mắt của cô, nhìn về phía bánh xe bị rách, miệng lẩm nhẩm, em còn biết thay lốp. Mấy năm học ở nước ngoài, cái gì cũng học, năng lực ra tay cũng được hình thành, tôi có một người bạn, còn tự làm nhà gỗ cho bản thân nữa cơ. Kỳ Ngôn cười đáp, có thể thuê người làm mà, chắc em không thiếu chút tiền công thuê người chứ. Hiệu quả không ổn, đợi bọn họ tới nơi tôi thay xong 10 cái lốp rồi, hơn nữa cái này cũng không khó, người biết lái xe học một chốc một nhát là biết. Lục Tri Kiều mím môi, không nói tiếp, yên lặng nhìn Kỳ Ngôn. Không lâu sau, đã thay xong lốp dự phòng, Kỳ Ngôn thu dọn dụng cụ sửa chữa xong, phủi tay, vừa ngẩng đầu lên, trước mặt liền xuất hiện một chai nước khoáng đã mở nắp sẵn. Lục Tri Kiều đưa nước, không nhìn cô, chỉ nhỏ tiếng nói, em rửa tay đi. Sau khi thay lốp dự phòng xong, lại tiếp tục chuyến tham quan. Cây cối trong rừng nhiệt đới um tùm, ba người không dám đi tới nơi hẻo lánh, chỉ đi ngoài đường lớn, tới mỗi địa điểm đều chụp ảnh, mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu.
Ánh mặt trời xuyên qua những chiếc lá xanh, chiếu loang lổ xuống rừng cây, vừa hay tạo thành vòng hoa giữa không trung ở dưới, cảnh quan đẹp tuyệt vời, tình ý đẹp tươi, rất thích hợp để chụp ảnh. Kỳ Ngôn có linh cảm, muốn chụp mấy tấm cho hai mẹ con, chụp ảnh riêng cho Lục Uy trước, cô bé nói muốn đi vệ sinh, liền một mình chạy về phía nhà vệ sinh gỗ ở gần đó. Một mình Lục Tri Kiều đứng dưới gốc cây, chiếc áo dài mỏng manh khẽ bay lên, vạt nắng rơi trên đỉnh đầu cô ấy, hình bóng mông lung, khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp của Lục Tri Kiều được phân thành màu nóng lạnh, cảnh người đẹp như tranh vẽ. Nghiêng sang trái một chút, ngẩng đầu, đúng, đúng, đừng động. Kỳ Ngôn giơ máy ảnh lên, khẽ ấn nút chụp, lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi. Chụp xong chưa? Ừm, xong rồi. Tôi xem nào. Lục Tri Kiều cong môi cười cười, sốt ruột nhấc chân đi tới, đột nhiên bắp đùi truyền tới cảm giác đau đớn gay gắt, cô ấy hô lên một tiếng, chân nhũn ra, cả người ngã sụp xuống. Ánh mắt rũ xuống, một con rắn màu vàng đen đang xen bò trong bụi cỏ, thè chiếc lưỡi đỏ ra. Hết phần 3. Bye bye các phụ nữ nha, cảm ơn các tình yêu đã nghe truyện và ủng hộ kênh, kênh GL Radio, xin phép lượng đây, hẹn sớm gặp lại, mãi yêu. Yeah, I'm about to fade away. 'Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same.